Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 126, thiếu. Chương không tồn tại, vui lòng nghe chương tiếp. Chương 127, đi Giang Trung. Anh ta coi như nhìn ra rồi, muốn nhận được sự công nhận của nhà họ Sài, muốn lấy được cổ phần nhà họ Sài, cả đời này cũng đừng hòng. Cố Thượng đã định trước trở thành đồ chơi trên giường của Ung Tiểu Ni, chỉ là đồ chơi. Đã như thế này, cô đưa tôi một số tiền, chúng ta ly hôn. Cố Thượng cực kỳ phẫn nộ. Ung Tiểu Ni chế nhạo, anh cũng xứng đáng nói điều kiện với tôi. Không đưa, khuôn mặt Cố Thượng dần dần trở nên dữ tợn. Vậy thì chúng ta ai cũng đừng mong sống tốt. Ung Tiểu Ni dậm chân, giận dữ bỏ đi. Cô trở lại đây nói cho rõ ràng cho tôi. Cố Thượng giữ cô ta lại. Bây giờ triệt để trở mặt rồi, Cố Thượng cũng không quan tâm nhiều nữa. Anh bỏ tay tôi ra, Ung Tiểu Ni giật tay Cố Thượng ra. Cố Huyền Như ở một bên nhìn đến ngốc, cái này là cái gì? Đàm phán kinh doanh biến thành vợ chồng mặt sát nhau. Đang muốn ngăn cản, Giang Hải lại kéo cô sang một bên, ánh mắt lãnh đạm chờ xem kịch hay. Chát! Dưới sự tức giận, Cố Thượng đã ra tay đánh Ung Tiểu Ni. Cố Thượng kinh hãi nhìn tay của mình. Bản thân không ngờ sẽ động tay đánh Ung Tiểu Ni. Cái tát này triệt để cắt đứt khả năng anh ta nhận được một đồng một hào nào từ nhà họ Sài. Ung Tiểu Ni cũng kinh ngạc, cô ta không ngờ, Cố Thượng xưa nay nhu nhược, nói gì nghe nấy, lại có thể động tay động chân với mình. Đúng là trong tim của mỗi người đều chứa một ác quỷ, Cố Thượng cuối cùng không nhịn nổi nữa, bùng nổi rồi. Dáng người dũng mãnh của Ung Tiểu Ni phát huy vai trò trong lúc quan trọng. Cô ta lập tức xông lên trước. Đánh nhau với cùng với Cố Thượng. Anh lại dám đánh tôi. Anh nghĩ mình là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến tôi cũng dám đánh. Tôi đánh đấy, cô có thể làm gì được tôi? Mập như heo, còn ở bên ngoài nuôi tình nhân, có biết xấu hổ không? Giang Hải không thể nghe thêm nữa, sờ sờ mũi, cười gượng kéo hai người ra, các người muốn đánh thì về nhà mà đánh, ở đây là tập đoàn Uyển Như. Ung Tiểu Ni đầu bù tóc rối, phấn son cũng nhòe hết, xách túi lên giận dữ bỏ đi, họ Cố kia, anh đừng hòng bước vào cửa Ung gia nửa bước. Ai mà thèm, Cố Thượng nghiến răng nghiến lợi. Hai người Giang Hải nhường đường, đôi mắt Cố Thượng trở nên trống rỗng, mịt mù đẩy Cố Hạo Dân rời đi. Cố Huyền Như còn muốn nói lời an ủi, nhưng lời đến bên miệng rồi lại một chữ cũng không nói ra được. Đối mặt với hôn nhân cô là người hạnh phúc, do trời an bày, hạnh phúc tự bay đến. Bất hạnh của Cố Thượng, là lỗi của ai? Ngày hôm sau, Giang Hải và Thiếp Mục rời khỏi thành phố Giang Tư đến Giang Trung. Nhưng trong bóng tối có vài cặp mắt nhìn chăm chú vào tất cả điều này, còn bám đuôi theo sau. Mãi đến khi xe của Giang Hải lên đường cao tốc, vài người chuyển mắt lập tức gọi một cuộc điện thoại cho bên thành phố Giang Thanh. Mấy điều này Giang Hải đều biết, nhưng không nói cái gì, cũng không làm gì. Đã có người tự tìm chết, vậy anh cũng không cần khách sáo. Nhận được tin tức, đôi mắt Lôi đại ca như phát sáng. Anh ta là người thận trọng lại chăm chỉ điều tra bối cảnh của Giang Hải. Thậm chí tại tỉnh Hải Đông, tất cả người có gia thế bối cảnh toàn bộ đều đã điều tra một lần. Giang Hải chính là tuổi trẻ lỗ mãng tự nhiên ở đâu xuất hiện. Mà Giang Hải thực sự không có bối cảnh gì, Lôi đại ca cũng không có gì phải kiêng nể. Tần Hiên, anh ta còn không để mắt đến. Có khả năng chiếm nửa Giang Sơn ở thành phố Giang Thanh. Nhất định cũng phải có tí năng lực, thu dọn Tần Hạo chỉ cần một câu nói của anh ta. Trong tay của anh ta có vài người tài giỏi, ngoài ra còn có một số cao thủ ở mỗi thành phố, đều chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần những người này toàn bộ hành động, vây quét một chút thế lực của Tần Hiên này chẳng qua là việc trong chốt lát. Kéo được Tần Hiên xuống, với sức của một người Giang Hải chẳng làm nên được việc gì, thành phố Giang Tư sẽ trở thành miếng thịt béo của thế giới ngầm của toàn tỉnh. Còn việc chia ai bao nhiêu? Cái đó nói sau, trước mắt lấy được thành phố Giang Tư, sau đó dựa theo cống hiến lớn nhỏ mà phân chia. Với lại Lôi đại ca được xem là vương của thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông, làm sao chia miếng bánh này, chỉ có một mình anh ta có quyền nói. Cho dù thế nào đi nữa, Lôi đại ca khẳng định được miếng lớn nhất. Lập tức triệu tập anh em. Lôi đại ca lập tức mệnh lệnh. Lần này, chỉ cần cao thủ. Quân sư quạt mo nhăn mày, không lập tức đi sắp xếp, anh Lôi. Tôi đột nhiên cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Trong lúc này người họ Giang kia đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ là một cái bẫy, cố ý dẫn dụ người của chúng ta? Yến Hầu chuyển động, đôi mắt chuột xoay tròn không ngừng,
luồng dự cảm không lành trong lòng ngày càng rõ ràng. Anh ta lại cười, ở thành phố Giang Tư, Tần Hiên không phải người đáng sợ nhất, ông chủ sau lưng anh ta chính là Giang Hải này. Có một chút thủ đoạn thì đã sao, không có Tần Hiên thì chẳng khác nào chặt đứt hai tay của anh ta. Chỉ một mình anh ta, còn không phải tùy ý cho chúng ta nhào nặn. Căn cứ vào tình báo thì Tần Hiên còn xa mới đạt đến trình độ của võ giả, chỉ nửa bước chênh lệch thôi đã như một trời một vực rồi. Lôi đại ca có khả năng triệu tập cao thủ, trong đó ít nhất có hai người là võ giả, có thể nói là cao thủ chân chính. Chỉ cần diệt được Tần Hiên, không còn thế lực, dù cho Giang Hải lợi hại hơn nữa, hai quyền cũng khó địch bốn tay, cuối cùng chỉ có kết cục thê lương. Anh đó, Lôi đại ca cười lớn, chỉ vào quân sư quạt mo, càng ngày càng nhát gan rồi. Nếu như đến một Giang Hải nhỏ bé mà không thu dọn được, đừng nói lấy được thành phố Giang Tư, ngay cả thành phố Giang Thanh chúng ta cũng giữ không nổi. Giang Hải rời đi là cơ hội hiếm có, đúng lúc tiêu diệt từng bộ phận. Lôi địa ca tâm ý đã quyết, hừ lạnh một tiếng, còn không nhanh đi sắp xếp. Quân sự quạt mo cắn răng, lập tức đi liên hệ người. Chỉ cần những cao thủ này đến đủ, thành phố Giang Tư chính là đồ trong túi của Lôi đại ca. Ngày trước, vị trí địa lý của thành phố Giang Tư và nền kinh tế địa phương đều không có ưu thế gì, càng không có gì hấp dẫn người. Trong nội thành thành phố Giang Tư, các thế lực nhỏ rất phức tạp. Những kẻ lão đại này, muốn loại trừ những thế lực nhỏ này đều rất tốn thời gian và công sức, có chút vô bổ so với những gì đạt được. Việc cướp địa bàn của người khác, cũng rất có khả năng ăn vào miệng rồi cũng không nuốt được. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Thành phố Giang Tư là một chỗ sạch sẽ, có thể nói là vật vô chủ. Để vượt mất cơ hội này, không biết phải đợi đến lúc nào. Một nhóm cao thủ ào ào tập hợp đến thành phố Giang Thanh. Giang Hải đang đi đến Giang Trung, đương nhiên không biết Lôi đại ca đang đan một cái lưới lớn, cũng không biết Tần Hiên sẽ đối mặt với nguy hiểm gì. Vì những điều này, anh đều không để ý, có người tặng tiền cho thành phố Giang Tư, Giang Hải chỉ có thể tỏ ý hoan nghênh. Ở nhà họ Thụy tại Giang Trung. Khi Giang Hải đến, khắp nơi tiếng người ồn ào. Ông cụ nhà họ Thụy, Thụy Mật đã làm ăn hòa khí cả một đời, chưa bao giờ đỏ mặt với bất kỳ ai. Khi ông ta bệnh nặng không ít danh y chủ động đến hội chẩn. Ông cụ Thụy mang ơn, chống đỡ thân thể bệnh nặng đích thân tiếp đãi. Thiếp mục rất có danh vọng trong giới y học, được tôn xưng, lão y tiên. Mọi người thấy ông ta đến, một đống người tiến đến chào hỏi. Còn Giang Hải thì đứng một bên yên lặng. Lão y tiên, ông rốt cuộc cũng đến rồi, mọi người chúng tôi lần này xem như đã có người đáng tin cậy rồi. Có lão y tiên ra tay, bệnh của ông cụ Thụy đương nhiên không có gì đáng lo. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Lời nói nịnh hót dựa như sóng thần lũ lượt, mỗi người mặt đỏ tía tai tranh giành phát biểu. Khuôn mặt già của thiếp mục đỏ lên, xua xua tay, bệnh của ông cụ Thụy, tôi không trị được. Ồ, một loạt âm thanh kinh ngạc, kèm theo tiếng thở dài tiếc nuối. Không lẽ đến lão y tiên cũng không trị được bệnh này? Lão y tiên, ông nói đi, cần có dược liệu gì, cho dù khó tìm thế nào, chúng tôi cũng có thể tìm được. Cụ Thụy đứng dậy chắp tay, các vị, bệnh của tôi không cần phải các vị bận lòng nhiều nữa, rất biết ơn các vị đã quan tâm đến tôi như vậy. Bệnh của tôi nên tôi hiểu rõ nhất, có thể sống đến bây giờ, cũng đã là ông trời phù hộ. Nếu như có thể sống thêm mấy năm nữa, nhìn thấy được đứa cháu gái nhỏ nhất lấy chồng thì tôi cũng đã hài lòng lắm rồi. Có người nói, cháu gái nhỏ nhất của cụ Thụy bây giờ cũng 18 tuổi rồi. Cụ Thụy thật biết nói đùa, có tất cả mọi người ở đây chẳng lẽ không giữ được cụ 10 năm nữa. Giang Hải ở một bên có chút không nghe nổi nữa, mấy tên lang băm này, chỉ biết khoe khoang, 10 năm, chỉ sợ còn không biết cụ Thụy bị chứng bệnh gì. Mặc dù Giang Hải không phải bác sĩ, nhưng cũng biết ông cụ Thụy chỉ sợ không còn bao nhiêu ngày nữa. Cụ Thụy, cô đồng đã có vị hôn phu, Giang Hải mở miệng hỏi. Dẫu sao cũng là ông cụ nhà họ Thụy, nên Giang Hải rất khiêm nhường. Giang Hải mở miệng hỏi, một đám bác sĩ già sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đây là con cái nhà ai mà không hiểu chuyện thế, có biết nói chuyện với người lớn không hả? Làm sao có thể hỏi lúc nào cô đồng lấy chồng như vậy? Thế nào, cảm thấy ông cụ Thụy sẽ không sống được đến lúc đó? Cụ Thụy lại khá ôn hòa. Không hề có ý khinh thường Giang Hải. Giang Hải là do thiếp mục dẫn vào, ông ta cũng nhìn thấy. Cười nói, tuổi con bé còn nhỏ, năm nay vừa mới 18 tuổi hơn, cũng không biết tiểu tử thối nhà ai mà có phúc phần này. Một câu nói đùa,
cười ha ha vui vẻ, bầu không khí cũng linh hoạt lên. Mọi người lại bắt đầu nịnh nọt, tại phương Đông này, cũng không mấy người có thể xứng với tiểu công chúa của nhà họ Thủy. Đúng đó, tôi còn muốn làm mai cho cháu trai tôi, cụ xem tôi đến đã lâu như vậy rồi làm sao có thể ra mặt dày mở miệng nói được. Đều biết cái này chỉ là nói đùa, ý đồ chính là muốn vui vẻ. Gọi thiếp mục vào chỗ ngồi, đến Giang Hải cũng bị cụ Thủy chiếu cố vô cùng, đích thân căn dặn mang lên trà tốt. Chương 128, Tạ Siêu Mộ. Trà thơm được bày biện trước mặt, Giang Hải nhàn nhạt nói, chỉ sợ cụ Thụy không nhìn thấy được cháu gái xuất giá. Với lại, trà búp minh tiền này cũng sợ là không thể thưởng thức thêm lần nữa. Lời của Giang Hải như sóng dậy đất bằng, chấn động các vị đang ngồi, vô cùng ngạc nhiên. Vắng lặng mấy giây, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Một ông lão đầu tóc bạc phơ, tay run rẩy giận dữ, cậu là con cái nhà ai, người lớn trong nhà không dạy cách nói chuyện sao? Trong lòng mọi người cảm thấy kỳ quái, thế nào mà đột nhiên xuất hiện thanh niên này, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nhất định phải sống chết nói chuyện vớ vẩn. Không thể thưởng thức thêm lần nữa, chẳng phải là nói qua năm sau sẽ chết sao? Lời nói như vậy, sống đến lớn như thế này mà vẫn chưa bị người khác đánh chết cũng là kỳ tích. Cụ Thủy có thể sống bao lâu, chúng tôi nhiều bác sĩ vậy đều không nhìn ra được, cậu chỉ là đứa trẻ lông chưa mọc hết mà lại ăn nói lỗ mãng cái gì? Cậu thanh niên, mặc kệ cậu là ai, cậu nên rời khỏi đây đi. Nhà họ Thủy không hoan nghênh cậu. Lập tức có vài người nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Giang Hải chế nhạo, nhà họ Thủy hoan nghênh tôi hay không có liên quan gì đến các người. Cụ Thủy còn có bao nhiêu cơ hội sống, sợ các người còn không có bản lĩnh để nhìn ra. Già yếu cổ hủ, cũng dám nói bậy là danh y. Cậu, hiện trường lập tức bùng nổ, những vị khách hôm nay ở nhà họ Thủy. Người nào cũng được xưng là danh y. Vậy mà bị Giang Hải kêu là già yếu cổ hủ. Một người già đập bàn đứng dậy, cậu thanh niên, cậu rốt cuộc là con cái nhà ai, cần phải thông báo cho trưởng bối nhà cậu, bảo họ dạy lại cậu cách nói chuyện với trưởng bối mới được. Bỏ đi, nên đuổi tên nhóc không biết trời cao đấy dày này ra ngoài, đỡ ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Lời nói của Giang Hải, đến cụ Thủy cũng lộ vẻ xúc động. Nhưng ngại Giang Hải là người do thiếp mục dẫn đến. Có lẽ là đồ tử đồ tôn của người nào đó, cụ Thủy cũng kiềm chế rất nhiều, nhưng lời nói như vậy, ai có thể chịu đựng. Có mấy người đưa ánh mắt nhìn về phía thiếp mục. Lão y tiên, đây là đồ tôn nào của ông, thật là quá liều lĩnh rồi. Thật là thiếu giáo dục. Dựa theo cách nói của vị tiểu thần y này, thiên hạ sợ chỉ có lão y tiên mới xứng xưng bác sĩ. Nghe tiếng chỉ trích từ các phía, thiếp mục mặt mũi bối rối, quả thực không biết nói gì cho tốt. Lời nói này rất mất lòng, mỗi bác sĩ có mỗi sở trường, bất luận người nào cũng không dám nói thiên hạ đệ nhất. Các vị đây, chính là đang châm chọc thiếp mục. Đồng thời chỉ trích Giang Hải, cũng đang kéo thù hận cho thiếp mục. Cụ Thủy cho dù tính cách có dễ chịu hơn nữa, cũng không thích nghe có người rủa mình chết ngay trước mặt mình. Sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn cực kỳ kiềm chế, lão y tiên, vị đồ tôn này của ông chẳng lẽ cũng xưng được là thần y. Có thể xem được một người có thể sống bao lâu, thật là không đơn giản. Nhằm vào thiếp mục, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng. Những người bác sĩ này, sợ là đến một nửa không biết đế vương là gì. Anh ta không phải là đồ tôn của tôi. Thiếp mục đỏ mặt, tôi cũng không xứng thu nhận đồ đệ đẳng cấp này. Vài người già trong miệng lẩm bẩm, chỉ thiếu chỉ mũi của Giang Hải mà chửi rủa, phun nước bọt khắp nơi. Ngược lại cũng có thông minh. Ánh mắt gian trá, vị tiểu thần y này, đã có thể nhìn ra bệnh trạng, lại dám nói lời nói này, vậy khẳng định là có chút bản lĩnh. Đã như vậy, anh khám và điều trị cho cụ Thụy là được. Chúng ta những người già yếu cổ hủ này cũng quỳ lễ y thuật của anh. Lập tức có người phụ họa, đúng rồi, nên như thế. Không phải là kẻ khoác lác đấy chứ, chúng ta bó tay hết cách, tiểu thần y hẳn là phải có bàn tay chữa bệnh. Sắc mặt Giang Hải rừng rưng. Đối với lời châm chọc êm dịu mắt điếc tai ngơ. Cụ Thủy, tôi có thể kéo dài 10 năm thọ mệnh cho cụ. Hoặc, chị khỏi bệnh cho Thủy Vĩnh. Đôi mắt thiếp mục lấp lánh, cùng với cụ Thủy bốn mắt nhìn nhau. Cụ Thủy lập tức hiểu ra, Giang Hải là có thân phận gì. Kích động đến mức cánh tay khô héo run nhẹ, cháu là Thiên. Nghiêm khắc mà nói, đế vương không phải danh xưng của Giang Hải, đế vương kỳ thực là một tổ chức. Người đời đã quen dùng tên của tổ chức để xưng hô thủ lĩnh. Là Giang Hải, Giang Hải mỉm cười. Chẳng qua,
Giang Hải vừa chuyển lời, Thiếp Mục hơi thở dài. Cụ Thụy liền trở nên căng thẳng, chẳng qua cái gì. Chẳng qua muốn sống được, cần có rất nhiều yêu cầu. Mặc kệ là yêu cầu gì, chỉ cần nhà họ Thụy có khả năng làm, cậu Giang cứ việc nêu ra. Ánh mắt cụ Thụy cứng rắn. Không hề do dự đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ta muốn chắt chai được sống chứ không phải kéo dài mạng sống của bản thân. Những lão già xung quanh đó nghe không hiểu được hai người đang đánh đố cái gì, sắc mặt hoài nghi. Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự có thể trị được bệnh của cụ Thủy? Suy xét một chút, lại lắc đầu, như vậy thật quá khoác lác, cho dù Giang Hải bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, kinh nghiệm không qua 20 năm có thể có bao nhiêu trình độ. Thừa kế được danh y ở phương Đông, nghiêm khắc mà nói là phải có kinh nghiệm mới thành tài được. Bệnh này của cụ Thủy, bọn họ cả đời này cũng chưa thấy qua. Giang Hải mới bao nhiêu tuổi, cho dù thấy qua thì có thể trị được sao? Giang Hải lặng lẽ nói, cụ thể thế nào, tôi chỉ có thể cùng một mình cụ Thụy nói. Ngay sau đó, Giang Hải nhìn về phía Thiếp Mục. Chuyện sủng, ý tứ rất rõ ràng, ngay cả Thiếp Mục cũng không được nghe. Thiếp Mục biết rõ thân phận của Giang Hải, lập tức đứng dậy, thái độ cung kính không có bất mãn. Vườn của cụ Thụy rất đẹp, người lớn tuổi rồi, cần phải hoạt động nhiều nên tôi đi dạo một vòng vậy. Thiếp Mục mặc kệ người khác, chỉ lo bản thân cáo tử rồi đi. Lại có vài người muốn mắng Giang Hải, cụ Thụy lập tức chắp tay. Các vị, tôi đã ngồi đây khá lâu rồi, cái bộ xương già này e rằng cũng không chịu nổi nữa. Hay là, ý là muốn đuổi khách rồi. Mọi người cho dù có ưu tư, cũng đều phải kìm nén trở lại. Nhưng ánh mắt nhìn Giang Hải, rõ ràng không có thiện ý. Giang Hải thì coi như không nhìn thấy, khuôn mặt không có biểu hiện. Đợi mọi người rời khỏi, khi này đôi mắt đục ngầu của cụ Thụy mới lộ ra ánh sáng. Cậu Giang là đế vương. Giang Hải gật đầu. Quân bài hưng vong đó. Giang Hải gật đầu lần nữa, mặc dù có quân bài hưng vong, nhưng tôi chỉ có thể chữa cho một người. Cụ muốn thêm 10 năm thọ hay là thêm cho Thụy Vĩnh 10 năm tuổi? Cụ Thụy có chút sốt ruột, không phải vừa mới nói có thể trị khỏi sao? Giang Hải nói, có thể trị khỏi. Nhưng Thụy Vĩnh cần rời khỏi nhà họ Thụy 30 năm. Trong thời gian này, cậu ta sẽ là người không cha không mẹ, thậm chí không thể dùng tên gọi Thụy Vĩnh này. Cái này, lời của Giang Hải vừa nói xong, cụ Thụy lập tức kinh ngạc. Cần chữa trị 30 năm, cụ Thụy do dự rồi, lần này dài đằng đẵng, Giang Hải làm sao nắm chắc trị khỏi được. Lỡ chết ở bên ngoài, nhà họ Thụy làm sao mà biết được. Mà Giang Hải muốn cứu Thụy Vĩnh. Chỉ có một cách duy nhất là truyền thụ tâm pháp đế vương. Kế thừa tâm pháp đế vương, không những có thể trị khỏi bệnh của Thụy Vĩnh, trái lại loại bệnh này đối với tâm pháp đế vương mà nói, rất có ích lợi, việc luyện công tốn ít sức lực hơn. Trong tương lai, danh hiệu đế vương, Thụy Vĩnh có thể chấp nhận kế thừa. Giang Hải nói, việc chữa bệnh đương nhiên không cần nhiều thời gian đến vậy. Nhưng đây là phép tắc của đế vương. 30 năm, nửa đời người. Khi người thân gặp lại nhau cậu ta nhất định sẽ có một phần thành tựu. Sắc mặt cụ Thụy âm u bất định, việc này giao cho ai cũng sẽ do dự không quyết. Một mặt, không chỉ thì sẽ chết, còn một mặt, nhà họ Thụy không nhận tin tức trong 30 năm, vậy so với mất đứa trẻ này có khác biệt gì? Còn có thành tựu gì đó, nhà họ Thụy không dám tham vọng. Giang Hải đứng dậy nói, cụ Thụy, tôi sẽ ở nhà họ Thụy trong một giờ đồng hồ, quyết định thế nào, sớm nên tính toán đi. Nếu như nhà họ Thụy có nhu cầu khác, cũng có thể đổi yêu cầu. Nói xong, Giang Hải chậm rãi đi khỏi. Cụ Thụy cho dù có thể tự mình là chủ, cũng không thể ra quyết định ngay lúc này. Lập tức triệu tập con cháu nhà họ Thụy. Trong sân, chỉ còn lại một người Thiếp Mục. Những bác sĩ già kia tức giận phẩy tay áo bỏ đi, không từ mà biệt. Bọn họ chưa chắc đối với nhà họ Thụy có ý kiến gì, nhưng đối với thanh niên Giang Hải ngạo mạn này lại hận tận trong xương cốt. Đối với việc này Giang Hải chẳng qua chỉ cười nhạt. Thiếp Mục xuống giọng hỏi, cậu Giang, thật sự muốn dẫn tiểu Thụy Vĩnh đi sao? Giang Hải gật đầu, phép tắc của tổ tiên, tôi cũng không làm chủ được. Giang Hải không nói ra nếu như Thụy Vĩnh đạt tiêu chuẩn, thân phận trong tương lai có lẽ sẽ trở thành đế vương. Những lời nói này, Giang Hải cũng không thể tiết lộ ra được. Đế vương tất nhiên là không cha không mẹ, mồ côi không họ hàng thân thích. Kết hôn cũng không thể lấy con gái nhà làm quan. Con cháu đời sau cũng không còn quan hệ gì với đế vương nữa. Chỉ có như thế, đế vương mới có khả năng mấy nghìn năm như một, canh giữ phương Đông.
Nếu bị nhà họ Thụy nhận lại người thân, có đế vương giúp đỡ, nhà họ Thụy có thể ngang ngược ở đất phương Đông này. Giống như Bạch gia ở phương Bắc, chính là có suy nghĩ như thế này. Nhưng họ không biết là nếu Giang Hải trở về Bạch gia, tất nhiên cũng không còn thân phận đế vương nữa. Nếu như là như thế, mấy lão già chết tiệt của Bạch gia đó đoán chừng tức đến muốn nôn ra máu. Việc này đối với nhà họ Thụy, sợ sẽ là một vấn đề khó khăn. Thiếp Mục lắc đầu cười khổ. Giang Hải cũng không còn cách nào khác, trong lòng lại nghĩ. Nếu như sư phụ sớm mấy năm gặp được mình, không biết có dẫn mình từ Giang ra đi không? Nếu là như vậy, sợ là đến bây giờ cũng không biết việc mẹ tự sát, Giang gia bị tiêu diệt. 30 năm, đợi Giang Hải biết chuyện này, điều tra mối thù lớn của Giang gia, sợ là manh mối đã sớm bị chôn vùi sạch sẽ. Một tiếng đồng hồ sau, cuộc họp gia đình của nhà họ Thụy vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng, vẫn là cụ Thụy đập bàn một cái, đồng ý để Giang Hải dẫn Thụy Vĩnh đi. Suy cho cùng, để đứa trẻ ở lại nhà họ Thụy thế nào cũng chết trẻ. Thụy Vĩnh chỉ mới hơn 3 tuổi, kháu khỉnh bụ bấm. Gặp Giang Hải cũng không sợ lạ, trong miệng huyên thuyên nói chuyện như đọc thiên thư không biết đang nói cái gì. Giống như sinh ly tử biệt, không ít người nhà họ Thụy rơi lệ. Nhất là cụ Thụy, những giọt nước mắt đục ngầu rơi không ngừng, có thể thấy được ông cụ cưng chiều đứa chắt trai này nhường nào. Lúc gần đi, Giang Hải lấy ra một phương thuốc cổ truyền, đưa cho vào tay cụ Thụy. Đây là phương thuốc cổ truyền dưỡng sinh khí. Cứ dựa vào phương pháp sắc thuốc uống thuốc trong này, ít nhất thêm cho cụ 10 năm tuổi thọ. Nếu Thụy Vĩnh có thể trở về sớm hơn dự định, cũng có khả năng gặp mặt. Trước đây nhà họ Thụy cũng có tích đức, vì để phương Đông không bị ngoại tộc lăng nhục đã làm không ít hành động đại nghĩa, những việc Giang Hải đã làm hôm nay, chẳng qua thay ông trời trả nợ một ít. Nếu như 10 năm mà quay về, vậy là chứng minh Thụy Vĩnh không thích hợp thừa kế đế vương. Lời của Giang Hải lại làm cụ Thụy nước mắt chảy dài. Sau khi cảm ơn, nhìn Giang Hải trong chiếc ô tô rời đi, ông cụ còn lảo đảo đi theo về phía trước một quãng rất xa. Cho đến khi không nhìn thấy nữa, cụ Thụy vẫn không có ý dừng bước. Sớm nhất cũng 10 năm, sống chết mịt mù, làm sao có thể làm cho lão già tuổi xế chiều lụ khụ này không đau lòng được. Dẫn theo Thụy Vĩnh, nhưng Giang Hải không về thành phố Giang Tư, mà đi núi Lam Lam, tính giao Thụy Vĩnh cho Tạ gia. Đợi Thụy Vĩnh đến tuổi tác thích hợp sẽ theo Giang Hải. Bắt đầu từ lúc này, Thụy Vĩnh đổi tên thành Tạ Siêu Mộ. Giang Hải cũng không gặp lại Tạ Hương Lam, Tạ gia hình như cũng không biết Liễm Sơn Đỉnh mất tích. Thở thào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Giang Hải vẫn có chút thấp thỏm. Giang Hải trở về thành phố Giang Tư. Nhưng ngay lúc này, thành phố Giang Thanh đang tập hợp cao thủ, cuồn cuộn tiến về thành phố Giang Tư. Chương 129, cao thủ thành phố Giang Thanh. Ở thành phố Giang Thanh, tại Huyền gia. Sắc mặt Huyền Thiên Thế ủ rột đáng sợ, còn Huyền Bảo Khang trước mặt thì nghiến răng ken két. Ban đầu, Huyền gia muốn hợp tác với tập đoàn Huyền Như, kết quả lại bị Huyền Thanh phá tan nát. Thù hận cũng vì thế mà gieo rắc ra. Sau chuyện đó, Huyền Bảo Khang tạo mối quan hệ tốt với Diệp gia trước, kết quả là Diệp gia bán tống bán tháo gia sản, bây giờ càng biến thành con rùa rụt cổ, mãi không chịu chui đầu ra. Tiếp theo đó, Huyền Bảo Khang lại móc nối vào thế lực Bạch gia ở phương Bắc. Và kết quả là vợ mình bị người ta chơi hỏng mất, đến cả đứa bé trong bụng cũng không còn. Bây giờ Huyền Bảo Khang mới nghiệm ra, Giang Hải, chắc là phải có gia cảnh cao siêu lắm. Những việc mà mình làm cũng là tự tìm đường chết. Nhưng, lúc này, cứ coi như là Huyền gia không đối đầu với tập đoàn Huyền như đi nữa, thì việc bán buôn của Huyền gia vẫn tuột dốc không phanh. Chống lại tập đoàn Huyền như, Ung gia phải tận dụng rất nhiều mối quan hệ. Mà tập đoàn Huyền như lại tự gầy dựng một con đường tiêu thụ riêng. Huyền gia kẹt giữa thì bị xui xẻo đủ đường. Gần đây, báo cáo lợi nhuận lại thêm một con số âm, hai cha con cũng đứng ngồi không yên. Cứ kéo dài như vậy, Huyền gia cũng tiêu đời. Cho dù tập đoàn Huyền như ra tay quá đáng, cũng là do Huyền gia chúng ta làm sai trước. Huyền Thiên Thế thở dài. Lúc trước, Huyền gia và Ung gia bất hòa, cứ như nước với lửa. Bây giờ có muốn hợp tác với Ung gia cũng không được. Huyền Bảo Khang cuống quýt hối hận, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, vợ mình thì dâng cho người ta chơi không, còn đẩy Huyền gia xuống bờ vực thẳm. Cha, cha xem bây giờ, Huyền Bảo Khang không biết nói gì hơn. Huyền Thiên Thế gật đầu, tàn thuốc trong tay ông ta đã dài rồi, bay xuống đất không một tiếng động, con hãy đi một chuyến đến thành phố Giang Tư. Ung gia làm lớn như vậy,
rất bất lợi đối với Huyền gia chúng ta. Nhưng mà, Huyền Bảo Khang muốn nói nhưng lại thôi. Đắc tội với tập đoàn Huyền như vậy, Cố Huyền như tất nhiên sẽ không hợp tác với Huyền gia, bây giờ lại mặt dày đi bàn chuyện hợp tác, sĩ diện nhà này biết để vào đâu đây. Không có nhưng nhị gì cả. Huyền Thiên Thế hít sâu một hơi, Bảo Khang, lợi ích trước mặt, thì còn sĩ diện gì nữa. Huyền Bảo Khang sững sờ, lập tức hiểu ra. Không thể cứ vì sĩ diện mà làm cho Huyền gia táng ra bại sản được. Con sẽ đi một chuyến đến thành phố Giang Tư, mặc kệ kết quả ra sao, chuyện hợp tác con nhất định sẽ thuyết phục được họ. Huyền Bảo Khang nói là làm. Ở thành phố Giang Tư, Cố Huyền như chống cằm nhíu mày. Từ khi Ung gia đánh úp đường dây tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Huyền như, doanh số bán ra cứ ngày càng tuột dốc. Tuy rằng đường dây tiêu thụ sẽ được xây dựng xong nhanh thôi, nhưng cũng cần phải có thời gian. Đến nay, trong kho hàng vẫn còn rất nhiều hàng còn tồn đọng, mà nguồn sản xuất cung ứng đã ngừng sản xuất rồi. Bên đối tác có rất nhiều ý kiến, rất nhiều người đã đi tìm gặp Cố Huyền Như. Cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn Huyền Như sẽ có rất nhiều khoản nợ phải bồi thường. Đến lúc đó, nguồn hỗ trợ vốn tài chính chắc chắn sẽ mất. Tập đoàn Huyền Như ngày nay bành trướng cực lớn, đường dây tiêu thụ không chỉ có một. Đây cũng là di chứng của việc phát triển quá mạnh. Việc này, ngay cả người được xưng là nữ gia cát lượng như Lan Kiều cũng không nghĩ ra cách nào hay. Lại vừa trấn an xong hai đối tác, Cố Huyền Như có chút không chịu nổi. Nghiêng đầu nhìn, cô nghĩ thầm, nếu như có Giang Hải ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ giúp mình chứ. Nhưng, Cố Huyền Như lại cảm thấy mình nên mạnh mẽ. Rất nhiều lần cô âm thầm quyết định, không cần tới sự giúp đỡ của Giang Hải. Nhưng mà, mỗi lần có vấn đề nào khó quá, thì người đầu tiên cô nghĩ đến đều là Giang Hải. Trong lòng của Cố Huyền Như, Giang Hải là không thể thay thế được. Giang Hải đáng ghét, Giang Hải chết tiệt. Đang mắng thầm trong miệng, thì tiếng gõ cửa vang lên. Thúy Hòa cũng biết tại sao Cố Huyền Như lại phiền não. Cô đã ngăn cản mấy đối tác, nhưng cô khuyên họ không được, cuối cùng chỉ đành giao cho Cố Huyền Như xử lý. Cố Tổng, bên ngoài lại có ba đối tác tới nữa. Thái độ của bọn họ. Xua tay, Cố Huyền Như nói, để cho bọn họ vào đi, để tôi tự nói chuyện với họ. Đường cao tốc liên tỉnh, 7-8 chiếc xe 7 chỗ lao nhanh. Dẫn đầu đoàn xe, là một tên đầu chọc có biệt danh là Báo Gấm đang cẩn thận lau sạch từng ly từng tí thanh đao trong tay. Bên cạnh Báo Gấm, là một tên có gương mặt đen như mun nhe răng cười, Báo Gấm, một tên Tần Hiên nhỏ xíu, cũng đáng phải lấy thanh đao ra truyền ra sao? Bộ không sợ dơ thanh đao quý của anh sao? Lát nữa gặp tụi nó, cứ để Tần Hiên cho anh, để anh chỉnh đốn nó ngoan ngoãn lại tí. Cậu thấy sao? Không biết tại sao, càng tới gần thành phố Giang Tư, Báo Gấm càng cảm thấy bất an, thậm chí có hơi sợ hãi. Báo Gấm lăn lộn giang hồ với anh Lôi cũng lâu lắm rồi, trận lớn có, trận nhỏ có, anh ta cũng tham gia không ít. Tất nhiên, không có lần nào làm cho anh ta phải sợ cả. Nhưng, lúc này đây, anh ta không chỉ có chút bất an, mà còn hoảng hốt, rồi thậm chí tim đập thình thịch. Cứ giống như người mà anh ta muốn giải quyết không phải là Tần Hiên, mà là đi khiêu khích một con rồng to đang ngủ say vậy. Mà con mãnh thú này, đang từ từ há chiếc miệng lớn bê bết máu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cả bọn họ vào. Lão Hồ à, cậu phải cẩn thận một chút, cả bọn cùng xông lên, có lẽ sẽ bị tổn thất nặng. Sắc mặt Báo Gấm trầm tư. Lão Hồ nghe xong không hề phản đối ngang, lạnh lùng cười, đợi tôi giải quyết Tần Hiên xong, đám địa bàn còn lại, hai anh em ta chia mỗi người một nửa, anh thấy sao? Những cao thủ này, đã bàn tính trước với Lôi đại ca rồi, người nào giải quyết được Tần Hiên, thì sẽ công nhận người đó giành được nửa địa bàn tại thành phố Giang Tư. Vì vậy, chuyến này, Tần Hiên là quan trọng nhất, có miếng mồi ngon, ai ai cũng đều muốn lập chiến công. Lão Hồ liếc mắt, hơi tỏ ra vẻ xem thường. Báo Gấm là người của anh Lôi, chẳng qua cũng chỉ tầm thường như thế thôi. Chiếm được thành phố Giang Tư, coi nó làm vốn, nói không chừng ngày nào đó còn có thể lật đổ luôn vị trí của anh Lôi. Đến lúc đó, Lão Hồ còn muốn làm chủ cả việc mua bán ngầm ở thành phố Giang Thanh. Anh cũng đừng quá tham lam, rốt cuộc là ai giải quyết được Tần Hiên còn chưa chắc đâu. Trong lòng Báo Gấm cũng đã nảy lên một cỗ hào khí, ý chí chiến đấu ngời ngời. Còn cảm giác lo sợ khi nãy cũng bị trôi đi ít nhiều. Lão Hồ hung hăng hút một hơi thuốc, nghiêng đầu nheo mắt, đợi giải quyết xong tên Tần Hiên, tới lượt tên Giang Hải gì đấy, tôi cũng sẽ giải quyết nó luôn. Tôi nghe anh Lôi nói, cái tên đó,
con mẹ nó có diễm phúc thật đấy. Bà chủ của tập đoàn Uyển Như đấy, cái kiểu người ít nói mà thông minh trong sáng. Còn có cả con bé Lan ra nữa, càng làm cho anh mày gác súng nể phục, mấy cô gái như vậy, cả đời anh mày cũng chưa chơi, qua bao giờ. Đợi giải quyết xong mấy thằng đực này rồi, anh mày sẽ cho cả bọn chơi, cho đã ghiền. Ha ha ha. Bầu trời âm u, từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách trên đường cao tốc, xe cũng không nhiều, hơn 30 cao thủ cùng ngồi trong chiếc xe ô tô, người đông thế mạnh, khí thế hùng mạnh. Tí tách. Sau xe, một tên thanh niên sắc mặt trắng nõn gọi một cuộc điện thoại. Sau đó cậu thanh niên đó nói với Lão Hồ, Lập Thiếu, Tần Hiên đang ở trên một ngọn núi nhỏ phía nam thành phố. Hử, Lão Hồ nhếch miệng cười quái dị, bộ muốn chọn miếng đất phong thủy tốt, đào mộ sẵn cho mình sao? Nếu đúng như vậy, chúng ta cũng không cần khách sáo đâu. Ha 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 ha. Báo gấm tất nhiên cẩn thận hơn, hỏi ngược lại, anh ta đang làm cái gì trên đó? Mấy tên đàn em dò đường báo lại với em là, sắc mặt cậu thanh niên hơi kỳ lạ, nói chuyện cũng không dứt khoát, bọn nó nói Tần Hiên đang đào mộ trong nghĩa địa. Cái gì? Lão Hồ bèn trừng mắt, cười như điên, ha 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 ha. Anh mày quả thật đoán không sai, nhất định là tên này biết mình sắp chết, nên tự chọn chỗ chôn cho mình đây mà. Trên xe, rất nhiều người cũng cười theo. Chỉ có báo gấm là sắc mặt rơi vào trầm tư. Anh lôi phái anh ta đến, anh ta không thể không đến. Nhưng trong tâm anh ta, bất giác lại cảm thấy bất an. Bộ Tần Hiên ngu xuẩn đến mức tự đào mồ cho mình sao? Đột nhiên, báo gấm nghĩ đến, thành phố Giang Tư, chính là cấm địa, ai tới cũng phải chết, phía nam thành phố, sẽ có một mảnh nghĩa địa phong thủy thật tốt. Đây không phải là lời đồn đại, mà chính là lời cảnh cáo của bọn thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư dành cho những kẻ từ nơi khác đến đây gây sự. Trước kia, mỗi lần nghe lời đồn ấy là lại thấy buồn cười. Nhưng bây giờ, khi nghe nói Tần Hiên đang đào mồ, báo gấm cười không nổi nữa. Một luồng linh cảm bất thường, dần dần bao phủ lấy anh ta. Báo gấm, bộ chú sợ rồi sao? Lão Hồ cười nhạo chọc ghẹo. Bây giờ Lão Hồ càng cảm thấy khinh thường cái gã được mệnh danh là cánh tay phải của anh lôi này. Còn chưa nhìn thấy Tần Hiên mà đã sợ như vậy rồi. Nào là lấy khăn lau đao. Nào là, cẩn thận là trên hết, rồi khi nghe nói Tần Hiên đang đào mồ, anh ta sợ tới mức không biết nói gì. Vậy mà mang tiếng là xã hội đen sao? Con mẹ nó, thế thì sức đâu mà đánh người nữa? Vì vậy mà, Lão Hồ càng có cảm giác là lôi đại cả cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, càng dễ đối phó hơn nữa. Ở núi phía nam, thành phố Giang Tư. Bên ngoài, màn mưa mông lung mịt mù, Tần Hiên cung kính đưa cho Giang Hải một điếu thuốc. Giang Hải hít một hơi thuốc, nhìn về phía con đường cái dưới núi, trên mặt anh chợt nở một nụ cười thản nhiên. Tần Hiên phủi sạch hai bàn tay, anh ta như không kìm nổi cái tiếng cười đắc ý trong bụng nữa. Những ông lớn ở thành phố Giang Thanh này, sao mà mất công quá chừng, một hồi họ sẽ tới đấy, nhưng họ đều sẽ biến thành thần tài mà mang tiền đến cho Tần Hiên này thôi. Anh Giang, đào xong hết rồi. Kim Thâu thở hổn hển, ném cái xẻng sang một bên. 35 cái hố. Rộng dư sức nằm. Đến 70 đứa nằm chung cũng không thành vấn đề. Tần Hiên vỗ vào đầu mình, kéo một tên đàn em lại gần, đi, đi mua ít nhang đèn, mua thêm ít giấy tiền, sao mình lại quên vụ này được chứ? Tên đàn em kia chạy như bay, đúng lúc cậu ta mua đủ đồ về, thì con đường cái dưới núi đã có 7-8 chiếc xe đậu ở ven đường. Một đám người từ trên xe bước xuống, người đông thế mạnh ùn ùn đi lên núi. Tần Hiên gào to báo hiệu mọi người, các anh em. Đứng dậy đi, chuẩn bị tiếp khách. Giang Hải chợt cảm thấy cứng họ, con mẹ nó, sao mà nghe giống tú ông vậy trời. Báo gấm, Lão Hồ và cả đám mấy chục người nữa cùng nhau lên núi, mưa lại càng lúc càng lớn. Đi đến lưng chừng núi, cả đám đông đều đứng lại trên một mảnh đất trống. Giang Hải và Tần Hiên đứng ở giữa đám đông đang vây quanh, phía sau hai người họ là hai tên đàn em đang cung kính cầm dù che mưa cho họ. Giang Hải vẫn rất nghiêm túc mà đứng chắp tay sau lưng. Nước miếng Tần Hiên xém nữa là chảy ra, anh ta cười bằng một nụ cười chẳng có thiện ý gì cả. Nhìn kỹ báo gấm và bọn người này, tất cả bọn họ trông rất là dâm đãng đê tiện. Bọn chúng cứ như đang nhìn chằm chằm vào một cô gái ăn mặc hở hang, chỉ chờ được xông vào mà xé quần áo thôi. Tần Hiên hung hăng hút hết điếu thuốc, anh ta vứt tàn thuốc xuống, tiến lên một bước, anh đan hai bàn tay vào nhau đặt trước ngược với một vẻ cung kính đến lạ.
Anh hơi khom lưng chào, các lão đại đây có thuận buồm xuôi gió không? Ngồi xe đi đường cả ngày rồi, các anh có mệt không? Tần Hiên quay ra đằng sau rồi vẫy tay gọi, bọn người Kim Thâu bèn đứng rành thành một hàng ngang, khom lưng cúi chào, chào mừng các lão đại thành phố Giang Thanh đã đến thành phố Giang Tư. 10 người xếp thành một hàng rồi đồng thanh mà nói, khí thế mạnh mẽ. Được Tần Hiên chào đón cung kính như vậy, những cao thủ này bỗng thấy bất ngờ. Phụ gì đây, một nơi non nước hoang vu như vậy, con mẹ nó, sao mà giống vô một cái khu nghỉ dưỡng có bể bơi có mát xa vậy? Báo gấm khẽ nhíu mày, linh tính có gì đó không ổn của anh càng bùng lên dữ dội hơn. Mà lão hồ lại cười ha hả, bọn nhóc thành phố Giang Tư này, thiệt là con mẹ nó sợ tao hay sao, làm nhiều trò mèo vậy, chẳng qua là muốn cúi đầu nịnh bợ để xin tao tha cho chứ gì. Đằng sau anh ta, hơn 30 người cao thủ, cũng cười ngất ngư theo. Sắc mặt lão hồ khựng lại, con mẹ nó, thằng nào là Tần Hiên? Tần Hiên bước về phía trước, dạ em đây. Mày có biết tao dẫn người đến làm gì không? Lão hồ ra vẻ hung hãn, anh ta từ từ bước lại gần Tần Hiên bằng đáng đi chàng hàng. Đứng trước mặt Tần Hiên, đưa cánh tay dơ bẩn ra, đánh yêu vào má Tần Hiên rồi nói, xem ra, thức ăn thành phố Giang Tư không tệ, con mẹ nó, ăn gì mà mập như heo thế không biết. Chương 130, chết tiết. Tao đang hỏi mày đấy, có biết tụi tao đến làm gì không? Thấy Tần Hiên không lên tiếng, lão hồ lớn tiếng nói. Biết. Tần Hiên không hề tức giận, mà khom lưng gật đầu, cười tủm tỉm rồi hỏi, lão đại này ơi, mình thương lượng một chút đi, mỗi người nộp 5 triệu tệ, có mắc quá không anh? Ôi, mới đây mà đã sợ chết đến nỗi bắt đầu thương lượng rồi đây. Lão hồ hơi bất ngờ, nhếch miệng cười, rồi đếm thử coi bọn đàn em của Tần Hiên có bao nhiêu người. Mới có 11 người, mới có 55 triệu. Tần Hiên nắm quyền cả thành phố Giang Tư, một người thầu hết thành phố, mà chỉ có nhiêu đây tiền thôi sao? Xung quanh có lời đồn, rằng ông chủ của tập đoàn Uyển Như thực ra là Tần Hiên. Nhưng khi tất cả mọi người đều biết đến Giang Hải rồi, thì họ mới biết, thì ra tập đoàn đó là của Giang Hải. Nhưng, Tần Hiên là trợ thủ đắc lực của Giang Hải mà, bộ gia sản chỉ có 5-60 triệu thôi sao? Vụ này mà đồn ra, đến con nít cũng không tin. Việc này đều do lão hồ chưa hiểu ý của Tần Hiên, số tiền 55 triệu tệ mà Tần Hiên nói, không phải là từ trong bóp của Tần Hiên chảy ra, mà là từ ngoài chảy vào. Con mẹ nó, nghĩ sao vậy? Có 5 triệu mà đuổi được bọn tao đi à? Mặt lão hồ nhăn nhó khó coi. Anh ta nhe răng hung dữ nói, bọn tao từ thành phố Giang Thanh tới, bộ không cần đổ xăng hả? Bọn tao tốn công cả ngày trời. Bộ thời gian của bọn tao không đáng tiền chắc. Rồi anh ta gãi đầu, quay lưng hỏi đám đàn em, ủa, rồi còn cái gì nữa á? Tiền điện thoại. Đúng rồi, liên lạc tổ chức nghiệp vụ lớn như vậy, tiền điện thoại thì cũng là tiền. Đám đàn em của Lôi đại ca chợt nhìn họ bằng cặp mắt gian xảo, nói thêm, nhóc con, bộ không tính tiền mời nước anh Lôi sao? Còn nữa, cái tên họ Giang kia, mày đánh anh Huyền tơi tả vậy, bộ đánh xong là thôi hả? À đúng rồi ha, cả trăm anh em bị đánh lần trước, tiền thuốc men, tiền bồi thường, phí tổn thất tinh thần. Tao cũng lười chưa tính vào, chỉ mới đống này thôi, thì 5 triệu cũng chưa đủ. Tần Hiên cười tủm tỉm, mấy ông thần tài thiệt là hào phóng quá, chưa gì mà đã chủ động tăng thêm tiền tip, làm anh ta cảm động muốn khóc. Chỉ số IQ thấp như vậy, làm sao có thể sống tới bây giờ được nhỉ? Nếu không cẩn thận thì không chừng sẽ ngã vào hố phân mà sặc chết mất. Kim Thâu đứng đằng sau cười như điên, loạng choạng xém tí là đâm đầu vào Tần Hiên đang đứng phía trước, thấy Tần Hiên quay ra sau chừng mắt nhìn mình, Kim Thâu giật mình dáng nín cười mà lùi lại chỗ cũ, cậu ta nín cười trong đau khổ, đến nỗi mặt cũng tím đỏ cả lên, xém nữa nín cười thành bệnh luôn. Sắc mặt báo gấm càng khó coi hơn nữa. Tần Hiên đang cười, thằng nhóc đầu tóc xanh lẻ đứng đằng sau anh cũng đang cười theo. Bộ tụi bây còn hồi hộp hả? Bây cười vậy. Là đang cầu xin tao tha cho chứ gì? Nếu không phải giỡn với lão hồ, thì là gặp ma rồi. Còn nữa, còn tên thanh niên đứng chắp tay sau lưng kia, từ đầu đến cuối, nhìn cũng không nhìn họ lấy một lần. Giờ này mà còn bình tĩnh vậy sao? Hơn nữa, trên người gã thanh niên này, có một loại khí chất như có như không tỏa ra, mà loại khí chất này không phải muốn giả vờ là có thể được. Báo gấm từ từ lui về phía sau hai bước, đứng đằng sau thật nhiều người. Cẩn thận quan sát Giang Hải. Lúc này, Giang Hải đột nhiên nhìn về phía báo gấm. Báo gấm chợt lạnh sống lưng,
y như là bị quỷ vô thường nhìn chằm chằm vậy. Chỉ có một ánh mắt thôi, nhưng sát khí mạnh mẽ đến nỗi xém xíu nữa làm báo gấm tè ra quần. Cuối cùng báo gấm cũng biết, thành phố Giang Tư có cao thủ mà bọn họ không thể chọc được. Lần này anh ta tới sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hơi run rẩy, báo gấm nói, lão Hồ, chúng ta đi thôi. Nếu như lúc này, anh ta có thể lén lén trốn mất mà không ai hay, thì đúng là phước ba đời. Nhưng mà, lão Hồ giờ đang mải chơi trò làm màu, đâu dễ gì chịu đi về. Quay đầu lại nhe răng cười, đệt mẹ mày báo gấm, mày sợ các con khỉ khô gì, mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của tao. Một nửa địa bàn thành phố Giang Tư, trước mắt thấy vào tay tao chắc rồi. Ha ha ha, anh ta bèn cua tay một phát nắm lấy cổ áo Tần Hiên, hung hăng xách lên. Nhưng Tần Hiên cao hơn anh ta nửa cái đầu, nên cảnh tượng này trông thật buồn cười. Đậu ngoé, nói lại số tiền cho tao nghe coi. Nếu không vừa ý tao, hà hà. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đúng lúc có một cái hố đã đào sẵn, đậu ngoé, chuẩn bị đầy đủ ghê ta, giấy tiền vàng bạc cũng có đủ luôn ha. Tần Hiên cười đùa, lão đại, anh nhẹ tay thôi, coi chừng mỏi tay quá, mỏi chết luôn, thì em đây gánh không nổi. Mẹ mày, tao chỉ kêu mày chốt con số. Tần Hiên nói, vậy mỗi người đóng 10 triệu. Những người được mệnh danh là cao thủ đứng phía sau, muốn chảy cả nước miếng. 10 triệu, tuy bọn này có tới 30 mấy người, nhưng 10 triệu chia ra mỗi người cũng được nhiều lắm. Lấy được tiền rồi, giải quyết luôn thằng Tần Hiên này. Vụ mua bán này thiệt là hời. Tất nhiên lão Hồ cũng nghĩ như vậy, trong mắt láo liên, cười nham hiểm, nói ít quá rồi, nói lại. Tần Hiên tỏ vẻ khó xử, lão đại, vậy anh nói bao nhiêu cũng được, bao nhiêu em cũng chịu. Sao mà trả giá dễ vậy cả? Lão Hồ hơi không tin vào lỗ tai của mình. Suy nghĩ một lát, anh ta tỏ vẻ bất cần, vậy mỗi người 50 triệu thôi là đủ rồi. Anh ta cứ ngỡ Tần Hiên không chịu, đào đâu ra số tiền đó. Mỗi người 50 triệu, thầy giáo dạy toán khi xưa của lão Hồ vốn là công nhân vác gạch, đào tạo ra một đứa học trò như lão Hồ bây giờ cũng chẳng biết con số 50 triệu có bao nhiêu con số không. Nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn. Không ngờ, Tần Hiên đồng ý ngay, dạ được, anh nói sao em làm vậy? Không biết lão đại đây muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ. Báo gấm đứng sau một đám người, đồng tử anh ta co rụt lại, trong chớp mắt tim anh ta như ngừng đập. Mới nghe qua là biết không hay rồi, quả đúng như mình nghĩ, người ta chủ động dâng tiền cho mình dễ như vậy sao? Đếm sơ sơ mấy cái hố hai bên đường, 30 mấy cái, không phải chuẩn bị cho mình thì là gì? Nghĩ đến đó, báo gấm khẽ rút thanh đao ra, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Liều mạng xông lên. Lúc này lão Hồ còn chưa hiểu ra còn nói đại, quẹt thẻ đi, tiền chuyển qua rồi, thì hôm nay tao sẽ tạm giữ cái mạng này của mày. Lão Hồ vẫn còn chơi chiêu, nói là tạm thời tha cho cái mạng của Tần Hiên, chỉ là muốn moi móc sạch sẽ hết gia tài nhà nó luôn. Mà anh ta không hề ngờ tới, lúc này, Tần Hiên xoay người ra sau cầm lấy cái máy quẹt thẻ. Rồi Tần Hiên nhìn lão Hồ với vẻ mặt chờ mong, anh ta nhìn lão Hồ từ đầu tới chân, như thể đang đợi xem lão Hồ thọc tay vào túi áo hay túi quần để móc thẻ ra. Danh con, mày điên à? Lão Hồ ngơ ngác một lúc, rồi hung dữ nói. Sắc mặt Tần Hiên chợt khác đi, nụ cười nịnh nọt khi nãy chợt trở nên lạnh lùng, tôi đâu có điên, người điên là anh mới đúng. Lão Hồ hừ một tiếng, chuyện đến nước này mà anh ta còn chưa hiểu ra là mình đã bị lừa, đúng là người thì to mà óc như trái nho. Lão Hồ vừa giơ tay lên, vừa gào to, tính tát cho tên Tần Hiên một bạt tai. Muốn chết hả? Tần Hiên cũng đâu có ngu, nheo mắt lại, nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, tung chân đá vào lồng ngực lão Hồ. Lão Hồ hoành hành giang hồ cả nửa đời người, mặc dù chỉ học võ sơ sơ, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, cũng có chút thủ đoạn đấy, nhưng mà... Hôm nay, người mày gặp phải là tao. Lão Hồ xoay người né được cú đá của Tần Hiên, hai tay nắm thành hai nắm đấm đánh ra cùng một lúc, nghiêng người chạy tới hướng Tần Hiên. Song quyền, vừa có thế vừa có sức mạnh, có xông lên chứ đâu thắng lại kịp. Tần Hiên hoảng hốt. Cái kiểu sức mạnh này và tốc độ này, anh ta đâu phải là đối thủ của lão Hồ, bất chấp làm liều là chết chắc. Lúc này, bên cạnh Tần Hiên, chàng thanh niên có sắc mặt trầm trầm kia lên tiếng. Chỉ có thế thôi sao? Bỗng dưng có thứ gì đó lướt qua, tim lão Hồ đập tán loạn, đánh lén không ổn nữa, hốt hoảng dừng chân.
một chiếc máy bay giấy bay qua trước mặt, cứ lượn quanh vòng vòng, cứ lượn lên lượn xuống trong mưa. Trông cái máy bay giấy này cứ từ từ lượn lờ như vậy, lại tầm thường như vậy, chẳng qua chỉ là chiếc máy bay giấy được gấp từ một tờ vàng mã. Nhưng, chính là một tờ giấy nát thế thôi, mà bất chợt lại làm cho lão Hồ cảm thấy hơi sợ sợ. Nếu như không né kịp, thì chiếc máy bay giấy kia có lẽ sẽ đâm xuyên qua người anh ta mất. Mới giữ được thăng bằng, lão Hồ liếm liếm mép, mày là ai? Tự nhiên, anh ta tưởng Giang Hải mới là Tần Hiên, còn Tần Hiên thì chỉ là thằng đàn em khoái khua môi múa mép. Giang Hải không trả lời, chỉ khẽ lách người đi. Lão Hồ còn chưa kịp phản ứng gì, đùng một cái đã thấy Giang Hải đứng trước mặt mình. Một tay Giang Hải bóp chặt lấy cổ anh ta. Cổ anh ta bị bóp muốn nát ra rồi, Giang Hải lạnh như băng nói, 50 triệu, là con số mày nói ra đúng không? Ặc, ặc, cổ họng nhúc nhích, tiếng anh ta phát ra lơ lớ, ai cũng nghe không rõ anh ta muốn nói cái gì. Sắc mặt vàng như nến, rồi dần trở nên đỏ lên. Phổi anh ta như muốn nổ tung, thoạt nhìn cứ tưởng anh ta sắp nghẹt thở mà ngất đi rồi. Giang Hải, tiện tay ném anh ta sang một bên, sao nào, bây giờ có chịu nói chuyện đàng hoàng chưa? Tôi là dân làm ăn đấy. Mưa phùn lớt phớt, anh ta nằm ngập lầy lội trong vũng nước bùn, vừa ho sặc sụa, vừa tham lam hít lấy hít để cái không khí trong lành tưởng như không còn được hít thở nữa. Báo gấm chừng mắt, anh ta đã bị chiêu vừa rồi của Giang Hải làm giật mình. Trước mặt Giang Hải, lão Hồ như mất hết sức phản kháng. Vậy thì, nếu như là báo gấm ra tay, thì chắc là có sức phản kháng rồi nhỉ? Không, không thể nào. Võ nghệ của Giang Hải đã không thể dùng từ phi thường để miêu tả nữa. Báo gấm bất giác cảm thấy có cảm giác kỳ lạ. Dù có thực lực giỏi như vậy, nhưng Giang Hải vẫn giống như có một sức mạnh nào đó, mỗi một động tác của anh, tuy nhanh đến mức không ai nhìn thấy rõ, nhưng thần thái cứ như đang chơi đùa với bọn con nít vậy. Tất cả cao thủ đều sợ choáng váng, nhất thời không còn ai nhớ tới mà lại gần hỏi han lão Hồ nữa. Cứ mặc kệ anh ta giãy giụa lầy lội trong vũng bùn kêu đau. Bọn họ nháo nhác nhìn Giang Hải, với ánh mắt sợ hãi. Giang Hải, cứ như là tên khủng bố vậy. Một luồng gió rồi một bóng người thoáng qua, Giang Hải cuối cùng cũng ném ánh mắt giết người của anh về phía báo gấm. Một bầy toàn gà đất chó xanh làm kiểng trưng ra, tưởng đông người là ghê gớm, ngoại trừ lão Hồ, cũng chỉ có báo gấm là có thể làm cho Giang Hải để ý tới. Sở dĩ đáng để anh ra tay, cũng do Tần Hiên đánh không lại, nên Giang Hải đành phải ra tay mà thôi. Lôi đại ca ở thành phố Giang Thanh, cũng tính là có tiền có của, tất nhiên cũng mời nổi hai tên biết đánh võ này, có điều, hai tên này đến cả tư cách lên võ đài cũng không có. Nhưng, hai chữ, võ giả, cũng không phải là đồn thổi mà ra. Cũng có thể đoán ra được, bên cạnh lôi đại ca cũng có cao thủ. Lão đại ở thành phố Giang Thanh, đương nhiên cũng không phải là hư danh đồn thổi hư cấu mà ra. Tôi muốn chiêm ngưỡng thanh đao kia một chút. Tiếng Giang Hải nói bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, cứ như là nói chuyện phiếm với bạn bè bình thường vậy. Toàn thân báo gấm run rẩy, do dự một lát, cuối cùng, anh vẫn cẩn thận nhích từng bước về phía Giang Hải. Anh ta chắc chắn mình không phải là đối thủ của Giang Hải, nếu đã là như thế, thì dù có phản kháng cũng chẳng ích gì. Giang Viên đón lấy thanh đao, rút một đoạn đao ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi đao một cách lấp lánh. Cảm ơn. Không có gì. Hai câu nói khách sáo, nhưng đều được nói ra một cách rất tự nhiên. Thanh đao này đã là vật sở hữu của Giang Hải rồi. Tần Hiên giật mình hết sức, hôm nay nếu không nhờ Giang Hải ra tay, nói không chừng anh ta đã tiêu rồi. Anh ta hắng giọng, rồi lạnh lùng nói, tôi cho các người một cơ hội, lấy tiền ra đổi mạng. Anh ta còn chỉ tay vào 30 mấy cái hố đã đào sẵn, ai không có tiền, thì tự vô đó nằm. Rồi cứ coi như bọn anh em chúng tôi làm việc thiện, chúng tôi sẽ lấp đất hộ các anh. Mưa cứ lớn dần, mà đám cao thủ này lại cứ cảm thấy miệng khô khốc, cứ như là bị cảm lạnh rồi hay sao ấy, có người còn toàn thân run rẩy. Bọn chúng đến thành phố Giang Tư, là để giải quyết gọn lẹ Tần Hiên, và đến để lên mặt làm lão đại. Không ngờ, đến cả giả vờ áp đảo người ta cũng không xong, mà còn tự đào mồ chôn mình. Đến cả lão Hồ cũng không phải là đối thủ của Tần Hiên. Thì chẳng lẽ bọn chúng cũng đáng làm đối thủ của Tần Hiên sao? Một hồi lâu, lão Hồ mới định thần lại, cố gắng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó trông rất dữ tợn, Tần Hiên. Tần Hiên lạnh lùng cười, xin giới thiệu, đây mới là lão đại của chúng tôi, anh Giang. Giang Hải.
Báo gấm giật mình, Giang Hải mà có bản lĩnh như vậy, thì có lẽ, cũng không mấy làm lạ. Tần Hiên diễn lại cái vẻ nịnh nọt khi nãy của mình, ngồi xổm trước mặt Lập Thiếu, lão đại, chúng mình bàn bạc với nhau lại nhé. Anh muốn tôi trả bao nhiêu tiền? Lão Hồ biết rõ rằng, lúc này thì chỉ còn nước tiêu tiền cứu thân, đó mới là kết quả tốt nhất. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Người hành tẩu giang hồ, thì phải học cách cúi đầu. Chương 131, sao lại thế? Biết bọn tao đến đây làm gì không? Giọng điệu của Tần Hiên giống Lão Hồ, nhếch lông mày, ý muốn anh ta tự nói ra. Tần Hiên nhanh nói, con mẹ nó, hỏi mày đấy. Ông đây tới đây làm gì? Đang chờ bọn tôi, cho dù là đứa ngu thì lúc này Lão Hồ cũng rồi, đây chính là một cái bẫy, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Mà, lúc bọn họ tới, còn mơ giành được địa bàn ở thành phố Giang Tư nữa chứ. Đầu kêu ong ong, lúc này Lão Hồ cũng không hiểu được, bản thân làm sao có thể dễ dàng bị Giang Hải bóp cổ như vậy. Tần Hiên hỏi, vậy anh cảm thấy bao nhiêu tiền cho một người là thích hợp? 5 triệu, Lão Hồ mở miệng nói mà tự bản thân mình cũng thấy ngượng miệng. Bốp, một bạt tai bất ngờ giáng xuống, Tần Hiên không chút do dự đánh tới. Lão Hồ có thể tránh, nhưng, Giang Hải đứng ở một bên, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện nữ cường. Chỉ cần anh ta dám phản kháng, tuyệt đối sẽ mang đến hậu của càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Lão Hồ, chỉ có thể nhịn. Tần Hiên xoa xoa tay, thật là con mẹ nó thoải mái quá. Trước đây thì chỉ ức hiếp được người yếu hơn mình, ngày hôm nay thì ngược lại, người bị mình đánh là một nhân vật còn trâu bò hơn mình. Cảm giác này, trước nay chưa từng có. Phía sau Tần Hiên, Kim Thâu bước vài bước tiến lên phía trước. Bốp! Tần Hiên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Kim Thâu đã xoa tay, cười khà khà xấu xa, ôi chao, khoan nãy nói chứ, cảm giác này đúng là quá đã. Cút đi, Tần Hiên tức giận gào lên. Kim Thâu này, thật sự là càng ngày càng không biết lớn biết nhỏ rồi, ông đây đang vui vẻ, tên nhóc này lại nhảy vào hùa theo làm mất cả hứng. Đám người của thành phố Giang Thanh, lập tức rụt cổ lại. Đôi mắt chuột của Lão Hồ trợn to như sắp vỡ ra, vô cùng nhục nhã. Tần Hiên lạnh lùng nói lại một lần nữa xem, bao nhiêu tiền. Lão Hồ há hốc miệng, nhưng một câu nói không dám nói. Nói ít thì sẽ bị đánh lại không dám phản kháng. Nói nhiều cũng chưa chắc Tần Hiên đã chịu. Đây là hai vấn đề nan giải. Tóm lấy Lão Hồ, kéo về phía cái hố đất gần đó. Nhìn đi, cái hố này đào sẵn cho mày đấy, anh cũng đừng quá cảm kích. Công đào một cái hố, 5 triệu không nhiều lắm đâu. Lão Hồ chỉ biết gật đầu. Tần Hiên lại nói, lại nhìn những cái này đi, biết ông đây cất công chuẩn bị cho mày bao nhiêu tiền không? Lão Hồ cả người cứng đờ, nào dám gật đầu. Nếu không nhớ Tần Hiên đòi một đổi một, ở đây có bao nhiêu tiền vàng mã đổi sang tiền thật thì Lão Hồ không bằng đập đầu mà chết luôn đi cho rồi. Giang Hải cau mày, ngẩng đầu nhìn lên không trung, mưa càng lúc càng nặng hạt, xem ra chuyện này cũng không giải quyết nhanh chóng được rồi. Đừng lôi thôi nữa. Tần Hiên lập tức nghe lời, học theo cách nói của Lão Hồ, tất cả đều trong tầm khống chế. Vung tay, lại cho Lão Hồ mấy cái bạt tai, lúc này Tần Hiên mới thỏa mãn. Anh ta lười biếng nói, một người, 10 triệu, có nhiều lắm không? Tôi không phải là đang thương lượng với anh, cho một câu trả lời chắc chắn có được không hử? Nghiêng đầu lại, ra hiệu với đám người Kim Thâu một tiếng, cả đám đồng loạt rút dao găm ra. Lão Hồ nhận thua, ngoan ngoãn quẹt thẻ trả 100 tỷ. Lông mày cũng không nhíu một cái. Tần Hiên nuốt ngụm nước bọt, thật muốn đánh bản thân hai cái bạt tai. Lão già này, có tiền như vậy sao? Hai, thế thì xem ra đã đòi hơi ít rồi. Người của Lão Hồ, lúc này mới tiến lên phía trước, cùng nhau tụ lại một chỗ, những người này có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ánh mắt hướng đến Báo Gấm. Báo Gấm cũng rất bất ngờ khi Lão Hồ có nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ sẽ đến lượt mình, anh ta chậm rãi cúi đầu xuống. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một sự quyết tuyệt. Ý tứ rất rõ ràng, nếu không có tiền, thì phải lấy mạng. Giang Hải cười gằn, muốn chết, không dễ như vậy. Nhún mũi chân, một giây sau, đá Báo Gấm bay ra ngoài, mắt cá chân chảy máu. Giẫm lên bắp chân của Báo Gấm, Giang Hải chắp tay mà đứng. Báo Gấm rất muốn phản kháng, nhưng khi thật sự đối mặt với Giang Hải anh ta mới biết, cái gọi là phản kháng. Chẳng qua chỉ là suy nghĩ mà thôi, tốc độ của Giang Hải đã vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ta.
Tần Hiên di chuyển, là người đầu tiên xông lên. Kim Thâu cũng không cam tâm bị rớt lại phía sau, gào thét giống như sói hoang đói bụng. Gãy chân, nhưng vẫn có tinh lực dồi dào. Hai người Tần Hiên và Kim Thâu, đè anh ta xuống điên cuồng đánh một trận. Đánh mười mấy cái vào miệng, răng cũng rơi mất mấy cái, cả khuôn mặt sưng phù, mắt cũng sưng húp. Cả người báo gấm run rẩy, thân thể co rúm lại. Anh ta của bây giờ, không thể nói ra được một câu nào. Đám người Tần Hiên, chính là ác ma chọn người mà cắn. Mẹ kiếp, ông đây liều mạng với chúng mày. Một tên đàn em của báo gấm gào thét. Lập tức, hai mươi mấy người xông lên, định liều mạng. Tần Hiên ngồi dậy, phủi phủi bùn trên người, ánh mắt tàn nhẫn. Kim Thâu, mặt lộ rõ vẻ hung dữ. Chưa tới 10 người, đối mặt với 20 mấy tên, cao thủ, có kinh nghiệm, nhưng vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là Kim Thâu, ngay ở trước mặt Giang Hải, cần phải biểu hiện cho thật tốt, để thể hiện thành quả khắc khổ luyện tập của bản thân. Anh ta vừa ước ao vừa đố kỵ, trong vài người này, chỉ có một mình Tần Hiên là được thất hồn huấn luyện riêng. Kim Thâu cũng muốn trở thành cao thủ. Muốn được coi trọng, chỉ có tập luyện thật tốt, bản thân mới càng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Oanh! A! Kim Thâu xông lên đầu tiên, mỗi cú đấm là hạ được một người. Đánh rất hăng mái gà, không hề nương tay chút nào. Ngay cả dao găm trong tay cũng ném qua một bên, từng cú đấm thấu thịt, hung ác vô biên. Kim Thâu nhanh, Tần Hiên càng nhanh hơn. Bất kể là sức mạnh hay là sự nhanh nhẹn, đã tiếp cận giới hạn của con người. A! Mẹ ơi! Chân của tôi! Cứu mạng! Đại ca, em sai rồi. Tình hình trong nháy mắt đã thay đổi, trước mọi người vẫn còn đang huyên náo, lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nằm vật xuống mặt đất, cả người báo gấm dính đầy bùn, anh ta vô hồn nhìn tất cả, trơ mắt nhìn anh em của mình bị quật ngã tàn bạo. Các loại âm thanh hòa vào nhau, làm lạnh cả người. Tiếng kêu bi thảm, tiếng xương gãy. Người cuối cùng, còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm như cái búa lớn đánh vào mặt, bay ra ngoài, rơi mất mấy cái răng. Không tới 2 phút, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Hơn 20 người lăn trong bùn đất, than khóc đau khổ. Giang Hải chậm rãi châm một điếu thuốc, quay đầu lại liếc nhìn 30 mấy hố đất. Thế là mất công đào rồi. Báo gấm chỉ còn hơi thở yếu ớt, đôi mắt trống rỗng. Tần Hiên đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống. Một chân đạp xuống ngực của báo gấm, thành phố Giang Tư, chơi vui không? Báo gấm vẫn cắn răng, không nói tiếng nào. Bọn mày xong rồi. Có một người cực kỳ phẫn nộ nói, chúng mày đây là đang chống lại toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông. Câu nói này không sai, đội ngũ cao thủ này, tập hợp quyền lực toàn tỉnh, chỉ cần là những thế lực chịu nể mặt Lôi đại ca, hay thế lực cũng muốn đến thành phố Giang Tư phân chia miếng bánh này, đều cho đàn em tâm đắc đến. Những cao thủ này, đều là hội tụ từ các thế lực khác nhau tới. Kim Thâu tiến lên, mạnh mẽ đá một phát. Người vừa nói chuyện kia, cầm chật khớp, mũi cũng lệch qua một bên. Ngoé, nói nhảm nhiều quá. Giọng của Tần Hiên lạnh như băng nói đi, định dùng bao nhiêu tiền mua mạng. Có vẻ anh không hài lòng với cái giá 10 triệu tôi nói thì phải. Giọng báo gấm khàn, khó nhọc nói, giết tôi đi. Cái gì, Tần Hiên tưởng là mình nghe lầm. Trong các thế lực ngầm, thật sự có rất ít người kiên cường thế này, biết xem xét thời thế mới là vương đạo. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Làm gì có đại lão nào mà không phải người giấu tài, từng chút một làm thế lực phát triển lớn mạnh. Anh em, lên lột sạch mấy đứa này ra đi. Tần Hiên chỉ đạo hai đàn em. Anh Hiên, lẽ nào anh muốn? Hai tên đàn em sởn hết da gà, trước đây không phát hiện ra anh Hiên có thiên hướng giới tính 3D mà ta. Bố! Tần Hiên trực tiếp tát cho tên đàn em này một cái. Mày CMN nghĩ cái gì thế? Tao là bảo mày tìm điện thoại di động, gọi cho ông chủ anh ta. Giang Hải ném tàn thuốc đi, lạnh nhạt nói, không cần đâu. Cắt đứt gân chân, cho bọn họ cút về thành phố Giang Thanh đi. Lời nói của Giang Hải, chính là thánh chỉ. Đám người Kim Thâu không chút do dự, cực kỳ hung tàn cắt đứt toàn bộ gân chân của 20 mấy người kia. Giang Hải muốn tiền, tuy đám người báo gấm làm rất nhiều việc xấu, nhưng Giang Hải cũng không định giết bọn họ, bẩn tay. Gọi điện thoại cho Lôi đại ca, bảo anh ta lấy tiền chuộc người. Tuyệt đối không thể. Giang Hải cũng đã nhìn ra được, những người này là từ các thế lực khác nhau tụ tập tới. Lôi đại ca chỉ mong sao Giang Hải tiễn toàn bộ những người này đến chơi với Phật tổ ấy chứ, cực
cứ như vậy, chẳng khác nào Giang Hải tuyên chiến với toàn bộ thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông. Nhưng mà Giang Hải cũng không hề sợ, cắt đứt gân chân của bọn họ, để bọn họ dùng sự thống khổ cả phần đời còn lại để hối lỗi cho những việc sai trái đã làm. Giống như tuyên chiến, người của Lão Hồ, nhìn hai mươi mấy người lăn lộn kêu rên kia, tâm can phát run. Nhìn Giang Hải giống như nhìn thấy ác ma. Cứ như là phụ mẫu tái sinh của Lão Hồ vậy. Báo gấm cũng không rên lấy một tiếng, mạnh mẽ cắn răng. Giang Hải lặng lẽ nói, giữ cho các người một mạng, trở lại nói với Lôi đại ca của mấy người, anh ta cho người đến mà tôi không trả lễ thì lại mất lịch sự, tôi sẽ tự mình sang thăm. Báo gấm run rẩy, thở một cái thật dài, nhưng vẫn không nói một lời như cũ. Giang Hải biết, đây là một người không nói nhiều lời nhưng rất ngoan độc. Người như vậy, nếu giữ lại, chỉ làm cho bản thân thêm phiền phức. Huống chi, Lôi đại ca ba lần bảy lượt bám lấy làm phiền mình, cũng đã đến lúc đáp lễ một chút rồi. Tần Hiên vỗ vỗ vào mặt Lão Hồ, nhưng anh ta dùng lực tay mạnh hơn nhiều so với lúc trước đối phương vỗ mặt anh ta, kêu bôm bốp. Mấy đứa mày lái xe, đưa bọn họ về thành phố Giang Thanh. Nhất định phải khiến cho bọn họ chuyển lời nhé. Cứ nói, ít ngày nữa anh Giang sẽ đi thành phố Giang Thanh tìm anh ta tâm sự. Tao, Tần Hiên, cũng sẽ không buông tha cho lão già kia đâu. Kim Thâu cũng xông lên trước, cho một bạt tai, đến lúc đó, ông nội mày tao cũng sẽ đi, bảo Lôi đại ca nhà mày rửa sạch sẽ cái cổ rồi quỳ xuống gọi ông nội, nếu làm ông đây vui vẻ sẽ tha cho một mạng. Giang Hải bất đắc dĩ lắc đầu, hai người tranh đua tinh tướng, thật là hết nói nổi. Giang Hải có thể nhìn ra được, Kim Thâu hy vọng được cho phép, cũng muốn được giống như Tần Hiên, được thất hồn huấn luyện riêng. Nhưng, Kim Thâu không được. Không phải không đủ trung thành, mà là không có tư chất để tu luyện, gân cốt không được, không phải người hợp với con đường tu luyện. Giống như một người đàn ông, đã bị vô sinh thì dù có nỗ lực như thế nào, cũng không sinh được con. Hai mươi mấy người, người nào người nấy máu tươi chảy ra như mưa. Lão Hồ với đám đàn em khiêng báo gấm lên xe, vội vã chạy đi. Bọn họ không dám ở lại thành phố Giang Tư, đi tới bệnh viện của thành phố Hải Hà. Cho đến lúc này, Lôi đại ca ở thành phố Giang Thanh đang chờ tin tức tốt mới nhận được tin dữ. Báo gấm bị cắt gân chân, cho dù có nối liền được, sau này cũng có thể sẽ biến thành người thọt. Lôi đại ca giận dữ, nhưng, rất nhanh. Bên trong một trang viên ở thành phố Giang Thanh, lại vang lên tiếng cười lớn điên cuồng của Lôi đại ca. Giang Hải, đây là đang tìm đường chết, hơn nữa là chết chắc. Hai mươi mấy cao thủ, không có người nào là đàn em của anh ta. Bây giờ, bị đánh ra như vậy, không cần Lôi đại ca đứng ra làm gì, những người kia há có thể ngậm bồ hòn không tìm Giang Hải báo thù. Lôi đại ca mãi mới ngừng cười được, nhìn về phía quân sư quạt mo Tiểu Phương, việc này, cậu thấy thế nào? Quân sư quạt mo cau mày nêu ý kiến, anh Lôi, việc này tất có chút kỳ lạ. Chương 132, động tĩnh của Huyền gia. Cho tới bây giờ, bên Bàng đại ca vẫn không có gì tin tức, thật sự rất kỳ lạ. Lôi đại ca hừ một tiếng, xử thằng danh ở thành phố Giang Tư xong, tôi sẽ trở về diệt lão già họ Bàng kia. Lão quân sư quạt mo nói, Bàng đại ca là có người ở phương Bắc chống lưng, chúng ta làm như vậy. Trần trần trừ trừ, thì không cần sống nữa đâu. Giọng Lôi đại ca mạnh mẽ vang dội. Còn đối với mấy người Giang Hải ở thành phố Giang Thanh, vốn Lôi đại ca đã chẳng coi ra gì. Anh ta cũng không hề coi trọng việc 10 người hạ gục được hơn 30 cao thủ có tiếng tí nào. Bởi vì bên cạnh anh ta cũng có cao thủ, mà chính anh ta cũng là một võ giả. Anh ta nghĩ, chuẩn bị một chút quà, tao muốn đi gặp chủ tỉnh cơ. Lúc này tại tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như cùng Lan Kiều đang phải đấu đến mức sứt đầu mẻ trán. Phòng họp to như vậy, hiện giờ đã ngồi đầy người. Họ cứ như đang liên hợp lại ép người đứng đầu từ chức vậy. Việc tiêu thụ sản phẩm không tốt, hàng tồn đọng cực nhiều, mặc dù hệ thống bán hàng của tập đoàn Uyển Như đang trong quá trình thiết lập, nhưng vẫn chưa biết phải đến khi nào mới có thể tiêu thụ bình thường được. Cố Tổng, cô phải đưa ra được biện pháp tổng quát chứ, việc kinh doanh không thể tiếp tục bị đình trệ được, như vậy tổn thất rất lớn. Đúng vậy, kho hàng của tôi cũng đầy rồi, nếu tiếp tục đình trệ thì nhân viên của chúng tôi phải ra đường ăn xin mất. Cố Tổng, nghe nói Ung gia tìm đến muốn hợp tác tiêu thụ, cô không thể tiếp tục từ chối được. Nhà họ đưa ra điều kiện tốt như vậy, tại sao cô lại muốn từ chối chứ? Một người đứng lên, vẻ mặt âm trầm, Cố Tổng, mặc kệ như thế nào, hôm nay cô nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời.
ai sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thất của chúng tôi? Cố Huyền Như đứng lên, hắng giọng nói, các vị, công ty vẫn đang cố gắng giải quyết chuyện này, hy vọng các vị có thể cho tôi thời gian. Có người bắt đầu đập bàn, lại là câu này, thời gian, vậy ai cho chúng tôi thời gian? Nhiều dự án hợp tác như vậy, kéo dài thêm một ngày, chúng tôi phải chịu tổn thất bao nhiêu tiền cô có biết không? Người khác lại nói, ông ra ở thành phố Giang Thanh, chỉ lấy 10% lợi nhuận thôi, thế nhưng cố tổng lại từ chối. Cô là muốn chặt đứt con đường tiêu thụ của chính mình sao? Cố tổng, chúng tôi không có ý kiến gì về việc tập đoàn Uyển Như muốn tự tạo ra hệ thống tiêu thụ riêng, nhưng cô không thể bắt chúng tôi tổn thất theo được. Rất nhiều người đều đứng lên, ép cố Uyển Như phải đưa ra câu trả lời. Nếu hôm nay cô không thể đưa ra phương pháp giải quyết thỏa đáng, tôi sẽ không đi. Cố tổng, trong thỏa thuận hợp tác của chúng ta đã viết rất rõ ràng, nếu cứ như vậy thì tập đoàn Uyển Như cần phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Tình hình đang dần trở nên mất khống chế. Nhưng lúc này, Giang Hải đứng ở phía sau Uyển Như. Nhìn thấy Giang Hải, cố Uyển Như suýt nữa thì không kiềm được nước mắt. Giang Hải, xin lỗi. Cô đã cố hết sức rồi, hai ngày nay cô đã tiểu tụy đi rất nhiều. Tình huống trước mắt, cô cũng không biết phải làm sao. Giang Hải rất đau lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Xem ra, phải dùng một ít thủ đoạn mới có thể giải quyết được việc này. Khi mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, Thúy Họa vội vàng chạy vào, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cố tổng, Thúy Họa nói nhỏ vào tai cô, người Huyền gia ở thành phố Giang Thanh tới. Huyền gia? Ngay lập tức cố Huyền như nghĩ người Huyền gia tới là để làm loạn, nếu bây giờ bị Huyền gia gây rắc rối nữa thì đúng là họa vô đơn chí. Hiện tại tình trạng nhà đầu tư đã rất khó khống chế rồi. Cố Huyền như nói, Lan Kiều, cô đi ngăn người đó lại đi. Lan Kiều lập tức gật đầu. Mới vừa đứng dậy, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, Huyền Bảo Khang mặc một bộ vest mang theo hai người xông vào. Trong phòng họp rất nhiều người nhận ra Huyền Bảo Khang. Anh Huyền, quý tử của Huyền gia ở thành phố Giang Thanh. Không biết người Huyền gia tới có việc gì? Anh ta có thể tới làm gì chứ? Nhất định là muốn thừa nước đục thả câu. Chuyện hay luôn có tại tương đương trùm chuyện. Óc gờ tương đương. Trước kia, Huyền gia muốn chiếm tập đoàn Uyển Như, mà hiện giờ, tập đoàn Uyển Như lâm vào tình trạng này. Mỗi người một câu, phòng họp phát ra những tiếng thảo luận nhỏ. Giống như hiện tại tập đoàn Uyển Như sắp phá sản đến nơi rồi. Cố tổng, tôi đại diện cho Huyền gia ở thành phố Giang Thanh, đến là muốn bàn chuyện hợp tác làm ăn với tập đoàn Uyển Như. Cố Huyền Như vẫn bình tĩnh, nhưng chân tay lại hơi luống cuống. Lan Kiều giận dữ, anh Huyền, thật sự xin lỗi, tập đoàn Huyền Như không có ý định hợp tác với Huyền gia. Huyền Bảo Khang cũng không giận, mỉm cười nói, trong kinh doanh không gì là không thể. Lan Tiểu Thư, tôi cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Kênh tiêu thụ của Huyền gia cũng chẳng kém gì Ung gia đâu. Thái độ của Huyền Bảo Khang rất bình thường, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng họp, anh ta cũng rất tin tưởng với vụ đàm phán lần này. Nếu tập đoàn Uyển Như chỉ phải đối mặt với một vấn đề nhỏ thì việc hợp tác với Huyền gia là không cần thiết. Nhưng lúc này, đối với tập đoàn Uyển Như mà nói thì kênh tiêu thụ của Huyền gia rất quan trọng. Cố Huyền Như đứng dậy, khách sáo nói, anh Huyền, thật sự xin lỗi, công ty hiện đang có một cuộc họp rất quan trọng, hay là anh về trước hôm khác lại đến sau? Nếu lúc này đi về thì anh ta chắc chắn sẽ không có cơ hội để gặp mặt Cố Huyền Như nữa. Huyền Thanh nói, Cố Tổng, chẳng lẽ cô không biết là, hiện tại hợp tác với Huyền gia sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn trước mắt sao? Cố Huyền Như cắn răng, tập đoàn Huyền Như hiện tại không có tình trạng khó khăn gì cả. Nói ra lời này, đến chính cô cũng không tự tin chút nào. Trong phòng họp, âm thanh bàn tán lại vang lên. Một người hô to, Cố Tổng, lúc đầu cô từ chối nhà họ Sài. Bây giờ lại từ chối Huyền gia, cô rốt cuộc muốn gì? Lẽ nào cô muốn trơ mắt nhìn công ty của chúng tôi phá sản sao? Chúng tôi phá sản thì cô được lợi gì chứ? Câu nói này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả, mọi người bắt đầu miên man suy nghĩ. Chúng ta mà phá sản, thì các dự án không phải là sẽ rơi vào tay tập đoàn Uyển Như sao? Tập đoàn Uyển Như là muốn nuốt chọn chúng ta sao? Đúng vậy, chắc chắn là như thế này. Ngay lập tức, có âm thanh phản đối Cố Huyền Như vang lên. Thậm chí rất nhiều người còn bắt đầu chửi rủa. Cố Huyền Như tức giận đến run lên, nhưng lại không có cách nào chế ngự được những người này.
Lúc này cô biết phải giải thích thế nào đây? Sắc mặt Giang Hải lạnh đi, nhìn hết người này đến người kia, nhất là Huyền Bảo Khang, làm cho anh đặc biệt phải chú ý tới. Lần này, thái độ của Huyền Bảo Khang rất ôn hòa, Giang Hải nghĩ đến một khả năng, không nhịn được nở nụ cười. Địch của địch chính bạn. Thật ra đối với Huyền gia thì hợp tác với Ung gia hay tập đoàn Uyển Như đều như nhau. Cả hai đều không phải là bạn tốt của Huyền gia, nên Huyền Bảo Khang thiên về bên nào thì bên đó sẽ có lợi hơn. Huyền Bảo Khang xoay người cầm lấy một tập tài liệu từ tay trợ lý rồi tiến lên hai bước. Cung kính tận tay đưa đến trước mặt Cố Uyển Như. Cố Tổng, mời cô xem xong rồi quyết định. Cố Uyển Như có chút hoài nghi nhưng vẫn cầm lấy, mở ra, vẫn cúi đầu đọc tài liệu. Vẻ mặt đang chịu nặng, dần dần giãn ra, lật vài trang thôi khóe miệng Cố Uyển Như đã hơi mỉm cười. Tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Vừa rồi vẫn còn khó chịu, nhưng giờ đã ổn hơn, như nhìn thấy mặt trời hy vọng. Anh Huyền, đây là thật sao? Cố Uyển Như sửa lại cách xưng hô. Huyền Bảo Khang mỉm cười vuốt cằm, nếu Cố Tổng lo lắng, thì để luật sư của cô xem qua, lần này, Huyền gia thật lòng muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Cố Uyển Như gật đầu, anh Huyền, không biết hiện anh có rảnh để nói chuyện chi tiết về lần hợp tác này không? Huyền Bảo Khang cực kỳ vui mừng, anh ta không ngờ, cô lại dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy. Vốn còn nghĩ phải cắt cho cô nhiều lợi ích hơn nữa, trước tiên phải cứu sống Huyền gia trước. Nhưng xem ra tình huống hiện tại, thì tập đoàn Uyển Như thực sự đã gặp phải rắc rối lớn. Như thế thì có thể có kè mặc cả với tập đoàn Uyển Như, tranh thủ một ít ích lợi. Cố Tổng! Tôi hiện tại có thời gian, hay là... Nhìn quét một vòng, Huyền Bảo Khang nhịn không được cười ra tiếng, hay hiện tại chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi. Cố Uyển Như đã từng đích thân đàm phán rất nhiều hợp đồng. Lớn tiếng nói, tập đoàn Uyển Như quyết định sẽ cùng Huyền gia ở thành phố Giang Thanh hợp tác. Sản phẩm của tập đoàn Uyển Như và các kênh tiêu thụ rất nhanh sẽ đi vào hoạt động thôi. Nói xong, Cố Uyển Như mời Huyền Bảo Khang trở về phòng làm việc của mình. Cố Uyển Như lại một lần nữa biến thành nữ cường nhân, lời nói sắc bén, biết tiến biết lùi, cùng Huyền Bảo Khang về văn phòng nói chuyện. Nói chuyện khoảng hơn 2 tiếng, Huyền Bảo Khang bắt tay với Cố Uyển Như, dùng tu chít độ nhanh nhất để trao đổi chi tiết về kế hoạch hợp tác của hai công ty. Kế tiếp, chính là nhân viên pháp phụ của hai bên soạn thảo hợp đồng hợp tác. Huyền gia ở thành phố Giang Thanh, sát nhập toàn bộ hệ thống tiêu thụ sản phẩm vào bộ phận hậu cần của tập đoàn Uyển Như. Đến lúc đó bộ phận hậu cần của tập đoàn Uyển Như sẽ đi vào hoạt động ở tỉnh Hải Đông, tập đoàn Uyển Như sẽ chiếm 70% cổ phần. Để cho Cố Uyển Như yên tâm thì Huyền gia cũng bày ra thành ý rất lớn, Huyền gia cung cấp kênh tiêu thụ, tập đoàn Uyển Như thì phụ trách quản lý. Tin tức tập đoàn Uyển Như hợp tác với Huyền gia nhanh chóng được truyền ra. Không bao lâu sau, tin tức này cũng đến được tai của các tai to mặt lớn ở thành phố Giang Thanh. Sắc mặt của Ung Tiểu Ni xanh mét. Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay. Rõ ràng tập đoàn Uyển Như đã rơi vào tình trạng không còn đường lui, hơn nữa, Ung Tiểu Ni cũng đã đánh tiếng để không ngân hàng nào cho tập đoàn Uyển Như vay tiền, muốn ép họ phải hợp tác với nhà họ Sài. Nếu không hợp tác cùng nhà họ Sài, thì chỉ còn nước phá sản. Ung Tiểu Ni không ngờ, lúc trước Huyền gia và tập đoàn Uyển Như rõ ràng như nước với lửa, thế mà giờ lại đích thân chạy tới thành phố Giang Tư tìm tập đoàn Uyển Như để nương tựa. Lần này Ung Tiểu Ni đúng là bắt không được gà mà còn bị mất nắm gạo. Ung Tiểu Ni vô cùng tức giận, ngay lập tức liên lạc với Hoành Thiên Giai. Nếu mà cứ thế buông tha thì cô ta không cam tâm. Lúc này, Ung Tiểu Ni chỉ có thể nhờ Hoành Thiên Giai gây áp lực với Huyền gia. Nhưng, Ung Tiểu Ni lại không thể tưởng được là, Hoành Thiên Giai không gặp cô ta. Cho dù là ngoài sáng hay trong tối anh ta đều không làm gì được tập đoàn Uyển Như, chứng tỏ bọn họ rất vững chắc. Lúc này Hoành Thiên Giai đang phải tiếp đãi một vị khách rất thần bí. Một người đến từ Thiên Lương. Ngay cả Hoành Thiên Giai có xuất thân hoàng tộc, cũng phải kính trọng vị khách này. Người này truyền đến tin tức từ Thiên Lương, ý là Hoành Thiên Giai quản lý địa bàn như thế nào bọn họ sẽ không xen vào, nhưng nếu dám nhằm vào sản nghiệp liên quan đến Thiên Lương thì đừng trách bọn họ không nể mặt. Vị đó của Thiên Lương chắc chắn sẽ không để yên. Nghe đến Thiên Lương, Hoành Thiên Giai như chim sợ cành cong. Mặc dù hận Giang Hải thấu xương, nhưng anh ta cũng không thể làm gì được. Không chỉ có Ung Tiểu Ni, mà Lôi Đại Ca cũng đang muốn gặp Hoành Thiên Giai. Nhưng cũng không gặp được. Lôi Đại Ca đã nhiều lần thất bại, đủ để chứng minh khả năng của Giang Hải mạnh đến đâu. Tiếp tục đối đầu với Giang Hải,
Hoành Thiên Giai sợ không giữ được địa vị của chính mình. Bởi vì, lúc vị ở Thiên Lương kia rời đi đã để lại một câu nói. Bảo anh ta tốt nhất là đừng đi trêu chọc Giang Hải. Nếu như chỉ với một câu ấy, Hoành Thiên Giai cũng sẽ không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là lời cảnh cáo của Thiên Lương mà thôi. Hơn nữa Thiên Lương cũng không quản được đến địa bàn của anh ta. Nhưng người kia lại còn nói thêm. Thiên Lương, cũng không chọc được vào người kia. Ngay cả Thiên Lương cũng không thể trêu chọc được, Hoành Thiên Giai dùng cả mình, anh ta. Rốt cuộc thân phận của anh ta là gì? Chương 133, lãnh đạo thành phố Giang Thanh. Hoành Thiên Giai không gặp Lôi Đại Ca, điều này khiến Lôi Đại Ca có chút nghi ngờ, thật sự là nhìn không biết vì sao Hoành Thiên Giai lại làm như vậy. Dường như anh ta đang cố ý giữ khoảng cách với mình. Điều này khiến cho Lôi Đại Ca cảm thấy bất an. Gọi Nam Chiến tới gặp tôi. Không lâu sau, một người trung niên dáng người cao gầy đi đến. Anh Lôi, ở thành phố Giang Tư xảy ra vấn đề gì sao? Nam Chiến, chính là đệ nhất cao thủ bên cạnh Lôi Đại Ca. Mấy năm nay, Lôi Đại Ca và Bàng Đại Ca đối đầu, đương nhiên Nam Chiến và Nghiệp Gia cũng đối đầu. Lúc này, Lôi Đại Ca đang tự hỏi một chuyện. Có phải Hoành Thiên Giai đang sợ không? Còn nữa, bên cạnh Giang Hải chỉ có 10 người mà có thể đánh bại 30 cao thủ, như vậy đúng là quá khủng rồi. Giang Hải, chẳng lẽ thật sự không có liên quan gì đến phương Bắc sao? Chẳng lẽ cao thủ đều từ nơi nào đó? Tên bàng cáo già này, có phải đã sớm biết được điều gì không? Hồng Nhị Lão đã bị Tần Hiên giết, nhưng cho tới bây giờ ông ta lại không hề có ý định trả thù, đây không phù hợp với tính cách có thù tất báo của Bàng Đại Ca. Lúc này Lôi Đại Ca đang nghĩ, liệu Giang Hải có phải là người của Bàng Đại Ca không? Hoặc là, lúc Hồng Nhị Lão gặp nạn, Bàng Đại Ca đã bí mật thành lập một giao ước nào đó với Giang Hải. Cái này cũng không phải là đoán lung tung, cũng rất có khả năng là vậy. Ở thành phố Giang Tư, mọi thứ quá sạch sẽ, dường như không thể nhìn ra dấu vết của mấy cơ sở kinh doanh đèn mờ. Nhưng lúc này, lại giống như có một màn sương mù, mọi người không thể thấy rõ, đoán không ra. Nhưng thế lực khác tiến vào thành phố Giang Tư nếu không chết thì cũng sẽ bị thương. Ngồi trên chiếc ghế trúc, Lôi Đại Ca trầm mặc. Hơi cau mày, vẻ mặt thay đổi, tâm trạng không yên. Gió thổi nhẹ nhẹ, lá cây lao xao, một chiếc lá khô rụng xuống hồ, bị làn sóng đánh vào trôi nhẹ nhẹ. Không thể tưởng tượng được, tên Giang Hải này lại lợi hại như vậy. Một lúc lâu sau, Lôi Đại Ca mới ung dung mở miệng. Bất luận là võ nghệ hay là trí thông minh của Giang Hải đều vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Lôi Đại Ca. Xem ra, tên họ Giang này thật sự có khả năng sẽ gây ra chuyện động trời. Đáng ra lúc ấy tôi nên nghĩ ra anh ta là một người phi phàm mới đúng. Anh Lôi, tên quân sư quạt mo chắp tay. Theo như tìm hiểu thì mấy tháng trước anh ta chỉ là một tên lái xe, sau đó lại trở thành chồng của Cố Uyển Như, về sau. Nam Chiến chen vào nói, che giấu thực lực. Không hề đáng sợ. Cậu muốn nói gì? Lôi Đại Ca nhìn về phía Nam Chiến. Mấy tháng trước, Tần Hiên chỉ là một tên đần độn không nơi nương tựa. Tên Kim Thâu bên cạnh gã thì lại càng không đáng nhắc tới. Những tên này, còn không bằng cả rác rưởi. Nam Chiến mỉm cười nghiêm túc nói, đương nhiên, bây giờ cũng chỉ là rác được mang lên bàn mà thôi. Chỉ mới mấy tháng mà có thể thay đổi lớn như vậy, đúng là không nhiều người có thể làm được. Lôi Đại Ca đương nhiên có thể đoán ra được ý tứ sâu xa trong đó. Đã điều tra qua chưa? Xác định cậu ta không có bối cảnh phương Bắc chứ? Lôi Đại Ca không chắc, hỏi lại. Tên quân sư quạt mo nhanh nhỏ gật đầu. Rồi lại lập tức nhíu mày, nhưng... Bạch Gia và Lập Gia ở phương Bắc, đều đã đến thành phố Giang Tư. Cụ thể là để làm gì, thì tôi vẫn chưa tra ra. Nếu đi điều tra hành tung của những người này, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Bọn họ, Lôi Đại Ca nhíu mày. Mấy nhà này đều phủ nhận quan hệ với Giang Hải, cũng không quen biết. Bạch Gia, là làm việc theo lệnh của Bạch Lý Hưng, với lại mấy lên loang quăng cũng không biết đến sự tồn tại của Giang Hải. Lập Minh đã sớm bị dọa cho mất mật, phát hiện ra vấn đề không đúng, ngay lập tức đã gọi về cho người lớn Lập Gia. Lập Minh cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố Giang Tư. Vậy, Lôi Đại Ca hỏi, liệu anh ta có phải người của Giang Gia ở phương Bắc? Ở phương Bắc thật sự có một Giang Gia nhưng thật sự không thể so sánh được với Bạch Gia và Lập Gia. Nam Chiến thản nhiên nói, không phải, nếu là Giang Gia thì sẽ không nhằm vào chúng ta. Lôi Đại Ca yên lặng gật đầu,
Trước đây anh ta và Giang gia ở phương Bắc cũng coi là thân thiết. Vậy có thể tên Giang Hải kia là dùng tên giả? Quân sư Quạt Mo nói, không phải, 20 năm trước, thành phố Giang Tư cũng có một Giang gia, nhưng hơn 10 năm trước đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Chỉ có tên Giang Hải này còn sống. Nam Chiến nói, anh Lôi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đến thành phố Giang Tư xem. Anh ta đi chuyến này trừ khử Giang Hải. Một đao này chém xuống thì cả đời có thể nhàn hạ rồi. Lôi đại ca trầm ngâm, vẫn không lên tiếng. Quân sư Quạt Mo nói, vậy, việc này có cần phải thông báo với vị sau lưng của chúng ta không? Lôi đại ca từ chối đưa ra ý kiến. Nam Chiến nói, mấy năm nay vẫn có kẻ nhăm nhe vị trí của anh Lôi, nếu chúng ta không thể xử lý tốt việc này, vị kia sao có thể tiếp tục tín nhiệm chúng ta được chứ? Đừng nhìn Lôi đại ca hô mưa gọi gió ở thành phố Giang Thanh, ngoài Bàng đại ca ra thì có thể nói anh ta đứng hai thì không ai dám đứng nhất. Nhưng, anh ta vẫn phải trải qua những tranh đấu như bất kỳ ai. Hơn nữa, không có vị kia chống đỡ ở sau lưng, thì Lôi đại ca cũng chẳng có được như ngày hôm nay. Có thể nói, địa bàn của Lôi đại ca, cũng là giang sơn của vị kia. Nhưng bây giờ, vị kia đang gặp phiền phức. Châu bò đánh nhau, không phải ai cũng có thể nhúng tay vào được. Lôi đại ca chẳng qua cũng chỉ là người phát ngôn ở thành phố Giang Thanh của vị đó mà thôi. Nói khó nghe thì cũng chỉ là con chó thôi. Nếu không nghe lời, thì lúc nào cũng có thể bị thay thế. Nam Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, anh Lôi, tên Giang Hải này liệu có phải do vị kia phái tới để thay thế chúng ta không? Giang Hải tự nhiên xuất hiện, cứ như mọc từ hòn đá ra, nên điều này cũng rất có khả năng. Lôi đại ca tuổi đã cao, vị kia nếu muốn nuôi một con chó khác cũng rất bình thường. Giống như năm đó. Lôi đại ca cũng là đạp một kẻ khác xuống mới ngồi được vào vị trí này, nên cũng không có gì khó hiểu khi tình huống đó đang lặp lại. Nam Chiến xoay người, sát ý hiện lên, tôi sẽ giết tên đó. Lôi đại ca vội la lên, đừng nóng vội, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu thật sự là vị kia muốn Giang Hải thay thế Lôi đại ca, thì chắc chắn sẽ không phái một tên phế vật đến. Nếu Nam Chiến đi rất có thể sẽ mất mạng. Không có Nam Chiến, Lôi đại ca thật sự sẽ chết. Lôi đại ca nhìn về phía quân sư Quạt Mo, Tiểu Phương, cậu nói xem, phải làm sao bây giờ? Quân sư Quạt Mo nghĩ một lúc lâu mới nói, tên Giang Hải này, những việc anh ta làm thật sự khiến người khác không thể hiểu được. Thứ nhất, mấy cơ sở đèn mờ kiếm tiền tốt như vậy, mà anh ta lại dẹp hết. Thứ hai, mỗi năm tập đoàn Uyển Như đều bỏ ra một khoản tiền lớn để làm từ thiện. Mới đầu tôi còn nghĩ họ làm vậy là muốn mua chuộc lòng người, nhưng hiện tại thì xem ra không phải. Giang Hải chủ yếu dùng số tiền đó ủng hộ cho những người già neo đơn, không nơi nương tựa ở thành phố Giang Tư. Nếu làm như vậy là để che mắt mọi người, thì Giang Hải làm như vậy đúng là hơi quá rồi. Ở thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như đúng là Bồ Tát sống. Theo như tình báo mới nhất thì số tiền 100 tỷ lấy được từ tay Lão Hồ, Giang Hải đã dùng nó để tu sửa hai đường quốc lộ cũ. Người ta vẫn có câu người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng những lời này lại không thể dùng để nói về Giang Hải được. Giang Hải làm những việc đó, đối với anh ta có lợi gì chứ? Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lôi đại ca híp mắt, Nam Chiến, cậu đi thành phố Giang Tư một chuyến đi. Nam Chiến xoay người đi chuẩn bị. Lôi đại ca lại nói, thăm dò xem năng lực anh ta thế nào. Còn nữa, xem có cơ hội để làm hòa được không? Làm hòa. Bây giờ còn có thể sao? Nhưng Nam Chiến cũng không hỏi nhiều, anh ta đã hiểu. Bên ngoài thành phố Giang Thanh có một trang viên nhỏ, Bàng đại ca đang thưởng thức trà. Lớn tuổi rồi nên ngồi lâu cảm thấy mệt. Đứng dậy thong thả đi lại vài bước, ngắm nhìn sông núi nước non. Đúng là một người trẻ tuổi thú vị, nhiều năm qua tôi đã đánh giá cao Lôi địa ca kia quá rồi, đúng là ngu như bò. Đứng khoanh tay, mặt mang ý cười, nhưng ánh mắt ông ta lại lạnh như băng. Có lẽ không bao lâu nữa Lôi đại ca sẽ bị xóa sổ ở thành phố Giang Thanh. Đến lúc đó, tôi còn phải cảm ơn tên nhóc họ Giang kia ấy chứ. Lúc này, có người báo tin Lôi đại ca đã phái Nam Chiến tới thành phố Giang Tư. Bàng đại ca hơi sửng sốt, đi sang một bên bắt đầu trầm ngâm. Nghiệp gia nói, anh Bàng, chẳng lẽ Nam Chiến đi chịu chết không tốt sao? Bàng đại ca không đưa ra ý kiến, chỉ nói các cậu đấu với nhau nhiều năm như vậy. Cậu cho rằng lần này Nam Chiến tới thành phố Giang Tư sẽ có chuyện gì không? Nghiệp gia nói, tôi hoàn toàn không biết gì về Giang Hải cả.
mấy cái tin tào lao đó không thể tin được. Bàng đại ca lại nói, thắng thì đã sao, mà thua thì đã sao? Cậu ta có thể giết được Giang Hải sao? Còn nữa, bàng đại ca đứng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy, cậu nghĩ Giang Hải sẽ giết Nam Chiến sao? Có người đến thành phố Giang Tư gây sự, sẽ được chọn một mảnh đất phong thủy đẹp làm mồ chôn ở phía nam thành phố. Nhưng lại có ai thật sự phải chôn mình ở đó không? Nghiệp gia tập tức biến sắc, ánh mắt nghiêm túc lại, anh Bàng, anh đang muốn nói là. Bàng đại ca nói, đúng vậy, cậu cũng tới thành phố Giang Tư một chuyến đi. Nghiệp gia xoay người đi, anh ta chậm hơn Nam Chiến nửa nhịp, nên phải tăng tốc thôi. Bàng đại ca đoán được, Giang Hải sẽ không tùy ý giết người, mà Lôi đại ca phái Nam Chiến đi cũng không phải để giết người. Là một đại ca cai quản cả nửa thành phố Giang Thanh, thì thứ quan trọng nhất không chỉ có là mặt mũi, mà còn có cả lợi ích nữa. Liên tiếp hai lần bị thua, Lôi đại ca đã hiểu được, Giang Hải rất khó đối phó. Nếu phải cùng Giang Hải đánh nhau sứt đầu mẻ trán hai bên cùng thua thiệt, thì chẳng thà hợp tác còn hơn. Lôi đại ca và Bàng đại ca nhiều năm qua đều ở thế cân bằng, hiện lại có thêm Giang Hải nhảy vào nên thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Bàng đại ca chính là nghĩ như vậy. Cho nên, mới phái Nghiệp gia đi thành phố Giang Tư. Tập đoàn Uyển Như đàm phán xong hợp tác về kênh tiêu thụ hàng hóa, Huyền Bảo Khang nhìn Giang Hải, hỏi, Cố Tổng, ngoại trừ tiêu thụ, Huyền gia còn có hứng thú hợp tác với tập đoàn Uyển Như ở dự án khác nữa. Không biết Cố Tổng còn có dự án nào thích hợp nữa không? Đối với việc hợp tác sâu hơn, Cố Huyền Như vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận hơn. Cô cười nói, anh Huyền, chúng ta vẫn nên làm tốt hoạt động hợp tác lần này đã, tập đoàn Uyển Như sẽ nhanh chóng đưa loạt dự án thứ hai vào khai thác thôi. Những kỹ thuật mà Giang Hải đưa cho cô kia, sau khi sửa sang sắp xếp lại thì được chia thành 3 đợt. Nhóm dự án đầu tiên là những dự án trụ cột. Chúng thuộc loại dự án dân dụng cơ bản, nói cho cùng thì những sản phẩm ấy đều là những sản phẩm cấp thấp. Cũng chính vì vậy nên mới bị ảnh hưởng mạnh bởi sự hoạt động của các kênh tiêu thụ. Sau khi loạt dự án đầu tiên đi đúng quỹ đạo, tập đoàn Uyển Như mới tiến hành khai thác nhóm thứ hai. Những dự án này mới là lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn của tập đoàn. Đến khi đó, những dự án mà tập đoàn Uyển Như hợp quy ác cùng các trường đại học lớn sẽ chính thức được khởi động. Căn cứ nghiên cứu khoa học đang được xây dựng ở phía Tây cũng sẽ được đưa vào sử dụng. Huyền Bảo Khang cũng đã lường trước được Cố Uyển Như sẽ cự tuyệt, nên cũng không quá thất vọng. Ý của Cố Uyển Như anh ta cũng hiểu được, chỉ cần anh ta chân thành hợp tác, thì tập đoàn Uyển Như sẽ hoan nghênh. Nhưng đầu tiên anh ta phải cho tập đoàn Uyển Như thấy được thành ý đã. Huyền Bảo Khang tạm biệt rời đi, thì Cố Uyển Như mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng âm ức và áp lực trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng có thể xả hết ra được rồi. Giang Hải tiến lên, hai người rất tự nhiên tựa vào nhau. Khóe mắt Cố Uyển Như ướt át, tựa vào đầu vai Giang Hải, khịt khịt mũi. Giang Hải nói, giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải sao. Có kênh tiêu thụ của Huyền gia, thì tất cả mưu kế của Ung gia đều sụp đổ. Một lúc lâu sau đó, Giang Hải nâng cằm của Cố Uyển Như lên, bốn mắt họ nhìn nhau rất thâm tình. Hai người chậm rãi tiến lại gần nhau, cánh môi lành lạnh mềm mại chạm vào nhau. Giang Hải đang chuẩn bị vào sâu thăm dò, thì lại có chuyện tìm đến cửa. Chương 134, dậy em đi. Thành phố Giang Tư, trước cửa công ty. Giang Hải vừa bảo lái xe dừng lại thì lại nghe được một giọng nói bẽn lẽn và sợ sệt. Anh gì ơi, mua hoa đi. Một cô gái rất gầy tầm 17-18 tuổi. Đang mặc một chiếc áo hoa đã bạc màu do mặc quá lâu. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mỉm cười với Giang Hải. Bao nhiêu tiền? Giang Hải thuận miệng hỏi. 5 tệ 2 bông, thấy Giang Hải định mua, giọng nói của cô gái cũng trong trẻo hơn. Giang Hải cười, rẻ vậy sao, cửa hàng bên kia bán đắt hơn nhiều đó. Nếu anh thấy rẻ thì mua nhiều một chút đi. Cô gái này đúng là rất biết kinh doanh, đôi mắt sáng lên, dáng vẻ rất thông minh. Anh à, anh mua tặng ai vậy? Bạn gái hay vợ? Giang Hải lắc đầu, nhưng anh là du côn đấy. Cô gái thu lại nụ cười, nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Thông thường những người như Giang Hải sẽ không mua hoa, hơn nữa còn có rất nhiều người sẽ trêu chọc cô. Giang Hải gọi cô lại, cô bé, không đi học à? Sao lại bán hoa dạo vậy? Nhìn vẻ mặt bất cần của anh, cô gái trả lời, em đang kiếm tiền học đại học đó. Giang Hải bỗng sửng sốt, trong lòng cảm thán. Có những người trước kia chẳng học hành,
chẳng nghề ngỗng gì nhưng vẫn có thể đứng trên đỉnh của xã hội. Có những người dù rất cố gắng nhưng cũng chẳng được gì. Giang Hải lại nghĩ đến chính mình. Anh cũng từng phải đứng trên đường kiếm ăn từng bữa một. Hai. Giang Hải gọi cô gái lại, còn tất cả bao nhiêu bông, anh lấy hết. Thật sao, cô gái vừa mừng vừa lo, vội vàng đếm, còn 36 bông. 108. Giang Hải lấy ra hai tờ tiền lớn, đợi lấy tiền thối. Đây là mua bán, không phải bố thí. Mỗi một đồng tiền đều là do cô gái đó dựa vào sự cố gắng của chính mình mà kiếm được. Không ngờ là cô gái đó lại không có tiền lẻ, vẻ mặt ái ngại. Giang Hải đành phải nói, cô đưa lên lầu hộ tôi, tiền thừa coi như là tiền công. Đưa cho cô Uyển Như của tập đoàn Uyển Như. Cô gái kích động mặt đỏ bừng, xác định lại rồi vội vã lên lầu tìm người. Giang Hải ở dưới đi lòng vòng hai vòng đợi nhưng vẫn không thấy cô gái đó đi xuống, lúc này mới nghi ngờ đích thân lên lầu xem sao. Đi vào văn phòng của cô Uyển Như mới phát hiện, cô Uyển Như đang nói chuyện với cô gái kia rất vui vẻ. Cô gái kia tên là Tuệ Thái, lúc còn rất nhỏ cũng từng sống ở khu nhà ngang. Cô bé còn là hàng xóm tầng trên tầng dưới với cô Uyển Như nữa. Vài năm trước cha của Tuệ Thái bị tai nạn xe cộ, dù có bán đi tất cả của cải, nhà cửa cũng không thể cứu được mạng của cha cô, mẹ thì tái giá. Từ đó cô bé bắt đầu ở với bà nội, cũng từ đó không gặp cô Uyển Như nữa. Năm ngoái bà nội của Tuệ Thái cũng đã qua đời. Cô bé chỉ có thể kiên cường tự mình sống tiếp. Khóe miệng Giang Hải nở nụ cười, thế giới này có phải là quá tròn rồi không? Như vậy mà cũng gặp lại được nhau. Cố Uyển Như nói thầm với Giang Hải, em muốn giúp Tuệ Thái được đi học tiếp, anh có ý kiến gì không? Hiện Cố Uyển Như được mệnh danh là phú bà nắm giữ cả tập đoàn Uyển Như, chút tiền ấy đối với cô không đáng là bao. Nhưng Giang Hải lại không nói gì. Tình cảm là tình cảm, còn tiền bạc là tiền bạc. Giang Hải còn biết câu, nên cho cần câu chứ không cho con cá. Học đại học là học 4 năm. Vậy mà Cố Uyển Như cũng không do dự gì giúp cô bé, chỉ là chính mình cảm thán sự vô tình của năm tháng. Nhưng Giang Hải đứng là không thể ngờ được, cô bé Tuệ Thái kia sau này sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, trợ thủ đắc lực của Cố Uyển Như. Đấy là sau này, còn bây giờ thì tạm thời không nhắc tới. Hai người họ hàn huyên hơn nửa ngày, nghe cô bé còn phải sống trong phòng trọ đi thuê, Cố Uyển Như tí nữa thì đau lòng khóc. Từ đó có thể nhìn ra được tình cảm tốt đẹp của Cố Uyển Như và Tuệ Thái. Gọi điện về nhà dặn Cố Vân Lệ làm mấy món ăn rồi mời Tuệ Thái đến nhà ăn cơm. Cô bé có chút ngại, nhưng lại không kháng cự được sự kiên trì Cố Uyển Như. Giang Hải lái xe, hai cô gái ngồi ở ghế sau, nhớ lại những kỷ niệm cũ. Nói đến việc tế nhị, Cố Uyển Như liền liếc mắt nhìn Giang Hải, ôi cái con người này, dám không biết xấu hổ dựng thẳng lỗ tai lên nghe chuyện của hai chị em. Thấy cô nhìn thì đảo đảo mắt làm bộ lơ đãng nhìn trời đất, khiến cô phải ra dấu im lặng với Tuệ Thái. Chị Uyển Như, anh ấy là anh rể à chị? Tuệ Thái. Cố Uyển Như ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại lập tức bối rối lắc đầu, lại còn nói nhỏ như nói thầm để bổ sung, còn chưa phải. Nếu theo tiêu chuẩn của người trưởng thành thì vẫn chưa phải. Nhưng Tuệ Thái lại không hiểu. Vào hoàng kim giáp lân, con người của Tuệ Thái suýt nữa thì rơi ra ngoài. Kinh ngạc há to miệng, cằm cũng tí nữa thì rớt xuống đất. Chị Uyển Như, giờ chị đang sống ở đây sao? Gương mặt đang cười của Tuệ Thái cứng lại, trở nên khúm núm. Cố Uyển Như ừ một tiếng, về sau nếu muốn tìm chị em có thể đến công ty, hoặc đến nhà đều được. Tuệ Thái ngoan ngoãn gật gật đầu. Mở cửa ra, Cố Uyển Như chào Cố Vân Lệ một tiếng, rồi nói với Tuệ Thái, vào nhà đi. Cố Vân Lệ từ trong phòng bếp đi ra. Đánh giá Tuệ Thái từ đầu đến chân, ôi, Tuệ Thái, chớp mắt mới vài năm không gặp mà cháu đã lớn như vậy rồi. Kia Tuệ Thái chào hỏi một tiếng, chân tay hơi luống cuống. Biệt thự của Cố Uyển Như rất xa hoa, thật sự đã vượt qua sự tưởng tượng của cô. Cháu đó, mấy năm rồi cũng không đến thăm bác, Cố Vân Lệ đưa cho Tuệ Thái một lon nước ngọt. Đã thi cử chưa, cháu từ nhỏ đã học rất giỏi, nhất định là đỗ rồi đúng không? Hàn huyên vài câu. Cố Vân Lệ vỗ đùi, thôi chết, mẹ đang nấu cơm trên bếp. Tuệ Thái, cháu ngồi nói chuyện với Uyển Như trước nhé. Cháu nhớ nhất là những món mà bác gái làm, sau này còn thường xuyên nằm mơ được ăn đồ bác nấu nữa. Kia Tuệ Thái cười, không khí vui tươi, cũng làm cho cô thả lỏng rất nhiều. Cố Vân Lệ cười, chỉ giỏi nịnh, bác vẫn nhớ mấy món cháu thích ăn đấy, đợi một chút nha. Giang Hải lặng lặng nhìn,
Hiểu Ý cười, lúc phụ nữ nói chuyện, đàn ông tốt nhất là đừng xen vào, như vậy mới là lựa chọn sáng suốt. Anh ngồi vào một bên, tự xem tivi. Kiểu mối quan hệ tình làng nghĩa xóm như thế này rất tốt, khiến cho Giang Hải rất hâm mộ. Nói được một lúc thì Lôi Nhân Hào cũng về, bỏ cặp xuống nhìn thấy Tuệ Thái thì rất ngạc nhiên. Cháu là, Tuệ Thái. Tuệ Thái cũng rất bất ngờ, miệng há to, trong ấn tượng của cô, Lôi Nhân Hào phải ngồi xe lăn mới đúng. Bác trai, bác, chân của bác. Lôi Nhân Hào cười, vỗ vỗ chân của mình, đã khỏi từ lâu rồi, là anh rể của cháu tìm bác sĩ cho bác đó. Tuệ Thái nhìn sang Giang Hải, lập tức lại nhìn Uyển Như bằng ánh mắt hiếu kỳ, rốt cuộc là như thế nào đây, kết hôn rồi hay vẫn chưa kết hôn? Cố Vân Lệ làm một bàn toàn đồ ăn ngon để chào đón Tuệ Thái, ăn uống linh đình, mọi người còn hô hào uống một chút rượu. Uống chút rượu nên mặt Lôi Nhân Hào đỏ lên, ông lắc đầu cảm thán cảnh còn người mất. Nhà Tuệ Thái trước đây hạnh phúc như vậy mà giờ thì... Cố Vân Lệ trừng mắt liếc Lôi Nhân Hào, dưới bàn âm thầm đưa tay véo ông một cái. Tự nhiên lại nói về chuyện buồn nhà người ta. Cố Uyển Như nói, cha mẹ, trước mắt Tuệ Thái sẽ vào đại học, con muốn chu cấp toàn bộ học phí cho em ấy. Nên như vậy, nên như vậy. Lôi Nhân Hào liên tục gật đầu, lúc trước, cha của Tuệ Thái cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tuệ Thái hơi ngượng ngùng, cảm động đến mức đôi mắt đều đỏ cả lên. Nhưng cô không cự tuyệt, cô biết, đây là thứ cô cần nhất vào lúc này. Cố Uyển Như nói, chị còn chưa hỏi em muốn học chuyên ngành gì? Tuệ Thái hỏi, chị, trước đây chị học chuyên ngành gì? Em muốn đến tập đoàn Uyển Như làm việc. Được, vậy em, cô nói rồi đưa tay gõ gõ cằm suy nghĩ một lúc, mới nói, hay là em cứ học thương mại điện tử, chị cảm thấy ngành đó sau này rất có tương lai. Với tình hình trước mắt, tập đoàn Uyển Như không chỉ cần thành lập các kênh bán hàng truyền thống mà còn cần thành lập các kênh bán hàng trực tuyến nữa. Nhưng Cố Uyển Như biết trong tay hiện giờ không có nhiều nhân tài chuyên nghiệp như vậy. Ăn cơm xong, Cố Uyển Như lôi kéo Tuệ Thái nói chuyện phiếm, không có ý gì là muốn tiễn khách cả. Giang Hải không còn bình tĩnh được nữa, đây là tình huống gì chứ? Biệt thự này tuy diện tích rất lớn, nhưng lại chỉ có mỗi hai phòng ngủ. Tuệ Thái mà ngủ lại ở đây thì chẳng phải Giang Hải sẽ bị đuổi ra đường sao? Không lâu sau đó, điều mà Giang Hải lo lắng đã thành sự thật. Cố Uyển Như thu dọn chăn gối của Giang Hải, cười nói, Giang Hải, tối hôm nay anh chịu khó một tí, ngủ sofa nhé. Dựa vào cái gì, Giang Hải không tình nguyện. Cố Uyển Như lè lưỡi, nhét chăn gối vào lòng Giang Hải nhỏ tiếng nói, chỉ một đêm thôi, ngoan, nghe lời đi. Trên mặt Giang Hải rất là không cam chịu, khóe mắt gian xảo, vợ à, anh ngủ sofa cũng được nhưng em phải thưởng cho anh. Thưởng cái gì, Cố Uyển Như nghe không hiểu. Giang Hải mở miệng nói, chính là như vậy. Mặt của Cố Uyển Như phiếm hồng, con mắt đảo quanh, kiên quyết không đồng ý. Giang Hải lầm bầm nói, em không đồng ý, thì anh phải được ngủ trên giường. Được được được, Cố Uyển Như kéo Giang Hải qua, đặt đôi môi đỏ mọng lên mặt Giang Hải thơm chụt một cái, được chưa, đúng là lưu manh mà. Giang Hải sao có thể bỏ qua như vậy được, khó khăn lắm mới có lý do bắt Cố Uyển Như chủ động một lần. Một tay vòng qua eo nhỏ của Cố Uyển Như, cả người áp cô dựa vào tường. Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm nhẹ. Cố Uyển Như vô cùng xấu hổ, không dám làm ầm lên, anh làm cái gì vậy, buông em ra. Giang Hải cười xấu xa, anh muốn một nụ hôn đúng tiêu chuẩn pháp cơ. Tiêu chuẩn gì, ánh mắt Cố Uyển Như u ám như muốn giết chết Giang Hải đang đè lên người mình. Đây, chính là dồn tường trong thuyết, dồn vách tường. Giang Hải cười gian, bảo bối. Để anh dạy em nhé. Dần dần hai cái đầu không biết xấu hổ của hai người chạm vào nhau. Cả người Cố Uyển Như cứng ngắc, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Không thở được nên Cố Uyển Như có chút khó chịu. Đến khi sắp không thở nổi thì trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, lúc này Giang Hải mới buông ra, nói thầm vào tai Cố Uyển Như, vợ yêu, em học rất nhanh. Cố Uyển Như vô cùng xấu hổ, che miệng, vội vàng chạy trối chết. Lại đụng phải Cố Vân Lệ, suýt nữa thì ngã lăn đùng ra. Cố Vân Lệ cảm thấy kỳ quái, Uyển Như, con vội vội vàng vàng đi làm gì vậy? Đến khi bà nhìn thấy Giang Hải thì lập tức hiểu ra. Cố Vân Lệ định nhắc nhở Giang Hải lau miệng đang dính son môi, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt xuống, có một số câu mẹ vợ không tiện nói ra. Đêm dài yên tĩnh, nhưng ở trong phòng, Cố Uyển Như và Tuệ Thái vẫn đang thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau.
Chị với anh rể ngủ cái giường to thế này cơ à? Cố Huyền Như ừ nhẹ một tiếng. Chị với anh rể kết hôn bao lâu rồi? Chưa lâu. Cố Huyền Như tùy tiện ứng phó, không hề để tâm lắm. Trước đây Giang Hải ngủ bên cạnh sẽ khiến cô vô cùng căng thẳng, vậy mà hiện tại, Cố Huyền Như lại cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Nghĩ đến nụ hôn trước khi ngủ kia, gương mặt của Cố Huyền Như lại đỏ bừng cả lên. Giang Hải đáng ghét, đồ háo sắc. Nhưng khi Cố Huyền Như nghĩ đến câu nói kia của Giang Hải, bảo bối, anh dạy em. Anh dạy em, không lẽ anh ấy rất giỏi mấy chuyện này sao? Nhớ đến thì hình như, Giang Hải thật sự rất thông thạo, nếu không, anh làm sao biết tiêu chuẩn của nụ hôn dài là gì chứ? Cố Huyền Như hung hăng siết chặt ga giường, cắn môi. Ngày mai, nhất định phải tra khảo rõ ràng, nụ hôn dài tiêu chuẩn đó, rốt cuộc là ai dạy anh? Trên sofa, Giang Hải vẫn còn chưa biết nguy hiểm sắp rơi xuống đầu. Anh chẹp chẹp đôi môi vẫn còn vương lại dư vị ngọt ngào. Hít một hơi vẫn còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào ấy. Thơm, thật sự rất thơm. Chương 135, ngâm suối nước nóng. Trong phòng, hai cô gái nằm mặt đối mặt, xa cách lâu ngày mới có thể gặp lại khiến cả hai đều không ngủ được. Nguyên nhân chính khiến Cố Huyền Như không ngủ được, chính là không quen với việc người ngủ bên cạnh không phải là Giang Hải, nên trong lòng có chút trống vắng. Tuệ Thái nhỏ giọng hỏi, chị với anh rể quên nhau như thế nào vậy? Là anh ấy theo đuổi chị hay chị theo đuổi anh ấy? Đôi mắt xinh đẹp của Cố Huyền Như lóe lên, không biết trả lời như thế nào. Không lẽ lại kể ra hôn nhân của cô với anh là bị sắp xếp? Giang Hải là chàng rể được đưa tới cửa. Nếu như đèn mà chưa tắt, thì chắc chắn Tuệ Thái sẽ phát hiện mặt Cố Huyền Như đỏ lên như quả cà chua. Cố Huyền Như không trả lời, Tuệ Thái cũng không cố chấp, lại hỏi, anh chị định bao giờ có em bé? Cố Huyền Như thật đúng là không biết trả lời như thế nào, Tuệ Thái chỉ mới có từng ý tuổi, vừa thi vào đại học xong, trong cái đầu nhỏ ấy sao lại có những ý nghĩ đó rồi? Em, con bé chết tiệt này, bé tí bé teo mà đã hỏi đến vấn đề này. Mặt Cố Huyền Như càng nóng hơn, lớn giọng oán trách. Em cũng lớn rồi mà, rất nhiều bạn học đều có bạn trai rồi. Em còn có rất nhiều người theo đuổi đó. Cố Huyền Như bĩu môi, không tập trung học hành, cả ngày chỉ nghĩ linh tinh. Tuệ Thái không cho là đúng, cầm lấy tay của Cố Huyền Như đặt lên ngực của mình. Bạn cùng lớp vẫn luôn hâm mộ em phát triển tốt đó. Cố Huyền Như hoảng sợ, thế mà. Cô rất ngạc nhiên, Tuệ Thái năm nay chỉ mới có từng ý tuổi thôi, mà vòng một đã lớn như vậy. Tâm hồn nhỏ bé của Cố Huyền Như như bị giáng xuống một quả tạ, cô bé gầy trơ xương năm đó đã lớn như vậy rồi. Bỗng nhiên có chút hâm mộ vội rút tay lại, xoa xoa của mình, có chút lo lắng. Tự hỏi liệu có phải mình bị thiếu chất hay không? Từ nay cô phải ăn nhiều thực phẩm giúp tăng vòng một mới được. Có một lần, cô và Lan Kiều đi mua nội y với nhau, lúc ấy Cố Huyền Như đã bị sỉ nhục rồi. Lúc này, vòng một của Tuệ Thái còn to hơn cả của cô nữa. Đúng là không nhịn nổi mà, cô nhất định phải dậy thì lần thứ hai mới được. Bây giờ tâm hồn của cô đã không còn ở trong phòng ngủ, mà đã bay ra ngoài sofa với Giang Hải rồi. Không biết vì sao, trong đầu Cố Huyền Như đột nhiên nảy ra một câu hỏi. Giang Hải có thích ngực to không? Sau khi trò chuyện một lúc lâu, những câu hỏi của Tuệ Thái vẫn liên quan đến Giang Hải. Cố Huyền Như lại có chút lo lắng, cô này không phải là đang muốn làm hồ ly tinh chứ? Tuệ Thái kể ra nhất nhiều chuyện nam theo đuổi nữ, nữ theo đuổi nam, lại còn hỏi Cố Huyền Như và Giang Hải đã trải qua những chuyện gì rồi. Nói đến đây tâm sự của Cố Huyền Như lại càng hỗn độn. Cố Huyền Như có thể không cần bận tâm đến Tuệ Thái, nhưng những người con gái khác thì sao? Ví dụ như mấy cô gái ở công ty, chắc chắn cũng sẽ nhắm tới Giang Hải. Không được, những tai họa như vậy không thể để nó tiếp tục được, phải tìm cơ hội xóa tan nó mới được. Trong lòng cô lại âm thầm ảo não, hóa ra cô cũng không tự tin với chính mình như vậy. Cô nghĩ đến Lan Kiều, cây ấy xinh đẹp hơn mình, dáng người cũng đẹp hơn mình. Dường như chỗ nào cũng hơn mình. Tuệ Thái cười nói, chị, lần đầu tiên của chị với anh rể, chị có đau không? Sao lại đau, trong lòng Cố Huyền Như đang nghĩ linh tinh, còn chưa phản ứng được Tuệ Thái đang nhắc đến chuyện gì. Không đau sao, Tuệ Thái nghi ngờ, trong sách nói là sẽ đau mà. Đến lúc cô nghĩ ra Tuệ Thái hỏi chuyện gì thì mặt cô đã đỏ gay rồi. Bọn trẻ bây giờ đúng là lớn quá nhanh. Còn hiểu biết hơn cả Cố Huyền Như nữa.
Cô với Giang Hải bước xa nhất mới chỉ có ôm nhau ngủ thôi, Cố Uyển Như thề với trời, lần đó chỉ là do cô ngủ quá say, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hai người còn có một lần dồn tường, lần đó có thể tính là thân mật nhật của hai người. Tuệ Thái còn cho ý kiến về một vài kiểu hôn nữa. Cô bé cho trước khi kết hôn nên sống thử với nhau, xem cả hai có thể chịu được thói quen của nhau không, có thích hợp sống với nhau cả đời không. Hơn nữa còn phải kiểm tra xem chuyện kia có phù hợp với nhau hay không. Có một số người đàn ông ra rất nhanh. Phụ nữ nếu cứ khăng khăng cưới vì tình yêu thì rất có thể hạnh phúc cả đời sẽ bị ảnh hưởng. Cố Uyển Như cảm thấy quá thô tục rồi, không muốn nghe nữa, định bảo Tuệ Thái dừng lại. Con gái nhà lành sao lại suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đó chứ, nên tập trung học tập thì hơn. Nhưng trong lòng Cố Uyển Như lại bắt đầu nghĩ. Đến giờ Giang Hải vẫn chưa động đến cô, liệu anh có? Ôi, nếu Giang Hải thực sự không được, thì cô phải làm thế nào bây giờ? Nếu để Giang Hải biết cô đang nghĩ gì, anh nhất định sẽ cho cô biết như thế nào là được hay không được, đến khi nào cô giải thích rõ ràng thì mới bỏ qua cho cô. Khiến Cố Uyển Như hiểu được khoái cảm bị chinh phục là như thế nào. Ngày hôm sau, Tuệ Thái lại đến công ty cùng Cố Uyển Như, chơi ở văn phòng cả ngày. Cố Uyển Như thương lượng với Giang Hải, hay mình để Tuệ Thái ở lại một đêm nữa. Giang Hải bày ra vẻ mặt đau khổ, vợ ơi, sofa quá mềm, xương sống thắt lưng của anh đau quá, hơn nữa ở ngoài đó còn rất lạnh, hôm nay anh còn bị hắt xì nữa. Nếu ngủ tiếp thì anh sợ anh không chịu nổi mất. Giang Hải còn kèm theo một cái hắt xì rất đúng lúc. Mũi khụt khịt, vợ ơi, nếu em muốn giúp cô bé, thì để cô bé chuyển tới ký túc xá của nhân viên đi, điều kiện của chỗ đó cũng rất tốt mà. Tập đoàn Uyển Như luôn cho nhân viên rất nhiều phúc lợi như ăn, mặc, ở, đi lại. Đối với ký túc xá, chỉ cần là nhân viên chính thức, thì đều được cấp cho một căn phòng đơn, thậm chí nhiều người còn đưa cả gia đình của mình tới ở. Cuối cùng, Cố Uyển Như cũng từ bỏ suy nghĩ để Tuệ Thái ngủ lại. Lúc này Giang Hải mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Cố Uyển Như đã quyết định để Tuệ Thái đến công ty làm việc vào ngày nghỉ, đối với quyết định này của cô thì Giang Hải không có ý kiến gì. Giang Hải từ trước tới giờ rất ít bạn bè, nên anh cũng rất vui khi thấy Cố Uyển Như có bạn bè. Nhưng sau đó mặt Cố Uyển Như lập tức nghiêm lại. Cô véo vào mạng sườn Giang Hải, anh nhanh giải thích rõ ràng cho em biết. Giải thích cái gì? Giang Hải mơ hồ hỏi. Cái đó, Cố Uyển Như có chút khó nói, chính là, cách tiêu chuẩn, cái kia. Nụ hôn dài tiêu chuẩn ý hả? Giang Hải cười, vợ ơi, em muốn ôn tập một chút hả? Ôn tập cái đầu anh ý. Cố Uyển Như hừ lạnh, trong lòng căm giận, không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để trách mắng Giang Hải. Nói anh rất thuần thục, hai người chỉ mới ở chung với nhau chưa bao lâu, chẳng lẽ trước đó Giang Hải không thể có bạn gái sao? Nhưng trong lòng Cố Uyển Như vẫn rất khó chịu. Giang Hải có thể đoán được vì sao Cố Uyển Như lại xấu hổ, nhìn gương mặt đỏ mọng của cô mà cười. Giang Hải nói, vợ ơi, anh còn muốn đi ngâm suối nước nóng. Giang Hải thật sự không có ý nghĩ gì với suối nước nóng cả. Chỉ là muốn cùng Cố Uyển Như ngâm mình thôi. Cố Uyển Như hít sâu một hơi, được rồi, đúng lúc gần đây em cũng cảm thấy mệt mỏi. Giang Hải chủ động massage bả vai cho Cố Uyển Như, như một chú chó nhỏ nịnh nọt chủ nhân. Cố Uyển Như bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Anh đã thay quần áo để xuống nước ngâm mình rồi, lúc Cố Uyển Như mặc bộ đồ tắm nhỏ nhắn xấu hổ xuất hiện, Giang Hải suýt nữa thì phụt cả máu mũi. Bộ áo tắm này là do Giang Hải phải bàn bạc với nhân viên tư vấn ở trung tâm thương mại mãi mới mua được. Anh chỉ có một yêu cầu, mỏng, nhẹ. Vóc dáng xinh đẹp của Cố Uyển Như được bộ quần áo tôn lên rất hoàn mỹ. Tuy rằng đã nhìn qua rất nhiều lần, hai người cũng đã ngủ chung với nhau, nhưng Giang Hải vẫn không nhịn được. Cơ thể tự nhiên có phản ứng, nó ngóc đầu dậy. Cố Uyển Như không ngờ bộ bikini này lại kiệm vải như vậy. Thấy Giang Hải bày ra bộ mặt ngây ngây dại dại, thì nghĩ là trò quỷ của anh. Cô hừ một tiếng, hai má ửng đỏ. Nhưng, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Giang Hải không chê cô ngực phẳng sao. Anh tiến lên còn chủ động giúp Cố Uyển Như thả lỏng bả vai. Cố Uyển Như ngượng ngùng né tránh. Giang Hải lại túm được cái chân trắng bóc của cô, vợ ơi, chân của em đẹp quá. Đáng ghét, Cố Uyển Như ngượng ngùng. Vốn định rút chân về. Nhưng tay nghề của Giang Hải lại tốt đến mức khiến cô thấy thoải mái hừ ra tiếng, tay nghề massage của anh có khi còn điêu luyện hơn cả nhân viên chuyên massage nữa.
nhìn thấy tay Giang Hải càng ngày càng hướng lên trên. Cố Uyển Như vội đẩy Giang Hải ra, được rồi, tí nữa để nhân viên làm cho em là được. Bọn họ biết cái gì chứ? Giang Hải lại túm lấy một chân của Cố Uyển Như. Vợ ơi, trên người có rất nhiều sao 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 sao. Anh thường xuyên bấm huyệt cho em có thể khỏe mạnh hơn đấy. Ừ, Cố Uyển Như không dám nhìn thẳng vào Giang Hải, cúi đầu nhắm mắt, hai lỗ tai đều ửng đỏ, cũng không biết là do nóng hay là xấu hổ. Vợ ơi, đây là huyệt thái âm tỳ. Ừm. Vợ ơi, đây là huyệt quyết âm màng tim. Ừm. Tay của anh chậm rãi lần về phía sau lưng, thuận thế trượt xuống. Giang Hải cảm thấy chính mình da mặt cũng thật dày, những huyệt đạo này tuy anh đã thuộc nằm lòng nhưng không nhất định phải nói ra. Vợ ơi, ở đằng sau lưng là huyệt đốc mạch. Ở phía trước, hì hì, là huyệt nhâm mạch. Giang Hải thật sự không nhịn được nữa, ánh mắt không tự chủ được nhìn từ cằm tới chỗ đó của cô, chỗ núi non chập trùng này đúng là khiến anh chảy hết cả nước miếng mà. Đây là đùa giỡn lưu manh một cách quang minh chính đại mà. Cố Uyển Như sao có thể không biết, cả người căng thẳng, nhưng vẫn để Giang Hải làm sằng làm bậy. Trong lòng nghĩ đến những lời Tuệ Thái nói đêm hôm trước. Giang Hải có thật sự khỏe mạnh không? Có, anh nhất định có. Nhưng, vì sao? Vì sao hai người vẫn chưa làm cái kia? Lúc Giang Hải đang lần lượt giảng giải các sao 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 sao, Cố Uyển Như lại lấy cớ để cho nhân viên làm để né tránh anh. Nhìn Cố Uyển Như xinh đẹp rời đi, sắc mặt Giang Hải nhất thời trầm xuống. Đây đúng là muốn giết anh mà, chẳng lẽ lại bắt anh trơ mắt chỉ nhìn vợ mình ngâm nước thôi à? Tên nào mà dám quấy rầy lúc này đúng là muốn chết mà. Lần trước, vẫn là khu suối nước nóng này. Giang Hải kiên quyết giải quyết kẻ không biết sống chết đó. Lần này mà đám nhân viên này còn không chịu thông minh lên một tí, thì không tới nữa. Anh chậm rãi mặc quần áo, nhân lúc Cố Uyển Như đang mát xa Giang Hải đi ra ngoài giải quyết phiền phức. Một ngày trước Nam Chiến đã đến thành phố Giang Tư, nhưng anh ta vẫn không có động tĩnh gì. Âm thần quan sát Giang Hải một ngày, lúc này cuối cùng nhịn không nổi phải xuất hiện. Nhưng tất cả những chuyện này, Giang Hải đều biết hết, chẳng qua là anh lười quan tâm thôi. Ông ta đến thành phố Giang Tư chơi thì Giang Hải hoan nghênh. Nhưng, nếu để làm loạn thì anh nhất định sẽ không để yên. Cúc áo chưa cài nhưng Giang Hải đã cứ để vậy mà đi ra. Sắc mặt anh âm trầm đáng sợ. Nhưng cái làm Giang Hải ngạc nhiên chính là bên ngoài không chỉ có một người, mà là hai người. Hơn nữa, hai người này dường như đang muốn đánh nhau. Nghiệp gia đã đấu nhau với Nam Chiến trong tối ngoài sáng mấy chục năm rồi. Nam Chiến tới thành phố Giang Tư trước, muốn thăm dò Giang Hải trước. Nên Nghiệp gia đã trốn trong bóng tối âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Nam Chiến. Giang Hải khoanh tay trước ngực, nhìn hai người trước mắt. Để tôi giải quyết hai người luôn hay là chờ hai người đánh xong? Mặt Nam Chiến đen như đáy nồi, sự xuất hiện của Nghiệp gia mặc dù đã nằm trong dự tính của anh ta. Nhưng đến khi Nghiệp gia xuất hiện ở phía sau, Nam Chiến vẫn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Chương 136, ăn cơm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm cho người ta dễ chịu. Giang Hải xoay xoay bao thuốc lá trong tay, nhìn như không hề quan tâm đến hai người trước mặt. Trông Giang Hải như một người lôi thôi lếch thếch, co một chân lên gãi gãi cái chân đang đứng thẳng, không hề phòng bị. Sự xuất hiện của Giang Hải khiến cho cả Nam Chiến và Nghiệp gia đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt của bọn họ tràn ngập cảnh giác. Ở tỉnh Hải Đông, võ giả được xếp vào hàng thượng đẳng cũng không có bao nhiêu người, mà Nam Chiến cùng Nghiệp gia tuy không dám tự xưng hùng một phương nhưng ít nhất bọn họ cũng được xem là người có danh tiếng trong thế giới ngầm ở đây. Trong khu vực của thành phố Giang Thanh, hai người bọn họ tuyệt đối thuộc loại giết người như ngoé. Những cuộc tranh đấu trong thế giới ngầm đều dùng đao thật súng thật. Nếu một võ giả bình thường vừa nhìn thấy hai người bọn họ e là sẽ sợ tới mức cả người run rẩy. Mười mấy năm trước, thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh cũng giống như ở thành phố Giang Tư của lúc trước, các phe phái mọc lên như nấm sau mưa. Sau đó Lôi đại ca và Bàng đại ca một trước một sau xuất hiện như sấm rền gió cuốn, ra tay thu phục các thế lực ngầm. Mà Nam Chiến và Nghiệp gia đã trở thành kẻ đầu sỏ cho trận chiến nhuốm máu của thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh. Nếu chỉ có một người trong hai bọn họ sợ là khó có thể đánh giết cả thành phố Giang Thanh, thậm chí nửa tỉnh Hải Đông đến không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng hai sát thần này lại đồng thời xuất hiện. Lúc đó, nửa tỉnh Hải Đông đều có thể ngửi được mùi máu tươi.
nhưng hai vị sát thần như vậy lại cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Giang Hải. Dáng vẻ biếng nhác, cả người đều lộ ra sơ hở. Nhưng bọn họ không dám động đậy, giống như chỉ cần một động tác nhỏ sẽ lập tức bỏ mạng ở đây. Loại trực giác này được hình thành từ vô số lần bọn họ đứng trên bờ vực sống chết. Giang Hải, rất nguy hiểm. Không, phải nói là khủng bố mới đúng. Cho dù cả hai người bọn họ đồng thời ra tay cũng không chắc sẽ nắm được phần thắng. Hoặc có thể nói bọn họ còn không xứng để Giang Hải phải sử dụng đến chiêu thứ hai. Từ khi nào ở tỉnh Hải Đông lại xuất hiện một cao thủ đáng gờm đến vậy? Sự xuất hiện của Giang Hải có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của cả tỉnh Hải Đông, và thứ bị thu phục e rằng không đơn giản chỉ là thế giới ngầm. Rốt cuộc có muốn đánh hay không đây? Giang Hải vẫy vẫy tay áo, mấy con muỗi chết tiệt này thật đáng ghét. Đứng ngốc ở đó làm gì? Giang Hải không kiên nhẫn nói, đang chờ tôi mời các anh ăn cơm à? Cơm của thành phố Giang Tư tôi ăn không quen, không hợp khẩu vị. Nghiệp Gia lên tiếng trước. Ồ, Giang Hải nhếch miệng cười, vậy anh còn đến thành phố Giang Tư làm gì? Nói xong anh nhìn về phía Nam Chiến, cơm của thành phố Giang Tư thật sự rất ngon, không biết ông anh đây có hứng thú nếm thử không? Tôi mời. Có Giang Hải ở đây còn ai nuốt trôi bữa cơm của thành phố Giang Tư này nữa? Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống trán của Nam Chiến, lại bị gió đêm thổi vào, anh ta đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Lôi đại ca lại đối đầu với một cao thủ như vậy, có phải bọn họ chê sống quá lâu rồi không? Nam Chiến còn tuyên bố muốn xử đẹp Giang Hải. Thật sự là trò đùa của thế kỷ. Nam Chiến đang cảm thấy may mắn vì lúc vừa tới thành phố Giang Tư anh ta không ra tay ngay lập tức mà lựa chọn quan sát một ngày. Nếu như anh ta lựa chọn xử Tần Hiên trước, hoặc là làm ra những chuyện ngu xuẩn, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của thành phố Giang Tư, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh ta được sống. Anh Giang, tôi đến đây theo chỉ thị của anh Lôi. Nam Chiến chắp tay chào anh theo nghi lễ của võ giả. Theo chỉ thị đến đây để lấy đầu của tôi à? Giang Hải trêu chọc. Không, Nam Chiến nói, anh Lôi muốn mời anh Giang sang thành phố Giang Thanh chơi. Giang Hải cười nhạo, mời tôi ăn cơm à? Tôi cũng không thiếu một bữa cơm này. Nam Chiến sửng sốt, lời này có vẻ rất bình thường nhưng lại làm cho người ta không biết nên trả lời thế nào. Nếu Giang Hải đến ăn một bữa cơm sau đó nói cơm của thành phố Giang Thanh rất ngon, chẳng lẽ anh Lôi sẽ giữ anh lại luôn sao? Huống chi thứ mà Giang Hải nói cũng không phải là đồ ăn thật, mà là lợi ích. Ở thành phố Giang Thanh, nếu Giang Hải nói đồ ăn ngon quá, chẳng lẽ còn muốn anh Lôi phải chắp tay dâng địa bản của mình ở thành phố Giang Thanh cho Giang Hải? Giang Hải thật sự có ý này. Không ngờ Nam Chiến có thể nghe ra được. Nghiệp Gia đứng một bên cũng thấy không quá thích hợp. Anh ta cảm thấy nụ cười của Giang Hải có chút kỳ lạ. Giang Hải nói, cho dù có uống mấy loại rượu ngon quý giá, thì cũng đâu phải ở thành phố Giang Tư không có. Lỡ như tôi thấy đồ ăn ở thành phố Giang Thanh quá ngon, mà ở thành phố Giang Tư lại không có đầu bếp nào nấu ra được thì phải làm sao đây? Tôi nghĩ hẳn là anh Lôi sẽ không để ý việc trên mâm của mình thiếu đi mấy miếng thịt đâu, đúng không? Ánh mắt của Giang Hải chậm rãi dừng trên mặt của Đường Tuấn. Anh mân mê môi, trong mắt hiện lên vẻ mặt nghiền ngẫm. Còn anh Bàng rộng lòng bao dung, hẳn cũng sẽ không tính toán với một đứa trẻ không hiểu chuyện như tôi đâu nhỉ. Hai vị nói xem, tôi nói có đúng không? Sắc mặt của Nam Chiến và Nghiệp Gia đột nhiên thay đổi. Giang Hải nói những lời này quả thực giống như đang tuyên chiến. Quá kiêu ngạo, thật sự là coi trời bằng vung. Không ngờ Giang Hải thật sự có ý nhắm tới thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh. Nếu là một ai khác nói ra những lời ngang ngược tự cao như vậy, thì lúc này chắc hẳn đã trở thành một cái xác rồi. Nhưng hai người Nam Chiến vẫn không dám có bất kỳ hành động bừa bãi nào. Bọn họ biết với thực lực của Giang Hải, nếu anh muốn nắm lấy cả thành phố Giang Thanh không phải việc gì quá khó. Và ngay lúc này, nếu như anh muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Giang Hải châm một điếu thuốc, tẻ nhạt hút một hơi. Hai vị, vậy bữa cơm này có mời nữa hay không? Lúc trước còn nói muốn chiêu đãi tôi cơ mà. Nụ cười trên mặt Giang Hải nhạt dần rồi biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Nghiệp Gia cười cười, anh Giang, chỉ cần anh đến thành phố Giang Thanh, anh Bàng sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn nhất đợi anh. Giang Hải mỉm cười, gật đầu, được, tôi nhất định sẽ đến. Nói xong, Nghiệp Gia hơi hơi khom người, xoay người đi ngay, không hề dài dòng thêm câu nào. Sau đó Giang Hải nhìn về phía Nam Chiến. Ánh mắt của anh giống như đang nói,
đã đến lượt anh tỏ thái độ rồi. Theo tình hình thực tế Bàng đại ca không tính trở mặt với Giang Hải. Ông ta hoàn toàn có thể giải thích tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Còn Lôi đại ca lại không giống vậy, bọn họ đã nhiều lần đối nghịch với Giang Hải, thậm chí kêu gọi toàn bộ ngầm thế lực ở thành phố Giang Thanh hợp sức chia cắt địa bàn của thành phố Giang Tư. Bàng đại ca mời Giang Hải ăn cơm có thể chỉ thật sự ăn một bữa cơm, mà Lôi đại ca mời cơm thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Thứ mà Giang Hải muốn là thế lực của Lôi đại ca. Nam Chiến nói, nếu anh Giang muốn nếm thử các món ăn ở thành phố Giang Thanh, tất nhiên anh Lôi sẽ đợi anh ghé thăm. Giang Hải nói, những lời này của anh thật giống như đang nói, tôi không nên dày mặt đến đó ăn một bữa vậy. Vừa rồi không phải anh mời tôi à? Tôi chấp nhận đi rồi anh lại nói đột nhiên anh không muốn mời nữa. Đang chơi tôi à? Giang Hải vứt điếu thuốc cháy dở trong tay xuống đất, nhấc chân dẫm lên tàn thuốc. Giết anh sẽ làm bẩn tay tôi. Giang Hải lạnh nhạt nói với anh Lôi của các anh, rửa sạch cổ, chờ. Trong vòng 2 ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Giang Thanh nếm thử bữa cơm của anh Lôi xem mùi vị thế nào. Nam Chiến không dám đáp lại câu nào, chỉ vội vàng rời đi. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Cúi đầu đập một phát, chỉ mới nói vài câu mà Giang Hải đã bị hai con muỗi cắn rồi. Nhìn hai con muỗi chết queo trong lòng bàn tay Giang Hải có chút đau lòng cho máu của mình. Ông đây là cao thủ. Ngay cả Nam Chiến và Nghiệp Gia cũng không dám có chút bất kính nào với ông, còn con muỗi như mày lại dám làm ông vừa ngứa vừa đau. Anh Giang! Lúc Giang Hải xuất hiện, Tần Hiên đã vội vàng mang người đến đây, nhưng mà chỉ tránh ở một bên không dám ra mặt. Giang Hải gọi anh ta tới để nhặt xác, công việc này khá thích hợp với Tần Hiên. Nếu Nam Chiến và Nghiệp Gia đuôi mù, Giang Hải cũng không ngại tiễn bọn họ về Tây Thiên. Nhưng mà vừa rồi anh ta lại không có tác dụng gì cả. Hai ông sát thần ở thành phố Giang Thanh sao Tần Hiên có thể không nhận ra được chứ? Tránh ở trong tối rồi mà Tần Hiên suýt nữa bị dọa tè ra quần. Hai gã sát thần tỏa ra hơi thở chết chóc quanh người, khiến cho kẻ khác sợ muốn đứng tim. Tuy anh ta biết Giang Hải có võ công biến thái, nhưng đối mặt hai sát thần này Tần Hiên không hề có một chút suy nghĩ lạc quan nào. Nhưng mà anh ta không ngờ hai bên chỉ thảo luận một hồi chuyện ai mời cơm, tồi hai người kia đã rời đi. Trên mặt Tần Hiên tràn đầy vẻ đề phòng, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn xung quanh, cảnh giác tới cực điểm, như thể anh ta đang chân thành lo lắng cho an nguy của ông chủ. Tất nhiên Tần Hiên cũng hiểu khả năng của mình đến đâu, cho dù tất cả những người anh ta mang tới đều xông lên thì cũng chỉ là mấy bao cát mặc cho người ta đấm đá mà thôi. Nhiều người cũng không hề có tác dụng, chỉ cần hai người Nam Chiến ra tay, bọn họ chỉ có nước nhắm mắt chờ chết. Anh Giang, anh không thể đến thành phố Giang Thanh được. Vẻ mặt của Tần Hiên rất nghiêm túc, nhưng cũng vô cùng kính sợ Giang Hải. Thành phố Giang Thanh là một nơi như thế nào, quả thực là đầm rồng hang hổ. Bao nhiêu năm qua không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi mảnh đất kia nhưng hơn phân nửa đều đầu rơi máu chảy bỏ cuộc. Anh Lôi và anh Bàng không phải những kẻ chỉ có tiếng mà không có thực lực, không ai biết được thế lực của bọn họ nông sâu ra sao. Thành phố Giang Thanh, quá nguy hiểm. Giang Hải cười. Từng cử chỉ động tác của Tần Hiên đều lọt vào mắt của anh. Nhưng Giang Hải không để ý chút nào. Thứ mà anh muốn chẳng qua là mấy tên chạy việc mà thôi. Kẻ biết nhìn thời thế cũng tốt, nhát gan sợ phiền phức cũng được, đối với Giang Hải mà nói bọn họ không hề quan trọng. Trên đất nước này còn có nơi mà tôi không thể đến sao? Anh lại châm một điếu thuốc. Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn thấu suy nghĩ của Tần Hiên, ở trước mặt Giang Hải. Tần Hiên không thể che giấu được những tính toán trong lòng. Anh nên đi theo thất hồn chăm chỉ rèn luyện, không bao lâu nữa anh sẽ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cả người Tần Hiên cứng đờ, hô hấp của anh ta chợt trở nên dồn dập. Chỉ cần mình rèn luyện chăm chỉ, có thể vượt qua hai sát thần kia. Tần Hiên có chút không dám tin tưởng nào vào bản thân mình. Nhưng anh ta tin tưởng Giang Hải. Cách Giang Hải nói chuyện trông có vẻ rất tự cao tự đại, nhưng mỗi chữ nói ra đều là sự thật. Lúc này Tần Hiên cũng hiểu được rồi. Cho dù đó là Nam Chiến và Đường Tuấn, thì cũng không đáng để Giang Hải phải nhèn tới. Không phải khinh thường, mà là không muốn nhìn. Tần Hiên suy đi nghĩ lại một lát, anh ta đột nhiên thông suốt. Giang Hải tán gẫu chuyện ai mời cơm với hai người Nam Chiến chỉ là vẻ bề ngoài, bọn họ đang nói về địa bàn ở thành phố Giang Thanh. Chẳng lẽ, hai mắt của Tần Hiên sáng lên, chẳng lẽ Giang Hải muốn chiếm luôn địa bàn của thành phố Giang Thanh? Nơi đó là một núi châu báu. Tốt hơn rất nhiều so với thành phố Giang Tư.
Tần Hiên lại nói, anh Giang, Kiếm Huyền bảo tôi báo cho anh một chuyện. Anh ta nói, Bạch Gia đang muốn trở mặt với Lan Gia. Tình hình có vẻ căng thẳng. Giang Hải gật gật đầu, kéo áo chặt hơn, trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện trở về ngâm nước nóng thêm lần nữa. Lan Nhã Cát cắm sừng chồng mình hơn 20 năm, hiện tại Bạch Gia há có thể để yên. Lan Gia ở phía Bắc cũng không phải loại hồng mềm dễ bóp. Hơn nữa Bạch Hùng lại là gia chủ của Bạch Gia. Ông ta đại biểu cho thể diện của cả Bạch Gia. Trở mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại Giang Hải còn chưa nghĩ đến chuyện nhằm vào Bạch Gia, hay Lan Gia ở phương Bắc. Thời cơ chưa chín muồi. Bây giờ chỉ là giai đoạn xem kịch vui. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến hai nhà tranh chấp không hề đơn giản như vậy. Thật sự giống như những gì Giang Hải đã suy đoán. Nhanh thôi, mâu thuẫn giữa Bạch Gia và Lan Gia sẽ dẫn đến xung đột trong phạm vi lớn hơn. Những danh gia vọng tộc ở phía Bắc sẽ hình thành một thế trận hình tam giác. Có người ủng hộ Bạch Gia, có người ủng hộ Lan Gia, ắt hẳn cũng có người đứng ở vị trí trung lập. Cho dù bọn họ đứng về phía nào cũng đều vì lợi ích của bản thân. Ngay cả các thế gia đứng về phe trung lập, cũng đang thời thời khắc khắc chú ý chờ đợi thời cơ đến sẽ lập tức lao lên chiếm chút lợi ích. Nhưng mà hiện tại điều khiến cho Giang Hải quan tâm nhất chính là Cố Uyển Như. Giang Hải đã xoa bóp làm thông tất cả các kinh mạch và sao từ trên xuống dưới cho vợ của mình, tất nhiên cũng đã được sờ mó thoải mái trên người cô một hồi. Sau khi xoa bóp massage xong Cố Uyển Như lại lười biếng ngâm nước nóng thêm một lát. Giang Hải đang vô cùng tiếc nuối trong lòng, vì Cố Uyển Như không để cho anh xoa bóp luôn mạch nhâm đốc. Vốn dĩ anh còn muốn nhân cơ hội sau khi massage xong sẽ tranh thủ làm chút chuyện vui vẻ. Nhưng thấy Cố Uyển Như dựa vào vách bồn tắm thiêu thiêu ngủ, thật sự thời gian gần đây cô đã quá mệt mỏi rồi. Giang Hải chỉ biết thở dài. Chương 137, đến thành phố Giang Thanh. Tạ Hương Lam gọi điện cho Giang Hải, bọn họ nói chuyện vài câu, anh hơi hơi nhíu mày. Thụy Vĩnh, nói chính xác hơn chính là Tạ Siêu Mộ đã kiểm soát được căn bệnh tim bẩm sinh rồi. Thằng bé là đệ tử của Giang Hải, cũng không thể nào ở Tạ gia mãi được. Vốn dĩ Giang Hải có ý định để cho Thụy Vĩnh đổi thành họ Phòng, sau đó để Tạ gia hỗ trợ trị bệnh cho thằng bé, đồng thời xem như kết một mối giao tình với Tạ gia. Nhưng Tạ gia không hề có ý định nhận mối ân tình này, cũng không muốn nuôi nấng Tạ Siêu Mộ. Hiện tại đứa nhỏ này phải đi đâu về đâu đều do Giang Hải quyết định. Nhưng nếu để thằng bé ở luôn bên cạnh mình anh lại thấy không thích hợp. Mà lúc này, Diệp Thụy Nguyệt tìm tới nhà. Trong đầu Giang Hải chợt lóe lên một suy nghĩ, anh nở một nụ cười. Diệp Thụy Nguyệt bất an nhíu chặt hai mày, tay xoắn xoắn góc áo. Thấy Giang Hải đi đến, Diệp Thụy Nguyệt lập tức đứng dậy, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cô tìm tôi, Giang Hải ngồi xuống. Ông cố của tôi, bị bệnh nặng, Diệp Thụy Nguyệt lấy hết can đảm nói, tôi hy vọng anh có thể cứu ông ấy. Tôi có thể giúp cô liên hệ với tử quỷ. Giang Hải không hề từ chối vì anh đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà anh không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Sau khi Giang Hải rời khỏi Diệp gia, Diệp Liên Hách không màng ăn ngủ, cứ nhớ về những chuyện xưa cũ rồi tự sầu não trong lòng. Sức khỏe của ông cụ ngày càng yếu hơn. Nếu không có viên thuốc kia của Giang Hải, e rằng lúc này Diệp Liên Hách đã sắp lên trầu trời rồi. Thật sao, Diệp Thụy Nguyệt không ngờ Giang Hải lại đồng ý nhanh gọn như vậy. Giang Hải, thật sự cảm ơn anh. Giang Hải nói, tôi có một yêu cầu, Diệp gia hãy giúp tôi nuôi một đứa nhỏ. Hả, Diệp Thụy Nguyệt bị yêu cầu này của anh làm cho sợ ngây người. Đứa nhỏ, con của ai? Của Giang Hải. Thật không ngờ Giang Hải đã có con rồi. Nhưng mà vì sao lại để cho cô ta nuôi nấng? Giang Hải không giải thích, chỉ thản nhiên nói, các người nuôi thằng bé đến 8 tuổi tôi sẽ đón nó đi. Ông cụ Diệp tự biết rõ nên dạy thằng bé những gì. Cuối cùng Diệp Thụy Nguyệt chỉ có thể gật gật đầu, tôi sẽ nuôi nó như con ruột của mình. Giang Hải muốn nói gì đó nhưng anh lại không lên tiếng. Giang Hải chỉ muốn Diệp gia nuôi thằng bé, chứ hoàn toàn không có ý làm lỡ chuyện cả đời của Diệp Thụy Nguyệt. Nhưng chuyện đã đến mức này có nói cái gì cũng vô dụng. Trước khi đến đây, Diệp Thụy Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói với Giang Hải. Nhưng đến lúc gặp được anh rồi trong đầu cô ta lại trống rỗng. Cô ta ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Giang Hải, mặc cho nước mắt chậm rãi chảy dài trên má. Diệp Thụy Nguyệt chưa từng nghĩ đến, rốt cuộc Giang Hải có chỗ nào tốt mà làm cho cô mê muội đến thế. Cô chỉ là một cô gái nhỏ,
ôm một trái tim thuần khiết luôn hướng về những thứ tốt đẹp mà thôi. Lần hợp tác của tập đoàn Uyển Như và Huyền Gia được tiến hành vô cùng thuận lợi. Hợp đồng còn chưa ký kết xong, tập đoàn Uyển Như đã dùng các cửa hàng của Huyền Gia để tiến hành xong bước phân phối sản phẩm đầu tiên. Kế tiếp của Uyển Như đã bàn bạc với Lan Kiều dự định tiến sâu hợp tác với Huyền Gia. Chuyện này cũng như một tiếng còi báo hiệu cho các danh gia vọng tộc ở thành phố Giang Thanh rằng tập đoàn Uyển Như hoàn toàn có thể vứt bỏ những hiểu lầm trước kia, chỉ cần song phương hợp tác ngang hàng, tất cả những chuyện của quá khứ sẽ được gác lại một bên. Lợi dụng hợp tác để chiếm lợi từ liên minh lợi ích của nhà họ Sài, một kế hoạch không cần đánh mà vẫn giành được thắng lợi. Nhưng Cố Uyển Như cũng không hề có ý buông tha cho nhà họ Sài. Trên đường đến thành phố Giang Thanh, Cố Uyển Như không ngừng thảo luận các chi tiết công tác cùng Lan Kiều. Chuyến đi này ngoài mục đích ký kết các dự án hợp tác mới với Huyền Gia, thì đồng thời bọn họ cũng muốn khảo sát thị trường kinh doanh ở thành phố Giang Thanh. Một chiếc xe thương vụ theo sát không xa phía sau xe của bọn họ. Trên xe là Tần Hiên và đám người Kim Thâu. Vẻ mặt của Tần Hiên nghiêm túc, ngồi khoanh hai tay lại trước ngực, trông anh ta hơi căng thẳng. Kim Thâu ngồi một bên lại hưng phấn lải nhải không ngừng. Anh Hiên, anh nói lần này anh Giang đến thành phố Giang Thanh là muốn chiếm địa bàn phải không? Nghe nói ở thành phố Giang Thanh có hai sát thần, em thật sự cảm thấy ở trước mặt anh Giang bọn họ cả là cái thá gì cả. Tần Hiên làm như không hề nghe thấy cậu ta lải nhải bên tai mình, sắc mặt phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải Tần Hiên nhát gan mà là lần này chỉ có vài người đi thành phố Giang Thanh, anh ta thật sự sợ bị đánh đến mức mẹ ruột của mình cũng không nhận ra. Cho dù Giang Hải tài giỏi đến mức nào đi nữa, nhưng làm sao có thể một thân một mình chống lại cả một thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh đây? Anh Kim nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi yên ở thành phố Giang Tư, chờ người của thành phố Giang Thanh đến gây chuyện được. Lần này anh Giang đến thành phố Giang Thanh, nhất định là muốn bàn chuyện mua bán quan trọng với anh Lôi và anh Bàng. Một tên đàn em nọ lên tiếng, anh Giang đã nói rồi, tuyệt đối không thể quên hai ông thần tài đã giúp tiền giúp sức cho thành phố Giang Tư được. Mỗi một lần bọn họ đến thành phố Giang Tư, đều đẩy mạnh sự phát triển của thành phố lên một bước. Chuyến đi này có thể để cho những người này biết, thành phố Giang Tư không phải là nơi bọn họ có thể trêu vào. Đến lúc đó em nhất định phải để cho tên Lôi đại ca kia liếm giày cho em. Kim Thâu trêu chọc, hừ, liếm giày đã là gì, ông đây sẽ để cho hai sát thần kia liếm mông cho ông. Anh Mao, từ khi nào anh lại thích thứ này? Lưỡi của mấy lão già ở thành phố Giang Thanh đều giống lưỡi mèo, chưa liếm được vài cái anh đã sướng đến nước chảy lênh láng rồi. Mọi người trên xe cười vang một trận. Đủ rồi. Tần Hiên vừa tức vừa khó chịu. Đám đàn em ngu ngốc này thật sự cho rằng, một mình Giang Hải có thể làm cho hai lão già của thành phố Giang Thanh rớt đài đấy à? Thành phố Giang Tư là căn cứ của Tần Hiên, nhưng mà có câu cường long cũng không thắng được lũ rắn độc, bất luận bao nhiêu người từ thành phố Giang Thanh đến đây, Tần Hiên cũng có thể chiếm được thế chủ động. Nhưng bọn họ lại đến thành phố Giang Thanh, vậy thì mọi chuyện đã khác rồi. Có lẽ Giang Hải không hiểu được, đã bao nhiêu năm trôi qua, anh Lôi anh Bàng có thể đứng sừng sững không ngã không chỉ vì có hai vị sát thần, mà còn có sự ủng hộ của các danh gia vọng tộc ở phương Bắc. Hai lão già này đang đại biểu cho các thế lực của thế giới ngầm mà các thế gia ở phía Bắc quản lý. Thậm chí, không ít thế lực của thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông cũng mang theo bóng dáng của thế gia ở phương Bắc. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, vào thành phố Giang Thanh rồi chính mình phải cố gắng khép chặt cái đuôi lại mới được. Quan hệ của Giang Hải cùng hai lão già của thành phố Giang Thanh trả ra làm sao? Còn có Hồng Nhị Lão, gã họ Chu, và hai sát thần kia. Giang Hải đã đắc tội toàn bộ người ở thành phố Giang Thanh, biến tất cả bọn họ thành kẻ thù, không có một người bạn nào ở đây. Giờ lại tùy tiện đến thành phố Giang Thanh như vậy, sợ là sẽ bị nhai đến một mẩu xương cũng không còn. Lúc đến thành phố Giang Thanh, Giang Hải liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Vợ à, lát nữa Kim Thâu sẽ lái xe cho hai người. Anh phải đi thăm hỏi một người bạn. Cố Uyển Như quay sang nhìn Giang Hải, cảm thấy kỳ lạ hỏi, anh còn có bạn bè ở thành phố Giang Thanh à? Sao em chưa hề nghe anh nhắc tới vậy? Giang Hải đáp, em không biết đấy thôi, bọn họ đã giúp thành phố Giang Tư phát triển rất nhiều. Anh nên đến cảm ơn bọn họ một tiếng. Lúc này, Lôi đại ca đang mở tiệc chiêu đãi một thanh niên lạ mặt, thái độ cực kỳ cung kính kể những thủ oán của ông ta với Giang Hải. Bồi thường chút tiền chẳng qua là bị mất mặt một chút mà thôi, chuyện này cũng không đáng là gì. Chuyện quan trọng nhất là đàn em của Lôi đại ca bị thương không ít.
đặc biệt là đội của báo gấm, rất nhiều người bị cắt gân chân, nửa sống nửa chết trở về. Chi tiền thuốc men chữa trị cho những đàn em này không nói đến, nhưng cho dù những người này có hồi phục lại thì bọn họ cũng chỉ có thể làm người tàn phế. Nam Chiến cũng nói ra suy nghĩ của mình về thế lực của Giang Hải. Lôi đại ca vừa tức vừa giận, rồi trong lòng lại dần sinh ra sợ hãi. Giang Hải sẽ tìm đến thành phố Giang Thanh, sau đó sẽ đoạt mất địa bàn của ông ta. Điều quan trọng nhất là, theo lời của Nam Chiến, ông ta hoàn toàn không có khả năng chống trả. Giang Hải, thật sự rất đáng sợ. Mà đàn em của Giang Hải ngoại trừ Tần Hiên không làm nên cơm cháo gì thì còn có rất nhiều cao thủ không kém gì Nam Chiến. Có khoảng hơn 10 cao thủ như vậy. Bọn họ thật sự không ngờ thế lực của Giang Hải lại lớn mạnh như vậy, thật sự làm cho bọn họ thấp thỏm không yên. Lôi đại ca đang hối hận muốn xanh cả ruột vì đã đưa ra quyết định để cho đàn em xâm nhập vào thành phố Giang Tư, nơi đó căn bản không phải là núi châu báu, mà là hang hùm thú dữ đang chờ bọn họ thò chân vào sẽ xé bọn họ tan xác. Cậu Hoàng, nếu cứ để cho Giang Hải tiếp tục phát triển như vậy thì bị mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là địa bàn ở thành phố Giang Thanh này, thậm chí ở tỉnh Hải Đông này sẽ không còn chỗ nào để tôi đặt chân nữa. Hoàng Trung nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nói tỉnh Hải Đông một lần có thể cho ra nhiều cao thủ như vậy, quả thật như đang kể chuyện thần thoại mà. Có vẻ Lôi đại ca đã nói quá lên chuyện thế lực của Giang Hải đang tung hoành ngang dọc ở phương Đông này, làm sao bọn họ có thể tạo ra thế lực lớn như vậy mà phía Bắc không hay biết cơ chứ? Mà cho dù bọn họ có muốn chiếm địa bàn, sao bọn họ lại chọn một góc nhỏ của thành phố Giang Tư này? Còn Nam Chiến lại như đang nâng đối thủ lên vậy. Nhiều năm qua Lôi đại ca quản lý nửa thành phố Giang Thanh này, mà vẫn chưa mở rộng được bao nhiêu thế lực. Đối với chuyện này, nhà họ Hoàng ở phía Bắc đã sớm bất mãn với ông ta, cũng đã nhắc đến chuyện cân nhắc thay đổi người không chỉ một lần. Thực sự nhiều cao thủ như vậy, Hoàng Trung cười lạnh. Thật sự rất nhiều, sắc mặt của Lôi đại ca lập tức thay đổi, ông ta hoàn toàn có thể nghe ra sự hoài nghi và khinh thường trong giọng điệu của Hoàng Trung. Không chỉ Lôi đại ca, ngay cả sắc mặt của đám người Nam Chiến đang đứng một bên cũng trở nên khó coi khi nghe Hoàng Trung hỏi như vậy. Hoàng Trung chậm rãi đứng dậy, nâng tay ngoắc ngoắc. Một bảo vệ đứng phía sau lập tức đưa một điếu xì gà đến, cúi người, châm thuốc cho anh ta. Nhóm người của Lôi đại ca đang trông mong nhìn lại, chờ Hoàng Trung bày tỏ thái độ thay cho nhà họ Hoàng, đợi anh ta nói khi nào sẽ sắp xếp cao thủ đến chống đỡ cho thành phố Giang Thanh. Nếu như chờ đến lúc Giang Hải dẫn người đến, thì mọi chuyện đều đã chậm rồi. Hoàng Trung bày ra dáng vẻ lười biếng, không hề quan tâm đến ánh mắt trông mong của mấy người Lôi đại ca. Được rồi, tôi đã biết rồi, tôi sẽ báo chuyện này với gia tộc. Nói xong, anh ta ngậm điếu xì gà bước về phía cửa. Bỗng nhiên, Hoàng Trung dừng lại, anh Lôi, đã đến lúc giao tiền cho quý này rồi. Lần này không giống với những lần trước, gia tộc quyết định ông phải nộp gấp đôi số tiền. Anh Lôi sửng sốt, gấp đôi. Đối với nhà họ Hoàng mà nói, Lôi đại ca chỉ là một con chó mà thôi, một con chó được cột ở thành phố Giang Thanh để canh giữ cái sân sau này cho bọn họ. Nếu như Lôi đại ca kiếm được tiền từ thế giới ngầm ở đây, thì ông ta chỉ có thể giữ lại một phần nhỏ, coi như tiền thức ăn cho chó, số tiền còn lại đều phải giao cho nhà họ Hoàng. Cũng khó trách anh Lôi kinh ngạc như vậy, nếu như phải nộp gấp đôi, vậy xem như quý này ông ta không kiếm được chút tiền nào cả, thậm chí ông ta còn phải móc sạch tiền túi ra để bù vào cho nhà họ Hoàng. Cậu Hoàng, nhà họ Hoàng muốn nhiều tiền như vậy. Ông ta còn chưa nói xong, Hoàng Trung đã hừ lạnh một tiếng, nhà họ Hoàng dùng tiền để làm cái gì, chẳng lẽ còn phải xin chỉ thị của anh Lôi sao? Gọi ông một tiếng anh Lôi thì ông đã thật sự cho rằng mình là người quan trọng rồi à? Đối với nhà họ Hoàng mà nói, ông, chẳng qua chỉ là một con chó, không hơn, một con chó có tên là anh Lôi. Thân phận của ông là gì, tự ông còn không rõ. Sắc mặt của Lôi đại ca đột nhiên thay đổi, trong lòng ông ta biết mình thật sự không khác gì một con chó giữ nhà cho nhà họ Hoàng, nhưng ông ta không cam tâm khi bị nói thẳng toẹt vào mặt như thế. Ông ta xem như là vua của nửa cái thành phố Giang Thanh này, chẳng lẽ ông ta không cần sĩ diện? Không chỉ Lôi đại ca, mà Nam Chiến cũng nắm chặt nắm đấm, như muốn lập tức giết chết Hoàng Trung. Sao vậy, tôi nói sai à? Hoàng Trung xoay người nhìn bọn họ. Anh Lôi vội vàng khom người nói, không có, gấp đôi số tiền, tôi lập tức cho người chuẩn bị ngay. Hoàng Trung ngẩng đầu cười to bước ra ngoài. Lôi đại ca vẫn đứng ở tại chỗ, duy trì tư thế khom người như cũ, nhưng vẻ mặt của ông ta sớm đã vặn vẹo. Anh Lôi,
Nam Chiến cắn răng. Anh Lôi hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, đi, đi xem những đàn em bị thương trước. Thân làm đại ca, ông ta không thể không quan tâm đến những đàn em bị cắt gân chân của đội báo gấm được. Một căn phòng trong viện dưỡng lão, là nơi để những đàn em này làm nơi dưỡng thương tạm thời. Khoảng chừng 10 người, nằm song song với nhau, gân chân của bọn họ đều đã được nối lại nhưng dù có lành lại thì bọn họ vẫn phải mang thương tật suốt đời. Cũng không ít người bị đánh bầm dập, trên người quấn đầy băng vải. Chương 138, cân nhắc. Khoa chỉnh hình của bệnh viện. Thấy Lôi đại ca bước vào, hầu như mọi người đều chống người ngẩng đầu lên. Anh Lôi! Anh Lôi, anh phải trả thù cho chúng tôi. Đúng vậy, anh Lôi, tôi nuốt không trôi cơn tức này. Ngay cả đại ca báo gấm cũng bị, chân của chúng tôi đều bị phế rồi. Anh Lôi! Tất cả mọi người nằm trên giường bệnh lớn tiếng than thở, muốn Lôi đại ca đi trả thù cho bọn họ. Nhưng sắc mặt của Lôi đại ca lại vô cùng khó coi. Trả thù! Làm sao để trả thù? Xông lên đánh với Giang Hải một trận nữa à, để cho Giang Hải đánh bọn họ đến chết sao? Câm miệng, Lôi đại ca tức giận mắng, làm thế nào để trả thù? Nói đi, các cậu nói cho tôi biết làm thế nào để trả thù. Đáy mắt của báo gấm lóe lên, anh ta hận, hận chính mình không thể dừng cương trước bờ vực, lúc cảm giác được điểm không thích hợp anh ta không quay về. Anh ta cũng hận, hận Lôi đại ca bị Giang Hải dọa sợ. Anh Lôi, báo gấm lên tiếng, mọi người đồng loạt nhìn qua. Chẳng lẽ Nam Chiến cũng không đối phó được tên Giang Hải kia sao? Lôi đại ca thở dài một hơi. Chỉ một tiếng thở dài như vậy cũng làm cho báo gấm hiểu được. Không phải Lôi đại ca không muốn trả thù, mà là, Nam Chiến cũng không phải đối thủ của Giang Hải. Vậy nên cơn giận này, bọn họ không muốn nuốt cũng phải nuốt cho trôi. Lúc này, trong lòng Lôi đại ca đang rối loạn, bởi vì Giang Hải có thể đến thành phố Giang Thanh bất cứ lúc nào. Mà nhà họ Hoàng ở phía Bắc tựa hồ không có ý sẽ giúp bọn họ. Thấy thái độ của anh Lôi như vậy. Làm sao bọn họ có thể không hiểu ra Giang Hải là một người đang sợ như thế nào chứ? Đối với bọn họ mà nói, anh ta chính là thần. Thoáng chốc trông Lôi đại ca như già thêm vài tuổi. Biết có biến nên Hoành Thiên Giai còn không chịu gặp tôi đây này. Còn nữa, cho đến bây giờ lão già họ Bàng kia vẫn không có phản ứng gì, thế giới ngầm của thành phố Giang Thanh đều sắp bị cướp đi rồi, ông ta cũng không hé một câu. Chúng ta nên ngẫm lại, vì sao lão cáo già họ Bàng kia lại làm như vậy? Trong đầu mọi người đều vang lên một hồi chuông báo động. Rốt cuộc tên Giang Hải này có thực lực như thế nào? Một đám người vừa phẫn nộ vừa căm tức vừa không cam lòng. Nhưng không một ai lên tiếng đòi trả thù nữa. Anh Lôi, không ổn rồi, có chuyện rồi. Một tên đàn em hoang mang rối loạn chạy vào, lấm la lấm lét nhìn xung quanh một vòng, miệng há ra nhưng không nói tiếp nữa. Mẹ nó, mày vội vội vàng vàng như vậy làm gì? Nhà mày cháy hay có người chết? Lôi đại ca giận dữ quát, cơn giận trong lòng ông ta còn chưa có chỗ để chút đây. Nam Chiến lạnh giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nó có vẻ rối rắm nhưng vẫn không lên tiếng. Lôi đại ca nói, bọn họ đều là anh em cả, có gì thì mau nói đi. Lúc này người nọ mới nói, anh Lôi, Giang Hải đến thành phố Giang Thanh rồi. Cái gì, anh Lôi cả kinh? Nam Chiến cũng vô cùng kinh hãi. Nhanh như vậy sao? Có nghĩa là anh ta đang không cho bọn họ có thời gian phản ứng. Anh Lôi, làm sao bây giờ? Nam Chiến hỏi. Hô hấp của anh Lôi dồn dập, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hoàng Trung, hy vọng anh ta còn chưa ra khỏi thành phố. Vệ sĩ bên cạnh Hoàng Trung đều là cao thủ. Còn là kiểu cao thủ khiến cho Nam Chiến cũng cảm thấy được sự khủng bố. Nhưng điện thoại mới vừa đổ chuông lên một tiếng, đã bị tắt máy. Lúc này, xem như Lôi đại ca đã hoàn toàn hiểu rõ ý của nhà họ Hoàng rồi, bọn họ không muốn chống lưng cho ông ta nữa. Mà chuyện đòi gấp đôi tiền chính là muốn hút cạn giọt máu cuối cùng của con chó là ông ta. Lôi đại ca vô lực buông điện thoại xuống, ngửa mặt lên trời chậm rãi nhắm mắt lại. Đánh đấm chém giết lăn lộn trong thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên Lôi đại ca cảm thấy tuyệt vọng. Anh Lôi! Báo gấm khàn khàn gọi một tiếng. Dao đã kề trên cổ rồi, chỉ còn cách liều chết phản kháng. Nhưng Lôi đại ca và Nam Chiến đều hiểu, phản kháng sẽ chỉ làm cho bọn họ chết càng thảm hại hơn mà thôi. Tiểu Phương, cậu nói xem việc này nên làm như thế nào đây? Lôi đại ca nhìn về phía quân sư Quạt Mo. Từ trước đến nay,
vào thời điểm mấu chốt quân sư quạt mo đều có thể đưa ra ý kiến rất hữu dụng. Nghe thấy Lôi đại ca gọi mình, cả người quân sư quạt mo run lên, dường như đang hoảng sợ. Đứng trước mặt một kẻ thù có thực lực vượt xa mình, hết thảy những âm mưu quỷ kế đều chỉ là trò hề mà thôi. Anh Lôi, nhà họ Hoàng phía Bắc, có thể nào? Lôi đại ca lắc đầu, tiếp theo đây chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ ép Lôi đại cao ra tất cả, sau đó đối xử với ông ta giống như với một con chó, xẻo từng miếng thịt trên người ông ta xuống. Lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm như vậy, Lôi đại ca đã đắc tội với bao nhiêu người, ngay chính ông ta cũng không đếm hết. Nếu trong tay không còn gì cả, có thể tưởng tượng được trong tương lai Lôi đại ca sẽ chết vô cùng thê thảm. Sắc mặt của quân sư quạt mo xám như cho tàn, như thể cha mẹ của anh ta đều sắp chết. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta ngẩng đầu lên, tựa như đã nghĩ ra được kế sách nào đó, anh ta lên tiếng, anh Lôi, Giang Hải tới thành phố Giang Thanh vì muốn cướp địa bảo sao? Hỏi thừa, anh Lôi giống giận, nếu như không có cách gì thì cậu câm miệng cho tôi. Quân sư quạt mo nói, vậy để cho Giang Hải cướp đi là được. Cái gì, anh Lôi tức đến khó thở, cả người ông ta lảo đảo như thể sẽ lập tức ngã quỵ. Thấy mình sắp không xong rồi nên đám chó săn này muốn tạo phản à. Quân sư quạt mo vội vàng đi đến đỡ lấy ông ta, anh Lôi, ý của tôi không phải như những gì anh đang nghĩ. Giang Hải muốn thâu tóm địa bàn của thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh, đầu tiên anh ta muốn thâu tóm chúng ta, nhưng vẫn còn có một nửa địa bàn đang ở trong tay anh Bàng. Nếu thủ đoạn của Giang Hải cao thâm chắc chắn chúng ta sẽ giữ không được đâu. Anh Lôi, anh nghĩ đi, anh nghĩ kỹ đi. Lôi đại ca rất muốn tát cho quân sư quạt mo chết ngay tại chỗ, nhưng mà ông ta nghĩ lại, quả đúng là vậy thật. So với việc kéo chút hơi tàn làm châu chấu đá xe, chẳng bằng chắp tay dâng lên cho Giang Hải. Nếu như vậy thì Giang Hải sẽ không lấy cái mạng già của ông ta nữa. Về phần nhà họ Hoàng phía Bắc, ông ta cũng không đưa tiền cho bọn họ nữa. Đời này ông ta đã tích góp được chút tiền, ông ta cứ đến một nơi không ai biết mình là ai để an hưởng tuổi già là được. Cho dù bị nhà họ Hoàng tìm được cũng sẽ không thảm bằng chuyện sẽ chết trong tay của Giang Hải. Còn nữa, Giang Hải có ý định thâu tóm luôn thế lực của Bàng đại ca, chẳng lẽ sau lưng Bàng đại ca lại không có thế lực ở phía Bắc trốn đỡ sao? Chờ đến lúc Giang Hải bị lão Bàng đánh bại, kế sách lui một bước này của Lôi đại ca ngược lại có thể bảo tồn thực lực cho ông ta. Lại có một người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Anh Lôi, Giang Hải, đang đến đây. Suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận, Lôi đại ca đã thoải mái hơn rất nhiều. Những người lăn lộn trong thế giới ngầm này có mấy người có thể sống yên ổn đến già cơ chứ? Cầm tiền trốn chạy thật sự không phải là sự lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lôi đại ca, muốn đánh hay là nhân nhược, chỉ cần ông ta nói một câu. Báo gấm nằm trên giường bệnh không khỏi nắm chặt nắm tay, nếu muốn đánh, anh ta liều chết cũng muốn đánh một trận. Hiện tại cậu ta đã đến đâu? Lôi đại ca còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Người chưa tới, giọng nói đã vang lên trước. Anh Lôi, ngưỡng mộ danh tiếng của đã lâu, hôm nay tôi đặc biệt đến thăm anh đây. Giang Hải mang theo đám người Tần Hiên đang đầy cảnh giác đi vào. Ngoại trừ Tần Hiên, phía sau chỉ có hai đàn em đi theo. Đây là thành phố Giang Thanh, đang ở trên địa bàn của Lôi đại ca, chẳng lẽ Giang Hải chỉ mang theo ba người đến đây? Cậu ta, không muốn sống nữa à? Lôi đại ca lập tức phản ứng lại. Mẹ nó, ông ta đang nghĩ đi đâu vậy? Một người có thể làm cho Nam Chiến cảm thấy sợ hãi vậy thì ở nơi này còn có ai có thể địch lại cậu ta nữa? Ông ta lại nhìn gương mặt cười tươi rất gợi đòn của Giang Hải. Đầu tiên là ông ta hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy đáy lòng mình run lên. Một người thoạt nhìn bình thường như vậy, lại có thể làm cho Nam Chiến cảm thấy sợ hãi. Chẳng trách, vào đại thọ trăm tuổi của ông cụ Diệp, Giang Hải dám gây ra chuyện tày trời như vậy. Nỗi sợ hãi dần dần lan khắp người ông ta. Giang Hải đứng ở trước mặt Lôi đại ca, nói, nghe nói anh Lôi muốn mời tôi ăn bữa cơm, làm tôi vài ngày nay chưa dám ăn gì cả. Chỉ chờ đến thành phố Giang Thanh ăn no nê một bữa. Anh Lôi, tôi đặc biệt đến đấy một chuyến. Là vì muốn đến cảm ơn ông đã góp sức cho sự phát triển của thành phố Giang Tư, ông có cống hiến lớn như vậy cho nên tất nhiên tôi phải đến gặp mặt trực tiếp cảm ơn ông. Giang Hải nhìn quanh phòng một vòng, lại nói tay chân của những anh em này vẫn tốt chứ. May là mấy đứa đàn em của tôi còn biết điểm dừng, nếu như đánh chết người rồi mọi chuyện sẽ hỏng mất. Giọng điệu của anh giống như thể, việc những người này bị cắt gân chân không hề có chút liên quan nào đến anh.
kiêu ngạo tới cực hạn, tùy tiện đến tột cùng. Lôi đại ca thật sự chưa từng gặp được người nào tự cao tự đại đến mức này. Đánh cho người ta tàn phế còn lại đây giả vờ an ủi, cười nói chuyện này không liên quan gì đến mình, thậm chí còn có ý bảo bọn họ nên biết ơn vì đàn em của mình đã nhẹ tay. Thật sự muốn ức hiếp người khác đến cùng. Cậu Giang, cậu đã đến rồi. Sắc mặt của Lôi đại ca khó coi đến cực điểm, cười còn khó coi hơn khóc. Ông ta phải chịu khuất nhục, phải nhẫn nhịn đến mức xương cốt đều đang run rẩy. Tần Hiên đứng ở phía sau Giang Hải, trừng lớn hai mắt. Người trước mắt này chính là Lôi đại ca, là người xưng bá cả nửa thành phố Giang Thanh. Tại sao lúc ông ta nhìn thấy Giang Hải lại khách sáo như thế? Giống như những người bị đánh lê lết nằm trên giường bệnh kia thật sự không có chút liên quan nào với Giang Hải, thậm chí thái độ của ông ta như thể Giang Hải đã cứu mạng bọn họ vậy. Lúc này, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tên đàn em xông vào cửa, anh Lôi, Lão Phúc đang ở dưới, còn có. Người nọ liếc mắt Giang Hải, được Lôi đại ca cho phép, mới nói tiếp, còn có xe của anh Bàng cũng dừng ở dưới lầu. Anh Bàng, Lôi đại ca vô cùng bất ngờ, Bàng đại ca tự mình đến đây. Ông ta hơi hơi nheo mắt lại. Bàng đại ca đích thân đến, ông ta làm vậy có ý nghĩa gì? Giang Hải đang diễn vai ác bá, đến đoạt địa bàn của bọn họ ở thành phố Giang Thanh. Bất luận chuyện gì xảy ra thì Lôi đại ca với Bàng đại ca đã đấu với nhau nhiều năm như vậy, cũng xem như tương ái tương sát, làm gì cũng nhường nhau một chút. Nếu gặp phải kẻ thù đến từ bên ngoài như Giang Hải, hai người đáng lẽ phải bỏ xuống tư thù hợp tác chống lại kẻ thù mới đúng. Nghĩ vậy, suýt nữa Lôi đại ca đã vui vẻ cười to. Nhưng ông ta chỉ trợn mắt lên, cắn chặt hàm răng. Ông ta đang âm thầm tính toán kế sách trong lòng. Một lát sau, Lão Phúc nghiêm chỉnh bước vào, nhưng không hề liếc mắt nhìn đến Lôi đại ca một cái, xem ông ta như không khí. Cậu Giang, anh Bàng đã cho người chuẩn bị bữa tiệc xong rồi. Không khí đột nhiên im lặng. Lôi đại ca đột nhiên cảm thấy khó thở. Chuyện này, làm sao có thể như vậy được? Bàng đại ca, mời Giang Hải đi dự tiệc. Chẳng lẽ nào? Đột nhiên Lôi đại ca có một dự cảm rất xấu, Bàng đại ca đây là đang muốn kết bè với Giang Hải tiêu diệt mình trước. Một giây trước, suýt nữa Lôi đại ca không nhịn được đắc ý cười to. Thật sự chỉ suýt nữa ông ta đã cho tất cả đàn em liều chết phản kháng, liều mạng một phen cũng phải lấy được mạng của Giang Hải. Nhưng lúc này, Lôi đại ca lại há to miệng, ông ta cứng ngắc giống như một pho tượng, nói không nên lời. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy như có một thứ gì đó nổ vang trong đầu mình. Cả đám sợ tới mức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lời nói của Lão Phúc đại biểu cho Bàng đại ca. Ông ta là quản gia của Bàng đại ca. Hiện tại Lôi đại ca không chỉ là kẻ địch của Giang Hải mà còn là kẻ thù của Bàng đại ca nữa. Cậu Giang, anh Bàng đã cho người chuẩn bị bữa tiệc xong rồi. Lão Phúc vô cùng cung kính. Giang Hải lạnh nhạt cười, xin chào. Giang Hải trả lời rất đơn giản, trên mặt vẫn đang mỉm cười. Anh không biết Lão Phúc là ai, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Lão Phúc nói, cậu Giang, tôi là quản gia của anh Bàng, cậu có thể gọi tôi là Lão Phúc. Anh Bàng đã chuẩn bị xong bữa tiệc, cũng đã cho người chuẩn bị xe xong rồi, đang chờ ở ngay dưới lầu. Nghiệp gia đang ở dưới lầu chờ đón cậu. Đường Tuấn, là vị sát thần còn lại cùng nổi danh với Nam Chiến. Chương 139, chuyện về Giang Hải. Tất cả mọi người trong phòng đều hít sâu một hơi, bọn họ chưa từng thấy có người được nghiệp gia tự mình đến đón tiếp. Tuy nghiệp gia là cao thủ đứng thứ nhất dưới tay Bàng đại ca, nhưng trong thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh không ai không biết anh ta là anh em kết nghĩa của Bàng đại ca. Có thể nói ở trong thế giới ngầm của thành phố Giang Thanh không ai có thể làm cho nghiệp gia tự mình đến nghênh đón. Ngay cả lúc Lôi đại ca gặp nghiệp gia cũng không thể kiêu ngạo nổi. Tất cả mọi người trong phòng đều đang ngây ngẩn cả người. Mấy người của Lôi đại ca phản ứng nhanh hơn một chút, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Như vậy chứng minh điều gì? Đối với Bàng đại ca mà nói, Giang Hải chính là một người giết không được cũng đắc tội không nổi. Giang Hải có bản lĩnh lớn đến mức làm cho Bàng đại ca cũng phải kiêng kỵ. Lúc nãy Lão Phúc còn chưa nói xong, lúc mọi người đang kinh ngạc, Lão Phúc lại nói, nghe nói cậu Giang đã tới thành phố Giang Thanh rồi. Anh Bàng vô cùng vui vẻ, anh Bàng sẽ đích thân mở cửa xe cho cậu Giang. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lôi đại ca cảm thấy mình bị ù tai rồi. Bàng đại ca tự mình mở cửa xe cho Giang Hải. Không, không thể nào, đây chỉ là một câu khách sáo mà thôi.
nhưng, mặc dù chỉ nói một câu khách sáo đi nữa thì thái độ này của Bàng đại ca thật sự quá mức nhún nhường rồi. Ông ta đối đãi với Giang Hải như một người ngang hàng với mình. Thậm chí, địa vị của Giang Hải còn vượt qua cả bọn họ. Quả thực rất khủng bố. Rốt cuộc Giang Hải có lai lịch như thế nào? Dựa theo biểu hiện của Bàng đại ca, có lẽ là ông ta biết về Giang Hải nhiều hơn Lôi đại ca rất nhiều. Bàng đại ca không phải đang kiêng kỵ Giang Hải, mà là ông ta cảm thấy bị uy hiếp nên đang sợ hãi. Giang Hải cười cười, nếu đã đến thành phố Giang Thanh, khẳng định phải xử lý một số việc. Có người nói muốn mời tôi ăn cơm nên tôi đến rồi. Nhưng mà, nụ cười của Giang Hải dần đọng lại. Nhưng mà, dường như tôi không được hoan nghênh cho lắm. Nghĩ đến lời nói lúc trước của quân sư Quạt Mo, sắc mặt của Lôi đại ca đột nhiên thay đổi, cả người ông ta cứng lại. Hiện giờ, thể diện không đáng một đồng nào. Giữ mạng mới là chuyện quan trọng. Không không không, được mời cậu Giang ăn cơm là vinh hạnh của tôi. Cậu Giang, tôi thấy cậu không cần đi đến chỗ Bàng đại ca làm phiền anh ta đâu, cậu hãy ở lại chỗ tôi đây dùng chút rau dưa đạm bạc đi. Nực cười, Bàng đại ca muốn mượn sức Giang Hải, Lôi đại ca há có thể để cho ông ta toại nguyện. Tên cáo già họ Bàng kia cho nghiệp gia tự mình đến nghênh đón, mà ông ta lại nói sẽ tự mình mở cửa xe, một bộ muốn nịnh bợ Giang Hải lên đến trời. Thấy Giang Hải ngoài cười nhưng trong không cười, Lôi đại ca lại nói, thành phố Giang Thanh, cũng chỉ có vài đầu bếp tốt như vậy. Cậu Giang ăn cơm ở đâu đều giống nhau mà. Tôi nghĩ cậu Giang không cần đi đâu. Quân sư Quạt Mo nhanh nhẹn kéo áo Nam Chiến một cái. Nam Chiến lập tức nói, cậu Giang, ngày đó sau khi tôi trở về bẩm báo, anh Lôi vẫn luôn chờ cậu đến nhà làm khách. Cơm ở thành phố Giang Thanh này, cậu Giang thích ăn ở đâu cũng được. Anh Lôi rất có lòng hy vọng cậu ở lại đây thêm vài ngày, càng lâu càng tốt. Bọn họ đang có ý gì đây? Đang muốn giao cả nửa địa bàn của thành phố Giang Thanh này cho anh à? Chuyện này thật làm cho Giang Hải khá bất ngờ. Giang Hải nhìn báo gấm, tất cả các người cũng hoan nghênh tôi. Đương nhiên, tất nhiên là hoan nghênh rồi. Lôi đại ca lập tức nháy mắt ra hiệu cho báo gấm. Báo gấm cắn răng, nói không một lời nào. Hiện giờ anh ta đang nằm trên giường bệnh, mà tất cả đều do Giang Hải ban tặng. Lúc này, vết thương còn chưa lành. Chẳng lẽ phải anh ta còn phải cảm ơn Giang Hải sao? Giang Hải, chính là kẻ thù của anh ta. Báo gấm làm không được. Giang Hải lạnh nhạt cười, anh Lôi xem, vẫn có người không chào đón tôi. Sắc mặt Lôi đại ca vàng như nến, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Giang Hải nói, có ăn cơm hay không cũng không quan trọng. Anh Lôi, hôm nay tôi đến là có việc muốn làm phiền anh. Chuyện của cậu Giang, nhất định tôi sẽ giúp. Lôi đại ca lập tức tỏ thái độ. Cho dù Bàng đại ca không nể mặt, chuyện mà cậu Giang muốn làm, tôi cũng nhất định nghĩ cách làm cho bằng được. Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của Lão Phúc đang đứng một bên lập tức trầm xuống, nhưng, ông ta vẫn nhịn không lên tiếng. Lôi đại ca đã bất chấp đến mức này rồi. Ngay cả địa bàn mà mình lăn lộn nửa đời người mới có được cũng có thể chắp tay đưa cho người khác, vì giữ lại một mạng thật sự chuyện gì cũng có thể làm được. Giang Hải nói, tập đoàn Uyển Như sẽ hợp tác cùng vài tập đoàn thế gia ở thành phố Giang Thanh, tôi muốn nhờ anh Lôi hỗ trợ theo dõi chút tin tức. Nếu như có người đuôi mù, anh cứ nói cho tôi biết. Lôi đại ca hơi sửng sốt, nhưng vẫn không ngừng gật đầu đồng ý. Sau đó Giang Hải lại xoay người, chậm rãi rời đi cùng Lão Phúc, không cho Lôi đại ca cơ hội kịp giữ lại. Cho đến khi Giang Hải đi xa, Lôi đại ca mới thở ra một hơi hồi phục tinh thần. Chẳng lẽ Giang Hải đến thành phố Giang Thanh không phải để đoạt địa bàn? Cậu ta tìm đến mình chỉ bởi vì tập đoàn Uyển Như có thương vụ phải phát triển ở thành phố Giang Thanh. Những kẻ đuôi mù. Chẳng lẽ Giang Hải còn không xử lý được? Ẩn ý sau lời nói của Giang Hải rõ ràng là, nếu Lôi đại ca đuôi mù dở trò với mình, vậy thì ông ta cứ chờ chết đi là vừa. Lôi đại ca nhớ kỹ, chỉ cần là ai có quan hệ với tập đoàn Uyển Như, ông ta đều bật đèn xanh. Nếu có kẻ nào đuôi mù, có thể giúp một tay, tuyệt đối không được khoanh tay đứng nhìn. Lôi đại ca lớn tiếng nói, lập tức dặn dò các anh em, nếu có ai gây xích mích gì với tập đoàn Uyển Như, thì tự mình tìm một nơi đập đầu tự sát đi cho bớt chuyện, miễn cho ông đây phải dùng đến gia pháp. Còn nữa, chỉ cần là người của tập đoàn Uyển Như, tất cả các người phải cung kính đón tiếp, cho dù đối phương chỉ là một nhân viên bình thường cũng tuyệt đối không thể động vào. Nếu như có ai gây ra phiền phức cho ông đây, vậy thì lo chuẩn bị hậu sự cho mình đi.
Lôi đại ca không dám đùa giỡn với loại sát thần chân chính như Giang Hải. Đám người nam chiến tất nhiên cũng không dám dở trò. Báo gấm đang nằm trên giường bệnh cũng hiểu được, mối thù khắc cốt ghi tâm này, đời này anh ta cũng đừng nghĩ đến chuyện trả lại nữa. Dưới lầu, Nghiệp Gia đứng ở một bên xe cung kính mở cửa xe cho Giang Hải. Cậu Giang, chân của anh Bàng có tật, không tiện tự mình nghênh đón cậu. Nghiệp Gia khách sáo giải thích một câu, Giang Hải gật gật đầu, làm phiền rồi. Hiện giờ phương đông này nhìn như yên bình. Nhưng ẩn dưới sự yên bình này lại có rất nhiều thế lực, vì lợi ích mà đấu đến mức ngươi chết ta sống, bọn họ cũng đã quen rồi. Tập đoàn Uyển Như phát triển ở thành phố Giang Tư đã bị đe dọa rất nhiều lần, nhưng thế giới ngầm lại không phải là thứ mà một người phụ nữ nhu nhược như Cố Uyển Như có thể đối phó được. Cho nên, tập đoàn Uyển Như muốn vươn ra khỏi thành phố Giang Tư, nhất là phát triển đến thành phố Giang Thanh. Giang Hải phải đánh tiếng một chút. Tránh cho bọn đạo trích tép siêu này gây phiền phức cho bà xã của anh. Giang Hải không hề có hứng thú đối với thế giới ngầm của thành phố Giang Thanh. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tập đoàn Uyển Như, Giang Hải cũng sẽ không cướp bát cơm trên tay người khác làm gì. Những lời Giang Hải đã nói lúc còn ở trên lầu, tất nhiên Lão Phúc có thể nghe hiểu được. Sau khi Giang Hải lên xe ông ta lập tức nói với Đường Tuấn. Nghiệp Gia gật gật đầu sau đó cũng lên xe. Nghiệp Gia đại biểu cho Bàng đại ca, thậm chí có thể thay ông ta quyết định rất nhiều chuyện. Lúc này anh ta cũng thay Bàng đại ca tỏ thái độ, chỉ cần có chuyện Giang Hải cần đến Bàng đại ca thì cứ việc dặn dò. Giang Hải mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nghiệp Gia hơi kinh ngạc, thoạt nhìn Giang Hải vẫn còn trẻ như vậy, không biết làm sao có thể luyện ra được võ công cao đến mức này. Trên người Giang Hải tỏa ra khí chất trầm ổn, không nên xuất hiện trên người của một thanh niên còn trẻ tuổi như vậy mới phải. Còn trẻ đã chín chắn, lại vô cùng cẩn thận. Trên chiếc xe phía sau, Tần Hiên đang cảm thấy cả người mình căng cứng đến run rẩy, nhưng mà thật may quá, bọn họ không hề gặp nguy hiểm gì cả. Anh ta thật sự không ngờ hai đại ca gạo cội của thành phố Giang Thanh lại có thể cung kính khom lưng trùng gối trước mặt Giang Hải như vậy. Bọn họ chính là đại ca của thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh sao? Còn ngoan ngoãn hơn mấy con chó Nhật nữa. La Liếm vô cùng nhiệt tình. Thật sự từ đầu đến cuối, Giang Hải còn chưa nói ra một câu nặng lời nào. Vậy mà Lôi đại ca lại bày ra vẻ mặt kiêng kỵ sợ hãi đến vô cùng chân thật. Những lo lắng mà anh ta nghĩ tới trên đường tới đây, hiện tại đã hoàn toàn bị bỏ sau đầu. Anh ta chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tự đại, kiêu căng, ngang ngược, kiêu ngạo. Tần Hiên nhớ tới một câu nói mà Tần Hạo đã từng nói với mình. Nếu có đủ thực lực, tất cả những thứ này đều có thể được dùng một từ để khái quát. Cá tính. Không chỉ có Lôi đại ca, ngay cả Bàng đại ca cũng khách sáo như thế. Đương nhiên, Tần Hiên sẽ không cho rằng Bàng đại ca thực sự sẽ mở cửa xe cho Giang Hải. Nhưng thái độ khiêm nhường của ông ta rất rõ ràng. Bàng đại ca cung kính với anh Giang như thế, rốt cuộc anh Giang có thân phận như thế nào vậy? Hiện tại sự sùng bái đối với Giang Hải trong lòng Tần Hiên đã dâng tràn như nước vỡ đê, ít nhất ở tỉnh Hải Đông này, Giang Hải chính là thần. Anh Giang. Thật sự chỉ là người ở rể nhà cố tổng thôi sao? Vấn đề này ngay cả Giang Hải cũng không phủ nhận. Thậm chí, Giang Hải tỏ vẻ rất kiêu ngạo vì mình đang ở rể nhà cố tổng, không hề cảm thấy có chút mất mặt nào. Tên đàn em lái xe nói, anh Hiên, chuyện của anh Giang chỉ còn kém để cho biên kịch viết thành truyền thuyết nữa thôi. Ồ, còn có truyền thuyết gì nữa, nói tôi nghe một chút. Tần Hiên hỏi. Một tên đàn em khác lập tức chen lời, không không không. Anh Giang quả thực chính là truyền thuyết rồi. Sau đó tên đàn em này dùng giọng điệu như đang kể chuyện Giang Hồ thần thoại kể Giang Hải cắm sừng người ta như thế nào, lại kể chuyện anh làm giàu bằng cách cho, mượn giống, ra sao. Nghe xong khóe miệng của Tần Hiên không ngừng giật giật. Cho, mượn giống. Vậy con của Ngô Mẫn nhà họ Ngô ở thành phố Giang Tư thật sự là, mượn giống của Giang Hải. Chẳng trách người đầu tiên hợp tác với tập đoàn Uyển như chính là Ngô Mẫn. Như vậy người phát ngôn của tập đoàn tài chính Hàn Quốc cũng, mượn giống của Giang Hải. Thảo nào các dự án của Hàn Quốc đều khăng khăng phải giao cho tập đoàn Cố Thị. Nhưng, chuyện này, sao có thể xảy ra? Tại sao Ngô Mẫn lại đi, mượn giống của Giang Hải? Giang Hải còn bán sao cho người bên Hàn Quốc? Còn nữa, tên đàn em kia lặng lẽ cười. Mười mấy năm trước anh Giang đã có hôn ước với Lan Kiều. Chuyện này, anh còn chưa biết phải không?
vì biết được một vài chuyện mà người khác không biết, nên tên đàn em này tự hào đến mức sắp dùng lỗ mũi để nhìn đường rồi. Tần Hiên hoàn toàn bối rối. Chẳng trách Lan Kiều vì hợp tác với tập đoàn Uyển Như, mà Như sắp giao cả gia tài của Lan Gia Gia luôn rồi. Làm ra thế trận lớn như vậy, thì ra đây là xính lễ à? Xe của Bàng đại ca vững vàng chạy về vùng ngoại ô. Đến một biệt thự dưới chân núi non xanh nước biếc, Bàng đại ca đang đứng trước cửa, hai tay chắp lại đặt trước bụng, chào đón Giang Hải đến. Lão Phúc mở cửa xe cho Giang Hải, cậu Giang, mời. Ông khách sáo rồi. Giang Hải gật đầu, cũng không quá mức kiêu ngạo. Người đã kính mình một thước thì không cần phải đòi một trượng. Sự khách sáo tối thiểu thì nhất định phải có. Anh ngẩng đầu lên đã thấy một bảng hiệu lớn được khắc hai chữ, thiên địa, đập vào mắt. Giang Hải lắc đầu cười nhạo. Hai chữ này đối với Bàng đại ca mà nói là một thứ có vẻ như rất tri thức, chẳng qua là học đòi văn vẻ, còn ông ta có được bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu thì sự thật là không nhiều lắm. Hai chữ này chính là từ thiên địa, chẳng qua cách viết phức tạp hơn nhiều mà thôi. Có một vài người cố ý muốn vẽ vời ra những chữ làm người khác đọc không hiểu, để ra vẻ chính mình rất ngầu, rất học thức. Mà ngay lúc này Bàng đại ca đang đứng ở phía dưới hai chữ thiên địa kia, trên mặt mang theo nụ cười mỉm đón tiếp Giang Hải. Giang Hải nói, anh Bàng, hai chữ này thật khó lường. Bàng đại ca nói, một người bạn của tôi viết đấy, thật sự hai chữ này trông rất lạ mắt, rất có khí chất nên tôi mượn đến làm bảng hiệu. Ông ta không hề đề cập tới ý nghĩa của hai chữ này, Giang Hải cũng chỉ nở nụ cười. Anh thản nhiên nói, thiên địa, anh Bàng, anh đúng là tuổi già nhưng tâm không già. Chẳng lẽ còn đang lo lắng cho nước non thiên hạ? Anh vừa dứt lời, Bàng đại ca cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì thật sự là không đến Giang Hải lại có thể nhận ra hai chữ này. Chương 140, gặp đại ca. Cậu Giang, lời này tôi quả là không dám tùy tiện nói. Khóe miệng của Bàng đại ca giật giật. Vốn dĩ chỉ là một tấm bảng hiệu, bị Giang Hải giải thích như vậy lại thành ra giống như ông ta đang có ý đồ xấu. Bàng đại ca tự mình dẫn Giang Hải vào biệt thự. Quan sát trang trí của biệt thự này, Giang Hải không khỏi gật đầu khen ngợi, anh có thể nhìn ra được, nơi này chắc chắn phải do nhà thiết kế nổi tiếng xây dựng nên. Nơi này không hề giống những biệt thự tầm thường khác, nó mang vẻ cổ kính, yên tĩnh, rất lịch sự tao nhã. Trên đường nhỏ dải sỏi uốn lượn quanh co, các loại hoa cỏ đủ loại màu sắc cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt, phía xa xa là ngọn núi với rừng cây trùng điệp xanh ngát. Càng đi vào bên trong càng cảm nhận được nơi này có một loại khí thế như đang bước lên trên mây. Đình nghỉ mát, cổ thụ vây quanh, nước chảy róc rách. Không gian của nơi này không phải quá rộng, nhưng cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy thư thả. Bàng đại ca rất vừa lòng với biểu hiện của Giang Hải, vừa đưa tay ra làm tư thế mời, vừa nhẹ giọng nói, có thể được cậu Giang tán thưởng, coi như không phí công tôi sửa lại biệt thự này. Dù sao thì cậu Giang cũng là người của Bạch gia ở phía Bắc, tất nhiên sẽ có thẩm mỹ hơn người. Sắc mặt của Giang Hải nhất thời trầm xuống. Vậy mà Bàng đại ca biết quan hệ của anh và Bạch gia ở phía Bắc. Giọng nói của Giang Hải trở nên lạnh lùng, anh Bàng cũng biết cũng nhiều thứ đấy chứ. Giang Hải đột nhiên xuất hiện, không ít người hỏi thăm lai lịch của anh. Nhưng đa số bọn họ không thu hoạch được gì, chỉ có Bàng đại ca. Không phải ông ta tra ra được mà là suy đoán ra. Lúc ấy ở Diệp gia, Bàng đại ca đã thấy Giang Hải hơi quen quen, nhưng rốt cuộc Giang Hải có thân phận như thế nào, ông ta cũng không biết, chỉ cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi. Không lâu sau đó, Bạch gia và Lan gia ở phía Bắc hoàn toàn trở mặt với nhau, đột nhiên ông ta nhớ ra bí mật mà năm đó mà mình biết được. Tất nhiên cũng nhớ lại thiếu niên mà ông ta đã từng gặp mặt năm đó. Hiện giờ tuyệt đối không có bao nhiêu người biết chuyện Giang Hải là con riêng của Bạch Hùng. Cho nên Bàng đại ca nghiêm lệnh dặn dò các đàn em của mình, thành phố Giang Tư là một nơi thị phi, không cho bọn họ chạm vào bất kỳ người nào. Chuyện Bạch Hùng bị cắm sừng hơn 20 năm đã thành trò cười của cả nước. Bạch Hiệu bị đuổi ra khỏi Bạch gia, vậy liệu Giang Hải có được đón trở về hay không? Chỉ cần Bạch Hùng chết, Giang Hải lập tức trở thành người đứng đầu của Bạch gia. Dù sao Giang Hải cũng là con trai duy nhất của Bạch Hùng. Cậu Giang, mời vào bên trong. Bàng đại ca tự mình mở cửa, bày ra tư thế mời vào. Làm phiền rồi. Giang Hải bước vào, còn mọi người phía sau đứng ở ngoài cửa, không tiếp tục theo vào. Bàng đại ca ăn cơm và nói chuyện với Giang Hải, bọn họ không có tư cách đứng ở bên cạnh. Trong phòng cũng được bố trí rất lịch sự tao nhã,
làm cho Giang Hải cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bàng đại ca là một tên lưu manh lăn lộn trong thế giới ngầm, nhưng mắt thẩm mỹ cũng khá được. Chủ, khách cùng ngồi xuống, bên cạnh bàn có một người phụ nữ mặc sườn xám thuần thục pha trà. Mạo muội mời cậu Giang đến đây thật ra cũng có chút đường đột. Bàng đại ca khách sáo nói. Không biết cậu Giang đến thành phố Giang Thanh là vì việc công hay việc tư? Bàng đại ca vô cùng khách sáo, luôn luôn treo một nụ cười mỉm ấm áp trên mặt. Bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy bàng đại ca, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được người này chính là nhân vật đang chiếm cứ nửa địa bàn của thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh. Giang Hải nâng tách trà lên ngửi, trà ngon. Anh Bàng, trà ngon như vậy, lúc về tôi muốn mang theo một ít. Uống một ngụm trà cảm thấy thơm đến tận đáy lòng. Bàng đại ca nào dám từ chối. Chỉ cần cậu Giang thích là tốt rồi. Bàng đại ca hơi hơi gật đầu. Sau khi pha trà xong, người đẹp mặc sườn xám hơi hơi khom người chào, lập tức rời đi. Bàng đại ca tự mình châm trà cho Giang Hải, sau đó chậm rãi đưa tách trà tới trước mặt Giang Hải. Chuyện đam mỹ. Giang Hải hơi khom lưng đưa tay ra nhận, ngón tay gõ lên bàn hai nhịp như đáp lễ. Cậu Giang tuổi trẻ tài cao, mặc dù tôi chỉ ở thành phố Giang Thanh nhưng được nghe nói rất nhiều chuyện về cậu. Bàng đại ca nói, thành phố Giang Tư vốn chỉ là một góc nhỏ, hiện giờ lại cực kỳ hưng thịnh, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ dẫn đầu toàn tỉnh. Giang Hải cười, anh Bàng, anh sẽ không nghe kẻ khác nói xấu về tôi đó chứ? Nào có, Bàng đại ca mỉm cười, tuy tôi có xuất thân bình thường, nhưng vô cùng hâm mộ thành phố Giang Tư, vẫn luôn hướng đến chốn bồng lai như ở đó. Sau 2 năm nữa tôi rút lui rồi sẽ đến thành phố Giang Tư dưỡng lão. Giang Hải lại uống một ngụm trà, cong cong khóe miệng, ý của anh Bàng là muốn tôi xây một cái viện dưỡng lão trước, nếu không đến lúc anh Bàng đến lại luống cuống tay chân à. Từ lúc gặp mặt, Giang Hải luôn như cố ý mà lại như vô tình nhắc đến chữ già vài lần, Bàng đại ca là một người thông minh, tất nhiên đã nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh. Tốt nhất Bàng đại ca không nên nghĩ quá nhiều, ông ta đã già rồi. Những chuyện cần làm cũng không nhiều nữa, an phận thủ thường, đừng có dại mà đi làm những chuyện không nên làm, nếu không sẽ chết sớm hơn một chút. Cậu Giang, cậu cảm thấy khi nào tôi rút lui thì thích hợp? Khó mà nói được. Giang Hải không có ý gì với địa bàn của Bàng đại ca, cũng không có hứng thú với thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh. Sở dĩ anh quét sạch các thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư, là bởi vì tập đoàn Uyển Như hoạt động ở thành phố Giang Tư. Chuyện của thành phố Giang Thanh, Giang Hải không muốn xen vào. Cho dù không có Lôi đại ca và Bàng đại ca cũng có thể xuất hiện Trương đại ca, Lý đại ca hay Vương đại ca nào đó thôi. Về chuyện của Hồng Nhị lão, trong lòng hai người đều biết rõ ràng. Người đã chết như đèn đã tắt, Bàng đại ca cũng sẽ không vì một Hồng Nhị lão mà trở mặt với Giang Hải. Nhưng, Bàng đại ca cũng phải lên tiếng một chút. Hồng Nhị lão, có một người anh là Ma lão đại, gã ở Thiên Lương. Thân phận cũng không tầm thường. Giang Hải gật đầu, hoàn toàn không muốn nói về chuyện này. Trong các nhân vật có tiếng ở Thiên Lương, đến chiến thần Lục Nhị cũng rất kiêng dè Giang Hải, mà lão đại còn có thể làm nên cơm cháo gì. Lần này cậu Giang đến thành phố Giang Thanh, không biết có chuyện gì. Cần lão già tôi đây giúp sức không? Giang Hải nói, tôi chỉ đến đây cùng vợ thôi, tập đoàn Uyển Như muốn tiến hành các dự án hợp tác với các gia tộc ở thành phố Giang Thanh. Bàng đại ca. Nếu tập đoàn Uyển Như phát triển nghiệp vụ ở thành phố Giang Thanh, nhớ có làm ra chuyện gì đắc tội mong ông rộng lượng bỏ qua cho. Chỉ cần như vậy, các nhân viên của công ty tôi làm việc gì tôi cũng không cần phải lo nữa rồi. Sao Bàng đại ca có thể không nghe ra ẩn ý của anh được cơ chứ, người của Bàng đại ca không được gây rắc rối cho tập đoàn Uyển Như. Ngược lại, nếu người của Bàng đại ca bị tập đoàn Uyển Như ức hiếp thì phải chịu lấy, nếu không, Giang Hải sẽ đến hỏi tội. Bàng đại ca chỉ cười cười. Cũng không nhiều lời. Ông ta thông minh hơn Lôi đại ca rất nhiều, cho nên không muốn chọc đến Giang Hải, dù cho phải chịu đựng những chuyện như thế này cũng không hề phàn nàn một câu này, như vậy còn có thể giữ lại chút thể diện. Chỉ dựa vào cách ngậm miệng không lên tiếng này, đã chứng minh được chỉ số thông minh của ông ta vượt xa Lôi đại ca rồi. Giang Hải nhận ra Bàng đại ca là một con cáo giả hiếm có, ông ta biết khi nào nên nói gì và nên làm gì. Nói chuyện chỉ nói lấp lửng một nửa, hoặc là không nói gì cả để mặc cho người khác tự suy ngẫm. Nói ra hết rồi thì tất cả mọi chuyện đều có lời nói làm chứng. Nếu không nói hết, vậy những chuyện phía sau là do người khác tự suy ra, ông ta không thừa nhận suy nghĩ của người nọ là được. Mỗi một câu nói, mỗi một nét mặt đều ẩn chứa hàm ý,
làm cho người khác phải cân nhắc thật kỹ. Bàng đại ca tiếp tục pha trà, châm trà, uống trà. Hai người chỉ ngồi đối diện nhau uống trà, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng lạnh nhạt yên tĩnh. Bọn họ đều nhìn không ra trong lòng đối phương đang tính toán những chuyện gì. Giang Hải nghĩ với năng lực này của Bàng đại ca không thể nào lại phải chịu chia đôi địa bàn với Lôi đại ca. Vì sao ông ta lại chỉ chiếm một nửa thành phố Giang Thanh, hơn nữa còn có vẻ bị vây trong hoàn cảnh bất lợi. Rất nhanh sau đó, Giang Hải đã nghĩ ra. Bàng đại ca, không cần công lao, chỉ cần không thất thế. Ông ta cũng giống như Lôi đại ca, đều là một con chó trông nhà cho gia tộc nào đó. Nếu như làm việc quá tốt sẽ làm cho gia chủ nghi ngại. Còn nếu làm việc quá tệ cũng sợ gia tộc trách tội. Dưới tình thế bất lợi, gia tộc chống lưng lại muốn đổi người thay thế ông ta, nhưng lại sợ thế cục không ổn sẽ gây ra tổn thất. Cứ như vậy, vị trí của Bàng đại ca sẽ vẫn vững như núi Thái Sơn. Bàng đại ca lại nghĩ tạo mối quan hệ tốt với Giang Hải là việc trăm lợi không một hại. Giang Hải có thể phất lên ở thành phố Giang Tư, hiển nhiên là được Bạch Gia chống đỡ sau lưng. E rằng chuyện Giang Hải trở về Bạch Gia, ngồi trên vị trí gia chủ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu Bàng đại ca có quan hệ tốt với gia chủ của Bạch Gia, vậy những lợi ích mà ông ta nhận được không cần nói cũng có thể hiểu được. Rất nhanh, hương vị của trà đã phai nhạt. Bàng đại ca vỗ vỗ tay, có người dọn trà đi, mang đồ ăn lên. Ngay lúc này, Kim Thâu đang vô cùng nề nếp ngồi thẳng lưng, trước mắt anh ta là một tách cà phê nóng hôi hổi. Nhân viên của tập đoàn Đường Thị nhìn mái tóc chói mắt của Kim Thâu, nhưng không một ai biểu hiện vẻ mặt châm chọc, ngược lại còn vô cùng khách sáo. Hơn nữa bọn họ thật sự khách sáo đến mức quá đáng. Cố Huyền Như và Lan Kiều đang ở trên lầu bàn chuyện hợp tác, Kim Thâu làm lái xe chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Trước mặt là một cô gái có dáng người tuyệt vời, phục vụ Kim Thâu như một vị khách VIP. Kim Thâu không quen uống cà phê, càng uống càng khát. Sau khi uống hết hai ly, cuối cùng anh ta uống không nổi nữa, mà chuyện mấu chốt nhất là anh ta không chịu nổi sự nhiệt tình của cô gái kia. Cô gái bày ra bộ dạng như hận không thể chui vào trong lòng Kim Thâu để ôm ấp anh ta. Ánh mắt dụ hoặc kia như lơ đãng mềm mại cọ cọ lên người của Kim Thâu, làm cho anh ta cảm thấy như có trăm con nai đang chạy loạn trong lòng mình. Bọn họ đã được Huyền gia dặn dò kỹ càng. Cho dù tập đoàn Uyển như mang đến một con chuột cũng phải phục vụ cho nó thoải mái. Có thể thấy được, Huyền gia coi trọng lần hợp tác này với tập đoàn Uyển như đến nhường nào. Trước đó bọn họ đã bàn bạc chi tiết cả rồi. Lần này Cố Huyền Như và Lan Kiều đích thân đến đây chỉ là hình thức mà thôi. Mục đích của bọn họ chỉ để làm rình rang, như một thông báo rằng tập đoàn Huyền Như có thể tiếp nhận tất cả sự hợp tác ngang hàng, mặc dù đôi bên đã từng trải qua những chuyện không hợp ý nhau. Sau khi ký hợp đồng xong, Cố Huyền Như và Lan Kiều từ chối lời mời dùng cơm của Huyền Bảo Khang, muốn đi dạo quanh thành phố Giang Thanh một hồi. Ở thành phố Giang Tư, hai người muốn đi shopping cũng chỉ có thể đến những cửa hàng của mình nên thật sự có chút mất hứng thú. Mà ở thành phố Giang Thanh lại có nhiều nhãn hiệu quốc tế hơn ở thành phố Giang Tư. Huyền Bảo Khang đích thân tiễn hai người Cố Uyển Như xuống lầu, lại đích thân mở cửa cho Cố Uyển Như. Anh ta không ngừng cảm thán, ra vẻ vô cùng lấy làm tiếc vì hai người Cố Uyển Như không ở lại dùng cơm. Phố đi bộ ở thành phố Giang Thanh chỉ cách tập đoàn Đường Thị một con phố. Mắt của Kim Thâu nhìn xung quanh. Tai nghe bốn phía, cách một khoảng không xa không gần đi theo phía sau hai người. Vừa đảm bảo an toàn vừa tiện cho hai bà chủ gọi anh ta lúc cần, lại không quấy rầy hứng thú đi mua sắm của hai người bọn họ. Sắp đến cuối tuần nên có rất nhiều người đi lại trên phố đi bộ. Trong các cửa hàng trước mặt người đến người đi càng thêm tấp nập. Kim Thâu, tôi khát quá, cậu xem có cửa hàng tiện lợi nào gần đây không, mau đi mua mấy chai nước đi. Vì bàn bạc với Huyền Bảo Khang quá hợp ý, lại vì thúc đẩy hợp tác, hai người Cố Huyền Như không uống được mấy ngụm nước. Hiện tại bọn họ mới cảm thấy khát. Kim Thâu nhìn quanh một vòng, anh ta có chút lúng túng. Trên phố đi bộ chỉ có hai cửa hàng tiện lợi nhỏ, mà bọn họ đã đi đến giữa phố rồi, cách hai cửa hàng kia có hơi xa. Cố Tổng, anh Giang không cho phép tôi rời khỏi tầm mắt của hai người. Hôm nay không có người của Thiên Ưng Môn âm thầm đi theo. Nên Giang Hải đã cẩn thận dặn dò như thế. Lan Kiều có chút ghen tị, Giang Hải thật sự đối với Cố Uyển Như quá tốt, tốt đến mức làm cho người khác muốn nổi giận. Không thể rời khỏi tầm mắt, anh đang chăm sóc cho một đứa trẻ đấy à? Cô ta cười nói, chỉ tốn có vài phút thôi mà, cậu đi nhanh về nhanh, chúng tôi ở đây chờ cậu.
Kim Thâu suy nghĩ một lát, thấy ở đây cũng có nhiều người qua lại như vậy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ xong, Kim Thâu lập tức nhanh chân đi mua nước. Thấy anh ta vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, Cố Uyển như nhíu mày. Anh ta vội vàng, nhưng người muốn mua nước ở cửa hàng tiện lợi cũng rất nhiều, vì vậy dù có sốt ruột đến mức nào thì anh ta cũng chỉ có thể xếp hàng mua nước. Nếu đây là ở thành phố Giang Tư, Kim Thâu sẽ trực tiếp chen lên trước để mua nước, nhưng hiện tại anh ta đang ăn mặc chỉnh tề, còn là lái xe cho bà chủ nên phải giữ chút thể diện. Anh ta lại không ngờ ngay lúc này, bên phía Cố Uyển như lại xảy ra chút chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 140.